livestream của nhà mát vào trưa ngày hôm nay các chị mình nha Một điều đặc biệt hơn là bình thường thì nhà mát sẽ livestream vào buổi tối các chị Nhưng mà hôm nay Hoài sẽ đổi khung giờ một xíu đó là Hoài sẽ live vào buổi trưa Là chị yêu nào mà đang ở trong livestream này nhanh tay tương tác và comment cùng nhà mát thật nhiều Hôm nay Hoài sẽ có rất là nhiều siêu phẩm ở trong livestream nha Thứ nhất là em có quần jean này, áo này, rồi là váy đầm chân váy và áo sơ mi rất là nhiều Và điều đặc biệt thì quà tặng hôm nay siêu yêu các chị mình nha Hôm nay thì săn giá độ à, săn đồ hiệu này giá cực yêu cùng nhà mát với mức giá giảm trực tiếp cho em hoài tới 70 luôn Và từ giờ tới cuối live thì Hoài sẽ có những cái mã sản phẩm với mức giá bưu hời Càng về phía sau thì mức giá càng mềm Là mình nhớ đồng hành cùng em Hoài nha Và một điều đặc biệt nữa đó là hôm nay chị nào mà tương tác nhiều với nhà mát ở trong livestream Thì Hoài sẽ tặng các chị nhà mình một món quà ở trong live luôn đấy ạ Chỉ cần là mình có sự tương tác nhiều với nhà em thôi là nhà em đã có thể tặng quà rồi Là mình đang xem livestream thì tương tác và comment cùng em thật nhiều nha Rồi ok, hello Hoài, sẽ đang bận xin quá, báo giá luôn nghe <laughs> Chị yêu ơi, chắc đợi Hoài một xíu nha Đợi Hoài một xíu các chị yêu ơi, cái set này thì hiện tại là mức giá rất là mềm nhưng mà đợi Hoài một xíu xíu hoài sẽ báo giá cho các chị nhà mình cái xét này nhé tại vì là bây giờ chắc hoài sẽ dành vài phút đầu để chơi game này để các chị mình ngắm cái xét xinh lắm luôn ạ à. hôm nay không phải là một xét đâu các chị nha mà là rất là nhiều xét chị em hoài luôn hôm nay thì chủ yếu là hoài lên xét nhiều hơn là lên váy liền nên là các chị yêu nhà mình này hôm nay mà mình thích xét thì mình nhớ ở livestream cùng hoài tới cuối live nha rồi ok, bây giờ để Hoài xem nào Lượt comment và lượt chia sẻ của chị nhà mình đang như thế nào nha Hiện tại thì Hoài mới thấy 24 lượt chia sẻ thôi Các chị nhà mình mạnh tay chia sẻ lên trên Hoài đi ạ Mạnh tay chia sẻ và comment thật nhiều nha Hoài đang có rất là nhiều quà Và bây giờ chắc là mình sẽ chơi game đầu live luôn các chị yêu ha Hoài sẽ mở ra chương trình mini game đầu live với các chị nhà mình luôn ạ Chị nào đang ở trong live stream Nhanh tay comment cho em Hoài đó là săn hàng hiệu nha Săn hàng hiệu này Kèm cho em Hoài là tag ba người bạn vào xem live stream cùng em đi ạ Bây giờ thì Hoài sẽ hâm nóng cái không khí bằng cách là chơi game đầu line luôn nên là chị yêu nào đang ở trong livestream nhanh tay cảm ơn cho em hải đó là săn đồ hiệu kèm tác ba người bạn vào xem livestream cùng nhà em và nhớ là chia sẻ livestream ít nhất là 3 đến 5 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai nha lưu ý giúp hải là phải chia sẻ các chị mình khác trong cái thời điểm hiện tại là một cái thời điểm rất là nhạy cảm luôn thì các chị nhà mình cũng biết là các chị yêu nhớ này giữ gìn sức khỏe của mình và đặc biệt là mình sẽ hạn chế ra cửa hàng các chị mình nha đợt này nhà mát sẽ có những cái mức giá giảm ở trên live rất là mạnh cho các chị mình để ủng uh, kiểu như là để hỗ trợ các chị mình trong mùa dịch này với thứ hai nữa là mình hạn chế ra cửa hàng thì mình mua online thì à, hôm nay phí ship của nhà em chỉ cần hóa đơn trên 300k thôi là sẽ được miễn phí ship rồi và khi các chị nhà mình mua hàng thì nhà em sẽ hỗ trợ mình đổi hàng trong vòng 7 ngày nha trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng thì mình sẽ được hỗ trợ đổi hàng miễn phí luôn nếu như mà hàng có vấn đề nên các chị nhà mình yên tâm là mua online cũng không có sợ hàng kém chất lượng hay như nào với lại thương hiệu của nhà mắc thì quá là quen thuộc với các chị mình rồi ha nên là mình cũng không có ngại này ok bây giờ thì hoài sẽ kiểm tra thêm một lần nữa các chị mình đã comment chưa ạ

Hiện tại là Hoài đang thấy các chị mình comment rất là nhiều rồi này Săn hàng hiệu kèm tác ba người bạn vào xem livestream cùng Hoài nha Lượt chia sẻ của mình đẩy lên chị em Hoài 100 lượt chia sẻ để các chị yêu ơi Cho Hoài 100 lượt chia sẻ nha Thì Hoài sẽ bắt đầu tặng quà và sau đó mình sẽ mở bán sản phẩm Tại vì sản phẩm hôm nay nhiều lắm Rất là nhiều sản phẩm đẹp ở trong live Là mình nhớ tương tác cùng Hoài tới cuối live nha Hôm nay thì Hoài sẽ có cho các chị nhà mình những cái mức giá điêu hời này Có mẫu áo cho em Hoài giá chỉ từ 77k thôi Nên là các chị nhà mình đang ở trong livestream thì nhớ hâm nóng không khí livestream cùng Hoài bằng cách là chơi mi game cùng em Hoài nha. Rồi ok, bây giờ thì các chị yêu này Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ tại vì là mình cũng không có muốn tốn quá nhiều thời gian để mình chơi mini game nên là Hoài sẽ muốn là các chị mình chia sẻ thật là nhanh và sau đó thì Hoài sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm nha. Rồi các chị yêu ơi, để Hoài xem nào lượt chia sẻ của mình đang là bao nhiêu. Ôi là chia sẻ mình là 45 lượt chia sẻ này các chị yêu này, 50 lượt chia sẻ để cho Hoài thôi ạ. À. Đẩy lên cho em Hoài 50 lượt chia sẻ là Hoài bắt đầu tặng nha. Chỉ cần là 100 lượt chia sẻ thôi là Hoài đã có thể tặng quà rồi nên là các chị yêu nhà mình đẩy lượt chia sẻ lên cho em Hoài đi ạ. À. 100 lượt chia sẻ Hoài bắt đầu tặng quà và sau đó em mở bán sản phẩm. Hôm nay quần và áo của Hoài đang mặc sẽ có mức giá rất là mềm nên là các chị yêu nhà mình nha. Chị nào mà muốn săn cái set của Hoài đang mặc thì không cần phải chờ lâu đâu. Xíu nữa Hoài sẽ tiếp tục uh, sẽ bán sản phẩm luôn và các chị lưu ý này hôm nay chị nào mà tương tác nhiều với nhà em nha có nghĩa là comment từ đầu like từ cuối like này rồi xem livestream này xe livestream thật là nhiều thì hoài sẽ chọn một chị có tương tác nhiều nhất để tặng quà nha là không cần lướt luôn ạ à. chỉ cần chị yêu nào có sự tương tác cùng nhà Mark nhiều nhất thì hoài sẽ tặng quà chị yêu đó luôn nên là bây giờ các chị nhà mình chị nào thích chơi mi game thì chơi này chị nào tương tác nhiều với nhà em cũng có quà luôn nên là cái Cả chương trình hôm nay sẽ rất là dễ để nhận quà nha. Nên các chị nhà mình cứ là tương tác cùng nhà mắc thật nhiều ạ. À. Rồi Hoài kiểm tra lượt chia sẻ thêm một lần các chị yêu ha. Hoài kiểm tra lượt chia sẻ thêm một lần ạ. À. Hiện tại là lượt chia sẻ của mình đang là 65 lượt chia sẻ rồi. Hoài cần cho mình đó là 35 lượt chia sẻ cuối cùng ạ. À. 35 lượt chia sẻ cuối cùng thôi em Hoài bắt đầu tặng này các chị yêu ơi. Nhanh tay comment và nhanh tay chia sẻ cùng Hoài thật nhiều nha. Rồi lượt chia sẻ đã là 70 lượt chia sẻ rồi này. 30 lượt chia sẻ cuối nhá. 30 lượt chia sẻ cuối và sau đó Hoài và các bạn nhà mình sẽ mở bán sản phẩm luôn. Nên là các chị nhà mình tương tác cùng Hoài thật nhiều Tại vì đầu like thì Hoài sẽ lên cho các chị ở mình là tầm 10 đến 15 phút để chơi mini game thôi Quần đẹp quá ha <laughs> Em có chị Huỳnh Phương Di nha Quần rất là xinh luôn Cái mẫu quần này hôm nay có mức giá rất là mềm Và hôm nay số lượng cực kỳ ít, các chị yêu ha Đặc biệt là số lượng rất là khan luôn Là mình thích mẫu nào là mình nhớ theo dõi live chim cùng Hoài Và chốt luôn ở trong live chim các chị yêu này Ui tim bay phất phới luôn Em chào chị Du An nha Em chào chị yêu ạ à. Rồi các chị nhà mình đúng rồi quần này của mát luôn nha chị Huỳnh Phương Di ơi quần này rất là đẹp rồi cái mã này là có tới hai màu lận và xíu nó hai sẽ giới thiệu cho các chị mình sau nhá săn hàng hiệu các chị mình nha kèm tác ba người bạn vào xem livestream cùng hoài đi ạ à. để hoài sẽ kiểm tra thêm một lần nữa xem lượt chia sẻ của các chị nhà mình là bao nhiêu à, lượt xem các chị mình đang rất là ok này chia sẻ lên cho hoài đi các chị yêu ơi tác bạn bè vào xem livestream cùng hoài đi cứ lượt chia sẻ tăng lượt view tăng là hoài lại tặng thêm quà cho các chị nhà mình này quà hôm nay thì nhiều lắm đây phía sau này bây giờ món quà đầu like thì hoài sẽ tặng cho các chị nhà mình đó là chân váy nhà món quà đầu like thì hoài sẽ tặng quần váy trước rồi hoài sẽ tặng cho các chị yêu nhà mình cái mẫu quần váy này và hoài sẽ để xem mức giá là bao nhiêu nãy giờ chơi minh game nhưng mà không có báo quà nhưng mà các chị mình chơi rất là nhiệt tình luôn nhưng mà không sao nha. quà nhà mát bao giờ cũng rất là xịn sò để hoài xem cái mẫu chân váy này quần váy này sẽ có mức giá là bao nhiêu quần váy này em đang có mức giá gốc cho các chị nhà mình là ba trăm chín mươi ngàn nha ba trăm chín mươi ngàn và hôm nay thì hoài sẽ uh, xem thử xem là chị nào sẽ là nhận được món quà nha bây giờ thì hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ của các chị nhà mình thêm một lần nữa ạ chị nào chưa comment này và chưa tương tác thì nhanh tay có mình và tương tác cùng Hoài thật nhiều nha. Rồi ok, lượt chia sẻ của các chị nhà mình đang là bao nhiêu? Hoài sẽ kiểm tra lại một lần nữa và sau đó Hoài sẽ bắt đầu là tặng này. Ui, 95 lượt chia sẻ các chị yêu ơi, 95 lượt chia sẻ rồi. Đẩy lên chị em Hoài 100 lượt chia sẻ để các chị yêu ơi. 100 lượt chia sẻ tròn Hoài bắt đầu tặng luôn nha. Hôm nay thì tặng quà rất là nhanh tại vì sản phẩm hôm nay cực kỳ nhiều nên là Hoài tặng quà nhanh này. Sau đó Hoài còn lên sản phẩm mới nữa và um, Quà hôm nay thì chắc là phải có tới 4 đến 5 món quà và càng cuối live thì quà càng giá trị nha. Nên là mình uh, nhớ trong livestream cùng hoài tới cuối các chị ha cuối live là em hoài sẽ có nhiều sản phẩm hot lắm với là quà phía sau cũng càng ngày mức giá thành của sản phẩm quà sẽ tăng lên nên là mình cứ tương tác cùng em hoài thật nhiều ạ à. ok bây giờ thì <laughs> thích quần này mua luôn nhé chị à, chị à tặng chị Huỳnh Phương Di à chia sẻ chị em với chị ơi comment chị em Hoài thật nhiều nha rồi ok bây giờ là các chị nhà mình đã, em Hoài đang thấy là các chị comment rất là nhiều rồi và lượt xem các chị mình cũng đang là ok đây Hoài sẽ dơ lại cái món quà đầu lanh nha đây là mẫu quần váy của nhà em rất hot của nhà Mark luôn hiện tại mẫu quần váy này đang bán niêm yết tại cửa hàng là 395 ngàn và quần này thì có sai đầy đủ cho em Hoài và Hoài sẽ tặng chị yêu nào may mắn nhất này nên là hôm nay các chị nhà mình cứ chơi mi game thật nhiệt tình cùng Hoài nha rồi ok bây giờ thì Hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần nữa và sau đó Hoài sẽ lướt tặng quà luôn. Tại vì nãy giờ là cũng mất tầm 8 phút để chơi mini game rồi đấy ạ. À, sau khi lướt tặng thì chắc là thì mất tầm là 10 phút đầu mini game là ok các chị ha. Sau đó mình sẽ bắt đầu đó là mở bán sản phẩm luôn. Rồi Ui hiện tại là bây giờ sao các chị cho hoài thêm 20 lượt chia sẻ nữa đi Cho hoài thêm 20 lượt chia sẻ nữa thôi ạ à. 20 lượt chia sẻ cuối cho tròn con số này Tức là lệ con số rồi Hoài là thích số tròn nha Bây giờ các chị cho hoài thêm 20 lượt chia sẻ nữa Hoài bắt đầu lướt tặng luôn Đếm lại một phút cuối cùng các chị mình nha một phút cuối để các chị nhà mình comment và chia sẻ cho Hoài Và Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng Bây giờ là đang ở phút thứ 39 nha Phút thứ 39 thì phút tiếp theo cho em Hoài đó là phút thứ 41 Hoài sẽ lướt tặng tại vì chuẩn bị là qua 40 rồi các chị yêu ơi nhanh tay like, comment và chia sẻ giúp em Hoài Cú pháp hôm nay sẽ là săn hàng hiệu kèm tác ba người bạn vào trong livestream cùng em Và nhớ là chia sẻ livestream ít nhất là ba lần lên trang cá nhân chế độ công khai các chị nha Hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần nữa này Để xem lượt chia sẻ của các chị nhà mình là bao nhiêu Rồi ok, à, tầm cho em Hoài là 130 lượt chia sẻ rồi Thôi bây giờ Hoài sẽ bắt đầu tặng nha Các chị mình cứ đẩy lên cho em Hoài đi Cứ lượt chia sẻ tăng lên 100 lượt chia sẻ là Hoài tiếp tục tặng quà Cứ 100 lượt chia sẻ là Hoài lại tặng quà Nên là mình cứ chia sẻ cho Hoài thật nhiều nhá Rồi ok bây giờ thì Hoài sẽ bắt đầu lướt các chị mình nha Hoài sẽ bắt đầu lướt ạ à, Để xem chị nào sẽ là chị nhận được quà trong livestream này Và chị nào nhận được quà thì mình nhớ là uh, comment tương tác lại cho nhà em nha Rồi ok bây giờ Hoài sẽ bắt đầu lướt nhá đây các chị mình bây giờ thì sẽ xem nào Đếm từ 1 tới 5 xem chị nào sẽ là chị may mắn nhất và có cái comment hiện lên mới nhất nha Ồ, Ok bây giờ Hoài sẽ bắt đầu lướt các chị ha 1, 2, 3, 4 Ồ, Cái này là không có Từ từ các chị nhà mình ơi Cái này chưa có lên comment mới nên là Hoài chưa có lướt được Bây giờ Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 và cái comment nào của chị nào hiện lên thì Hoài sẽ chọn luôn nha Đây các chị nhà mình Đây bây giờ Hoài sẽ chọn 1, 2, 3, 4 này để hoài xem nào, đây lướt phải lướt ngang như thế này nó mới lên comment mới các chị yêu ơi Rồi 1 này, 2 nhá, 3 4 5 Rồi ok để Hoài xem nào Đây là chị Trang Ngọc các chị mình nha Chị Trang Ngọc là chị trong like sẽ nhận được quà của nhà bác Nhưng mà Hoài sẽ kiểm tra xem chị Trang Ngọc Tại vì cái này là hơi khó lướt một xíu Nên Hoài không có để lại gần cái màn hình được Nhưng các chị nhà mình yên tâm nha Nhà em là tặng khách hàng và không có kiểu như là Chơi gian dối với các chị mình đâu Nên là mình yên tâm giúp em Hoài là nhà em tặng quà rất là à, Kiểu như là công bằng cho các chị mình đấy Ui chị Trang Ngọc đâu rồi ta Chị Trang Ngọc đâu rồi? Chị yêu ơi, comment chị em Hoài nha. Chị Trang Ngọc ơi, comment lại giúp Hoài đi ạ. Chị Trang Ngọc có trong livestream không ta? Comment lại trên Hoài là có, em đây nha. Để Hoài sẽ thấy chị yêu comment này. <laughs> à, tí nữa Hoài sẽ tặng tiếp nha chị à, Di ơi, tí nữa Hoài sẽ tặng tiếp nha. Tại vì là à, đầu live thì chị Trang Ngọc đã là chị nhận quà rồi nhưng mà lại mất mất cái comment của chị Trang Ngọc rồi. Bây giờ chị Trang Ngọc đang có trong livestream stream ạ? Comment cho Hoài nha, hoặc là mình chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà em nhá để mình sẽ được nhận quà ha hồi nãy có comment của chị Trang Ngọc cơ nhưng mà bây giờ nó lại bị mất đâu rồi ta. Các chị yêu chờ Hoài một xíu nha, chị Trang Ngọc đây có em đây rồi. Ok bây giờ Hoài sẽ chụp màn hình lại chị Trang Ngọc nhá. Rồi vậy là chị đầu tiên sẽ là chị nhận được chiếc quần váy của nhà Mác ạ. Bây giờ có chị nào muốn nhận được quà nữa không chị yêu ơi? Mình muốn nhận được quà đúng không ạ? Mình tiếp tục chia sẻ cho Hoài nha. Tiếp tục chia sẻ này, chị nào tương tác nhiều nhất là Hoài tặng quà luôn cho các chị mình ở đầu like đấy ạ. Và bây giờ thì chắc là không làm mất nhiều thời gian của các chị mình thì em Hoài sẽ mở bán sản phẩm luôn nha. Và các chị nhà mình đang ở trong livestream này thích cái mẫu quần và mẫu áo của Hoài Hoài đang mặc thì chia sẻ like em thật nhiều nha Rồi mẫu áo của em này Em áo của em Hoài đang mặc mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là A01 nha A01 mình sẽ có hai màu luôn các chị mình ha Đây là mẫu áo A01 rất là đẹp cho em Hoài luôn A01 mình có màu cho em Hoài đó là màu đen và xanh đen Và cái màu Hoài đang mặc là màu trắng nha Mẫu này cho em Hoài AD1 À cái mã này sẽ là AD1 Các chị mình nhá AD1 có nghĩa là Mẫu áo dây đấy các chị mình Mẫu này cho Hoài sẽ là AD1 Với mức giá chị em Hoài Hiện tại chị em là 255.000 Và đang được giảm trực tiếp Chỉ còn chị em là 137.000 à. Đấy một mức giá rất là mềm Và các chị nhà mình nhớ đồng hành với em Hoài tới cuối line nha Tại vì là phía sau Còn rất là nhiều sản phẩm đấy ạ à. Chờ Hoài một xíu Em Hoài sẽ lấy cái mã các chị mình nhé Rồi ok, mẫu sản phẩm chị em Hoài sẽ là AD1 này, 255 000 giảm trực tiếp còn 137 000 Quần của Hoài đang mặc sẽ là QA1 nha. Mẫu quần jean siêu hot luôn. Đấy khi này mà Hoài mặc cái quần này lên là các bạn rất là thích luôn các chị mình tại vì cái quần vải rất là đẹp và form siêu chuẩn chị em luôn nha. Cái mã quần này QA1 này 525 000 và Hoài đang giảm trực tiếp còn 337 000 quần này thôi. Và tất cả những mẫu này Hoài đang đều có đầy đủ size nha. Hôm nay khi các chị nhà mình mua hóa đơn từ ba 300k thì mình sẽ được free ship đây ạ. Thế là chị yêu nào mà thích mẫu nào là mình tranh thủ mình chốt đơn nhá. Áo này hoài lên chất liệu cho mình đó là cô tổng, và đặc biệt là em này thì sẽ có phần bo dúng một phần eo Để các chị nhà mình. Nên là eo mình bao nhiêu sẽ bo vào bấy nhiêu cho em nhá. Mặc cực kỳ thoải mái này, mặc đi chơi, đi làm hay là đi dạo phố cũng được. Phối với quần jean chân váy chị em đều rất là xinh nha. Đây là hai màu giúp em và màu sẽ là màu hoa phối ạ. Màu be này phối hoa và màu xanh đen phối hoa với mức giá chị em chỉ có 137 ngàn thôi. Quần sẽ là QA1 nha, quần có mức giá cho hoài đó là 300 Bao nhiêu đấy các chị mình ơi 337k thôi nha Và mẫu này thì hoài cũng đang có đầy đủ size để các chị săn luôn Có nghĩa là 60 cân đổ lại Các chị nhà mình mặc đẹp ạ à. Chị nào đang quan tâm mẫu này hay là đang thích mẫu này này Cần hoài tư vấn thì mình cứ comment nha Hoài sẽ tư vấn kỹ cho <laughs> chị nhà mình Đối với những Gì ta <laughs> Rồi đối với những mẫu này các chị mình nhá Đối với những mẫu này mình mặc đi chơi cũng được Đi dạo phố cũng được Và nếu như mà mình không có thích mang giày cao gót Thì Hoài nghĩ là mình phối cho em Hoài với một đôi giày sneaker Cũng rất là xinh đấy ạ à. Mặc mẫu này chị em Hoài thì kiểu như là style năng động cá tính một xíu này Nếu như các chị nhà mình thích những cái concept công sở Hay là những mẫu đồ mà kiểu như là để đi làm hàng ngày công sở này ở Thiên hướng là nhẹ nhàng hơn một xíu Thì Hoài cũng có rất là nhiều nha Chờ em Hoài một xíu xíu em sẽ lên mã tiếp theo cho các chị nhà mình ạ à. Rồi lên mã chị em Hoài này áo Uh, áo đang mặc giảm chỉ có 137k thôi chị yêu nha Lên mã sản phẩm nhớ kèm loại chị em hoài Rồi AD1 cho chị Minh Hà Quá đẹp luôn AD1 cho em 137k thôi nha 137k cho hoài mà áo này Rồi một cái mà áo có mức giá rất là mềm Mà hóng chốt mẫu này là phí lắm các chị em mình Lên mã sản phẩm cho chị em sẽ là A D một kèm thoại quần bét ghi không chị đây quần bét ghi là quần hoài đang mặc này quần này là form quần bét ghi và dáng cho mình sẽ là kiểu dáng ống suông ấy các chị nhà mình quần này cũng là một trong những mã quần form bét ghi các chị à, em này thì không phải là form ôm đâu ạ à, tại vì chất liệu zin của nhà em rất là đẹp nhưng mà zin này thì không có độ co giãn nha zin này đặc biệt là không ra màu không kiểu như là không có bị xù này hay là không có bị cứng khi mà mình giặt đặc biệt là zin thì phải càng giặt càng đẹp các chị mình nhá càng giặt thì càng mềm và mặc thì rất là lâu luôn tại vì những cái mã quần zin các chị thấy không ạ zin ống suông nhá Jean này sẽ là jean ống suông và phía dưới quần thì không có lên lai like. Nên là các chị nhà mình mặc cực kỳ trẻ trung cho em Hoài luôn Chỉ cần mang một đôi dép kiểu như là thấp thấp giống như Hoài đang mặc thôi là cũng rất là xinh rồi Chứ không cần phải mang cao gót đâu Hoặc không mình mang cho em Hoài với dây sneaker cũng rất là đẹp nha Mẫu này cho em á, phối với áo kiểu, áo dây hay là áo thun ở phía trên đều rất là đẹp Và quần lưng siêu cao các chị yêu ha Quần cho em Hoài lưng siêu cao luôn Đồ đợt này xinh ghê, em cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Hương Lan rất là nhiều ạ à. Rồi chị nào mà quan tâm cái mã DA1 là nhanh tay chốt ngay tại vì cái áo hoài đang mặc mức giá nó quá mềm các chị nhà mình 255 mà giảm trực tiếp chỉ còn có 137 thôi nên là mình mua ngay chị em chắc chắn là cái item này các chị nhà mình sẽ phải, phải, có trong tủ để mình phối với những mã sản phẩm hàng ngày nào mình bí đồ quá này mình chỉ cần phối chị em một chiếc áo dây một chiếc quần jean form cân bản thôi là mặc đi chơi dạo phố này mặc đi tất cả các môi trường cho em hoài đều rất là ok tại vì quần jean là một trong những mã sản phẩm mà giới trẻ rất là ưa chuộng luôn đấy ạ à. là chị nào mà thích mẫu này hoài sẽ có cho mình tầm vài phút để chốt thôi nha mẫu này chị em hoài thì hiện tại mình đang ở phút thứ 47 rồi và Hoài sẽ chốt tới phút thứ 49 thôi nha. 2 phút nữa để các chị nhà mình chốt cái set của Hoài đang mặc và em tiếp tục sẽ qua mẫu đấy ạ. À. Đã có mẫu này đẹp thiệt. <laughs> Cảm ơn chị Lưu Vân rất là nhiều này. Giá yêu trời ơi, cái giá này mềm các chị ơi. Và mình nhớ tương tác cùng Hoài tới cuối like nha. Tại vì càng cuối like là Hoài sẽ có những cái mức giá cực kỳ mềm. Hôm nay mình mua hóa đơn trên 300k sẽ được free ship nha các chị yêu nhá. Mua hóa đơn trên 300k được free ship này, được hỗ trợ xem hàng này và được cho em Hoài đó là hỗ trợ đổi hàng trong vòng 3 ngày nha và các chị nhà mình tương tác nhiều thì cuối like và giữa like hoài tiếp tục tặng quà quà nhà mắc nhiều lắm các chị ơi mỗi lần like nhà em tặng quà rất là nhiều hôm nay tất cả mã sản phẩm em có mức giá giảm trực tiếp cho các chị nhà mình có những mã tới 70% luôn và phía sau thì hoài còn sẽ có những cái mã sản phẩm mức giá deal cực kỳ hơi chỉ từ 77k nha càng phía sau thì sản phẩm càng hot và mức giá càng giảm nhẹ mạnh này nhưng mà số lượng lại cực kỳ ít luôn Nên là nếu như chị yêu nào mà đang theo dõi cái livestream này của mắc thì nhớ ở trong livestream cùng hoài tới cuối like luôn ha rồi ok đệ à rồi ok chị yêu đeo một màu trắng hoa chốt ạ à. à, mua quà sinh nhật bên hát rồi hôm nay có tim bảy ai tim bảy bảy k đúng không dạ đúng rồi chị kia à, Ki, Nguyễn ơi hoài có nha Hôm nay mình sẽ có cho các chị ở mình những cái mẫu mà sản phẩm chỉ có 77k thôi Nói chung là trong livestream chắc chắn sẽ có thì nhà em mới ghi lên đầu đề các chị nha Nên là mình yên tâm xíu nước hoài sẽ lên sau ạ à. Các chị nhà mình cứ tương tác và chia sẻ livestream cùng em thật nhiều Thì chắc chắn là sẽ có những cái mã mức giá điêu cực kỳ hời nha Rồi các chị ơi bổ sung số thoại cho em hoài nha DA1, à, AD1 kèm thoại nha AD1 kèm loại cho em áo 137 ngàn có đầy đủ size Quần trên em sẽ là QA1 337 ngàn Đây Hoài quay phía sau các chị xem ạ Đây là form phía sau lưng quần nha Rất là đẹp ha Quần lưng siêu cao cho em Hoài luôn Form thì mặc cực kỳ hách dáng này Mặc đi chơi đi dạo phố cho Hoài cũng được Hiện tại là thời gian của mẫu này mình chỉ có một phút thôi nha một phút cuối cùng để các chị nhà mình chuốc cái set Hoài đang mặc Và Hoài chuẩn bị qua mẫu đi ạ Chị nào mà đang thích set này nhanh tay còn mân mã sản phẩm kèm thoại Số điện thoại cho Hoài. Hoài sẽ còn cho các chị nhà mình 1 phút cuối cùng để chốt AD1 kèm số thoại và QA1 kèm thoại để được chốt đơn hàng thành công. Với tổng nguyên set này chỉ tầm có 400 mấy thôi thì rất là mềm các chị ha. Bình thường mình mua set này chị em Hoài là phải tới 7 800 000 một set, nhưng hôm nay mình chỉ sở hữu cho em Hoài mức giá tầm 400 mấy là được giảm cho em gần 50% rồi. Làm mình thích mẫu này là mình chốt luôn nha. Rồi, <laughs> ừ, chừng nào lên chị Huỳnh Ngọc Cẩm Tú ơi xíu nữa nhà em sẽ lên nha. Mình cứ ở trong livestream cùng Hoài đi ạ. Chắc chắn xíu nó Hoài sẽ lên nhưng mà Hoài không có chắc thời gian được. À, mình cứ chia sẻ livestream giúp em tại vì là hôm nay em like cũng không có lâu quá đâu các chị ơi, không mất nhiều thời gian của các chị ở mình đâu nha. Rồi ok bây giờ 30 giây đếm ngược và Hoài chuẩn bị qua mẫu nha. 30 giây cuối cùng để các chị mình chốt xếp này và Hoài sẽ sâu màu lại một lần nữa các chị xem nhá. Đây là quần có hai màu chị em là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Áo thì sẽ có hai màu chị em Hoài đó là màu đen và màu trắng nha. Nhanh tay chốt đơn với mức giá đó là 137 000 ngàn một áo và quần chị em Hoài sẽ là 337 trăm ba mươi bảy ngàn một quần các chị mình ha, ok các chị mình đã hỏng set mới chưa ạ? Bây giờ Hoài đang thấy Như này đang mặc bộ set rất là xinh rồi và chị yêu nào và đang thích set công sở nha, chuẩn bị mình sẽ có một cái set công sở để mặc đi làm đi chơi được luôn. Bây giờ thì chắc Hoài sẽ để Như qua mẫu luôn nha. Chị yêu nào mà đang thích những cái uh, set này, hôm nay mình có rất là nhiều set và mình nhớ là ở trong livestream săn sale cùng bọn em tới cuối live nhé. Hmm. <laughs> rồi tới lượt em như nha cả nhà nha rồi bây giờ thì à, em như mới có thể là gửi lại chào đến tất cả mọi người được thì không biết là có chị nào mình thấy em như chưa mình có thể cho em như xin một cái comment không cả các chị ơi rồi à, lúc nãy là em thấy là chị Hò đã tặng quà cho mọi người là mọi người đã có chơi mini game rồi nè thì bây giờ là các chị ơi mình vẫn tiếp tục chơi với em nha tại vì em cũng còn những cái phần quà để mà dành tặng cho cả nhà mình nha rồi <laughs> ok các chị yêu nhà mình lúc nãy là em thấy là à, thấy như rồi nha em chào chị phương di nè Em thấy chị Phương Duy tương tác rất là nhiều luôn Mà lúc nãy là bị hụt mất Kiểu như là bị chị chậm một giây á cả nhà ơi Các chị phải comment thật là nhiều Và gọi là comment thật là nhanh Để lúc mà em như chơi game á Là các chị sẽ gọi là uh, nhận được ngay thôi Chỉ cần mọi người tương tác nhiều là cái cơ hội chúng nó gọi là tỷ lệ 99,9% luôn cả nhà nha Rồi bây giờ các chị yêu ơi Mình vẫn chia sẻ like Mình vẫn comment nhiệt tình lên giúp em như Và sau đó thì em như sẽ Trong cái lúc mà mọi người comment nè Em thấy là cái lượt chia sẻ mình đã lên rồi á Thì em uh, sẽ để tặng quà Còn bây giờ thì em xin phép là giới thiệu cho mình cái set đồ em đang mặc trước nha cả nhà nha Đây, mọi người xem thử là cái set đồ em đang mặc trên người này nó có xinh không? Với một cái phân chân váy kiểu như là phân váy uh, chữ A midi á mọi người Còn áo của mình là kiểu quá là cưng luôn Bây giờ là để em như xem thử là mẫu này là với giá sản phẩm là bao nhiêu tiền nha Rồi em sẽ nói cho mọi người luôn Ngồi ôi hôm nay là giá của em á mọi người Cái set này em xin nói cho mọi người là cái số nó chỉ là một ít ít thôi một ít ít thôi cả nhà nha cho nên là phải tập trung vào màn hình giúp em nó bị ẩn comment nhiều khi em không thấy được cái comment các chị rồi cái áo của em với chất liệu là có tông này cả nhà em chào chị nguyễn ngọc vân huỳnh nè hello chị áo giá bao nhiêu như ơi báo giá liền đây người đẹp ơi không đợi mình chờ lâu nữa nha rồi lên cho em là gì AK7 cho em với giá gốc là 395 ngàn Ngày hôm nay em xin giảm cho mọi người chỉ còn là 197 ngàn thôi Ôi cái áo của em với chất liệu là cô tông mình mặc rất là mát nha Mọi người chơi Mọi người để ý cho em nè Từng cái số vải nó rất là đẹp luôn nha Các chị yêu ơi 197.000 cái áo này em sẽ có size l cho cả nhà yêu nhà mình Với cái tông màu của em là em sẽ có là Cái này là à, Em có đúng một tông màu áo thôi Còn chân váy này em sẽ show màu ra sau cho mọi người nha Cái tông màu áo của em là cái tông màu be Mọi người mặc lên nó rất là tôn da và tôn dáng luôn 100 97.000 cho em SML 3 size dùm em nha. Chị 47 cân cao 1m7 này như 47 cân cao 1m7 chị mặc size S là ok nha người đẹp nha, nó không có bị ngắn đâu các chị yêu ơi đó giống như chị phương duy nè nếu như các chị nào yêu nào mình chưa biết mình mua size gì á mình mặc size gì mình có thể comment cho em chiều cao con này em sẽ tư vấn size nha em muốn mua trả góp <laughs> chị Giang muốn mua trả góp luôn hả trời ơi, thiệt sự ngày hôm nay em giảm quá rẻ luôn mọi người 395 trăm em giảm còn có 197 trăm chín bây giờ muốn góp bao nhiêu tôi bây giờ góp 195 trăm chín nha rồi bây giờ này các chị yêu nhà mình nói em vẫn bán lẻ nha chị yêu nào mình muốn đặt áo thì mình cứ để lại cho em là mã là ak 7 kèm cho em số điện thoại còn nếu chân váy là cái chị lên cho em là VA5 dùm em Với giá gốc cũng là 395 ngàn Và ngày hôm nay em cũng sẽ xe cho mọi người là còn 197 ngàn luôn nha AK, à, VA5 là chân váy cho em nha Cái phong chân váy này em thấy rất là xinh nè mọi người ơi Cái này thì bên trong không có lót lót buồn nha mọi người Nhưng mà nó sẽ là kiểu không có bị ngắn á cả nhà Thành ra mọi người yên tâm mà chốt đơn cho em Em thấy là cái phong váy của em là em sẽ có màu cho mình nó Ở trên này nó có cái nơ em sẽ lấy màu để em xô cho mọi người Tại vì nhiều khi cái màu đen của em á nó không có uh, thấy được rõ đây Tông màu nu, tông màu kem này của em thì các chị sẽ thấy được rõ hơn nha mọi người Phần trên này sẽ có một cái dây nơ rất là cưng luôn 100 bao nhiêu đây mọi người ơi, 197 ngàn Mã váy và mã áo này ngày hôm nay đồng giá luôn cả nhà ơi Hóa đơn của các chị yêu nhà mình ngày hôm nay mà trên 300 ngàn là em như miễn phí ship Vậy là tính ra là các chị mua cả set này là vừa được giảm nửa giá rồi mà còn vừa được free ship nữa thì còn gì bằng đúng không nè Rồi bây giờ lên đơn liền cho em như nào chân váy cưng quá mọi người Từng cái đường ly như thế này này phơm lên thì khỏi phải chê tại vì cái phơm váy chữ A như thế này thì em thấy là chị yêu nào mình mặc cũng được. Các chị có thể phối cho em là một cái áo sơ mi trắng thôi nè. Mình có thể mặc đi làm văn phòng công sở, còn nếu như các bạn nào mà học sinh sinh viên, mình muốn cho nó năng động hơn, nó cá tính hơn, có thể phối cho em những cái áo kiểu hoặc là những cái áo phong bình thường thôi. Mình mang cho như thêm một đôi sneaker nữa là trời ơi, quá sức là năng động luôn cả nhà. 100 97.000 mã áo là AK7 giúp Như nha Có chị yêu nào mình đặt áo mà mình chưa lên số điện thoại Mình chỗ xung giùm em số điện thoại luôn nè <laughs> Em cảm ơn chị Tình yêu Jun rất là nhiều nè Khen quá trời luôn mà Khen em rồi là phải uh, mua hàng ủng hộ em nữa nha Rồi mọi người ơi AK7 và áo này là còn quần chân váy của em là va 5 cái tình yêu mình đặt hàng mình nhanh chóng lên à em thấy là mọi người um, muốn chơi game á thì mọi người muốn chơi game thì phải chia sẻ like giúp em lên 3 lần trên hội nhóm và ở chế độ công khai giúp em mọi người cho em xin lượt chia sẻ nè và vào đây mình tăng thêm cho em ba người bạn comment cho em là mã um, xin nha xin và tan thêm cho em ba người bạn sau đó em sẽ tặng thêm phần quà nữa cho các chị yêu nhà mình luôn đây phần quà của em vẫn còn ở đây để mà đợi mọi người nha cả nhà thành ra các chị yêu đừng đợi gọi là đừng bỏ lỡ em còn một thêm cái phần quà này cũng là phần quà tặng luôn đúng không chị yêu đó phần quà tặng luôn đúng không Mọi người ơi nhìn cái quà tặng của em này là chất lượng gì đâu á Bình thường em em để em xem thử cái áo này giá gốc là bao nhiêu nha Thiệt sự áo em mặc size gì em đang mặc là size S nha cả nhà ơi Bình thường em như sẽ mặc size S hết nha Cái áo này là gần 295 ngàn Một áo kiểu đắp chéo hoa họa tiết như thế này mọi người ơi Hàng của nhà mát tặng quà chất lượng dễ sợ luôn Ngày nào lên xem like của mát cũng cũng được tặng quà hết cả nhà Ngày nào xem like cũng được tặng quà hết trơn á mọi người Rồi em mẫu này thì các chị nên lấy nha tại vì em thấy là với cái phông áo kiểu như là đơn giản nhẹ nhàng này nhưng mà basic đó mọi người có thể phối được rất là nhiều kiểu luôn có 197 000 ngàn cái áo và 197 000 ngàn một cái chân váy như thế này thôi hai tông màu váy ví dụ như bình thường mình có màu đen nhiều rồi thì mình có thể chuyển qua cho em như tông màu kem như thế này nha cái tông màu này mình mặc lên kiểu như nó sẽ trẻ trung hơn nó sáng da mình hơn và nó sẽ kiểu như nó thấy được rõ những cái chi tiết ở trên váy hơn còn màu đen á, thì nó mặc lên nó sẽ trông nó gọn người hơn mọi người chia sẻ like cho em như nè đó một lát nữa là em thấy chị nào tương tác nhiều nè có lượt comment nhiều là em sẽ tặng dành tặng phần quà này cho người đó luôn nhé và áo là ak 7 giúp em 197 trăm chín mươi bảy ngàn áo này mình mua lẻ được nha chị lương ơi em thấy là nó bị ẩn comment đó mọi người em phải lướt lên lướt xuống em mới thấy được á thành ra các chị yêu thông cảm cho mình nha bên chân váy không có quần bên trong mọi người mà cái chất của em nó không có bị mỏng mình không cần phải làm làm quần bên trong đâu em gọi là nhà máy chị làm thêm cái quần bên trong á để khi nào những cái chất liệu mà nó dễ tung bay với mọi người ví dụ mình đi mà nó dễ bay á Thì là cái phân váy xòe á thì sẽ làm cái lớp lóc bên trong còn này là cái phân váy kiểu chữ a cho nên mình cũng không cần thiết phải làm để mà mặc cho nó nóng á cả nhà không cần thiết nếu mà cần thì nhà máy sẽ làm cho mình cho nên mọi người yên tâm nha Với cái form này thì em thấy là các chị mà ai mình mặc cũng được luôn á Kiểu như là mình cao 1m7 lắm là cũng không có bị kén Còn thấp 1m50 thì càng là mặc lên càng xinh nha mọi người ha Đó, những chị nào mà kiểu như là nhỏ con hay là nắm lùng nên lấy cái này AK7 Mọi người cho em lên đơn mã nè Kèm cho em xin màu và số điện thoại áo thì em chỉ có một màu thôi Còn trong máy thì em như sẽ có hai màu cho các chị yêu nhà mình nè Tông màu đen và tông màu kem cho em nha Đặt hàng thì cho em như xin mã kèm màu kèm số điện thoại dùm em còn về sai số các bạn sẽ chốt đơn cho mình với những cái chất liệu như thế này mọi người nhìn cho em nhé sò vào rất là mình rất là mướt luôn không có hề bị nhăn kể cả cái áo của em với chất liệu cô tông như thế này chỗ cái cô tông mình sò vào rất là mát và nhìn cái số vải của em á mọi người rất là cân luôn cái phần tay của em sẽ kêu kiểu như là xoắn tay như thế này này cả nhà tạo thêm cái điểm nhấn nha nó nói chung là một cái set đồ rất là basic luôn mình đi làm mặc cái set đồ như thế này cần tối giản là càng sang trọng nha cả nhà ơi áo ak 7 cho em như còn chân váy là BA5 kèm cho em màu và xin số điện thoại là có đơn. Quá trời xinh xắn luôn. Bây giờ em như xin phép ra để coi thử là có chị nào mình đặt hàng chưa nè. Ồ nó bị ẩn mà em mở lên làm thấy mọi người tương tác quá trời luôn nha mọi người. <laughs> ôi ôi không thể nào lộ ok chị uh, nguyễn thị thục chị uh, nt thục quyên nha chị yên tâm dùm em không có lộ đâu mà đừng có sợ nha thôi thật sự cái phom của em là chân váy chữ a mà em may nó cũng khá là giờ dạ, gọi là không có bị ngắn á tại vì bình thường á em thấy là cái phom váy chữ a ở ngoài người ta may tới này thôi cái này em may thêm cho mình lật tới chắc cũng phải là 7 mệt 7 tới 19 phân nữa mọi người thành ra nó xuống thế này nè em như là khoảng một mấy năm tám một mấy sáu thì em mặc các chị thấy nè không quá ngắn mà cũng không quá già nó vừa đủ cho mình và cái chất liệu của mình đó mọi người nó rất là thẳng phơm nha nó rất là đứng phơm nó không có dễ bị tung bay đâu không có sợ bị lộ hàng cho nên chị yên tâm mà chốt đơn giùm em như liều em đơn liền nha và em cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha em sẽ gọi là đưa lên đề xuất của mình nha VA5 này kèm giùm em số điện thoại nha mọi người ơi Em thấy đơn của chị Lương Hằng VA5 màu đen có đơn cho chị yêu nhà mình luôn nè Da ngâm mặt được Uh, ok set này không tay dỗ da ngâm thì phải nên lấy cho em như mọi người ơi một cái tông màu basic như thế này thì da nào mình mà cũng được tại vì da như là da ngâm chứ không phải da trắng đó nên là gọi là tâm sự thật sự luôn mọi người những cái tông màu đen tông màu kem như thế này làm sao mà nó bị kén da được mọi người nếu mà những cái tông màu này kén da thì màu đỏ này màu vàng làm sao mà nó tôn da được đúng không rồi va 5 của em cái chân váy là 197 trăm em nói thật sự với mọi người không bao giờ có cái giá này bây giờ chị yêu nào mình chia sẻ là rồi thì mình tranh thủ mình đặt hàng giùm em đổi hàng 7 ngày free nha chị Huỳnh Phương Di ơi bên em đang có chương trình là mọi người mua hàng sẽ được đổi hàng trong vòng 7 ngày nhá rồi và không có tốn bất kỳ phí nào hết mọi người yên tâm giùm em cái áo của em này là em có size áo và váy là em có size hết mọi người yên tâm Đây bây giờ em sẽ đưa cái váy ra một bên để mọi người nhìn rõ được cái set đồ của em như thế này Cái áo của mình nó mọi người nó sẽ xoắn ở phần tay rất là cưng phơm áo cổ tròn rất là kín đáo nha mọi người nha Cái kiểu như là cái cổ vẹt như thế này mọi người mặc lên nó không có bị lộ mọi người Đơn giản nhẹ nhàng thôi rồi bây giờ là em sẽ kiểm tra luật chia sẻ như thế nào để em uh, coi thử nha mọi người nếu mà cái luật chia sẻ của mình là ok và mọi người tương tác nhiều thì em sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị yêu nhà mình còn không thì em như sẽ uh, qua mã để một lát nữa em sẽ tặng nha đây, hiện tại lượt chia sẻ là 205 lượt chia sẻ thôi mọi người, nó lẻ 5 lượt rồi Bây giờ mọi người có thể like cho em là 250 lượt chia sẻ mọi người 205 đổi cho em như là thành 250 được không nè Đủ 250 lượt chia sẻ em như sẽ tiếp tục tặng quà cho mọi người Mình chơi game, mình chia sẻ like cho em 3 lần vào trang hội nhóm và một lần ở trang cá nhân ở chế độ công khai giùm em như Sau đó vào đây tăng thêm 3 người bạn vào comment cho em là mã xin Nhá. Em như sẽ xem thử đủ đúng năm ba hai trăm năm mươi lượt chia sẻ em như tặng quà đó hiện tại là hơn gần một trăm mười lăm chị đang xem like của em chỉ cần mỗi chị nhích nhẹ cho em một lần chia sẻ nữa thôi là đủ nha cả nhà nha em cảm ơn chị du an nè em thấy chị tương tác rất là tốt luôn rồi mọi người ơi có chị yêu nào mà đặt hàng nữa thì mình nhanh tay giùm em em sẽ dành khoảng một phút nữa nha mọi người nha một phút cuối cùng sáu mươi giây cuối cùng để em chốt cái mẫu váy này và cái áo em đang mặc cho mọi người luôn tại vì ngày hôm nay em đang giảm giá quá là sốc luôn cả nhà Số lượng cũng không có nhiều Em không thể nào mà đứng lâu được á mọi người Thành ra mọi người phải nhanh tay chốt đơn liền cho em Như nha Mã là AK7 là mã áo à với nó mặt nè Còn Chân váy của em là VA5 giúp em như 197.000 đồng giá mỗi áo nhưng mặc là chân váy luôn Ngày hôm nay nếu mà chị nào mình thích được free ship luôn Vừa được nhà săn hàng sale nè Vừa được miễn phí ship nè Thì mình lên lấy cho em cả set Tại vì chỉ còn hóa đơn của mọi người mà trên 300 ngàn á mọi người Là sẽ được miễn phí giao hàng luôn Còn chị nào mình muốn mua lẻ cũng được nha Thì em thấy là cái chân váy này thì rất là dễ mặc á chân váy là sẽ khó kéo ở đằng sau lên form rất là đỉnh luôn nha cả nhà ơi nhìn cho em nè cái form em cầm trên tay thôi là mọi người đã thấy là nó lên form chữ a rất là tự nhiên rồi không còn phải làm gì hết nha khi mà các chị mặc lên người nữa thì em nói là cái chân của các chị rất là thon rất là gọn và đặc biệt với những cái form váy chữ a như thế này nó không hề kén da kén da chút xíu nào nha chất liệu vải nhà em rất là mát cực kỳ mịn và đặc biệt là không hề bị nhăn mọi người yên tâm chốt đơn cho em luôn mình mua hàng của nhà mát thì mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha cả nhà nha bây giờ em như nè sẽ chốt thêm cho các chị tầm 30 giây cuối cùng nha 30 giây cuối cùng lên đơn liền cho em như nha đồ xinh lắm em cảm ơn chị Vân rất là nhiều nè rồi mọi người ơi mình lên cho em là AK7 liền cái áo này xinh quá mà mọi người không đặt là tiếc nha em ri em thấy là với cái mẫu áo mà kiểu basic mình hàng của nhà máy như thế này ngày hôm nay các chị nên đặt cho em có 197 ngàn thôi chưa tới 200 ngàn nữa cả nhà ơi em sale quá rẻ rồi mọi người thật sự mà nó là trong cái thời điểm này thì nhà mát mới đưa lên cái giá này chứ nếu mà không có thời điểm này mọi người không bao giờ nhà mát đưa lên đến cái giá này, kể cả các chị có mua ở những cửa à, gọi là những cái cửa hàng hoặc là à, có những cái chương trình ưu đãi nữa cũng không bao giờ có cái giá mà sale mạnh như vậy. Đó gọi là nhà mát cũng đồng cảm với mọi người trong cái thời gian này cũng là một cái thời gian khó khăn tình hình chung ở cả nhà cho nên là cũng lên cho cái những cái giá nào mà yêu thương nhất hỗ trợ mọi người để mọi người có thể là uh, mua sắm nè thả ga ở nhà luôn và cũng có thể là mình uh, tiết kiệm được một phần nào đó nhá rồi bây giờ là chị yêu nào mình đặt hàng thì mình cho em như xin là ak7 kèm màu kèm số điện thoại nè hoặc là mã uh, va5 nhá chân váy của em là va5 nha mọi người ơi va5 giúp em như nhá rồi, VA5 197.000, hiện tại em đầy đủ size, bây giờ em xin kiểm tra lại một lần nữa lượt chia sẻ, nếu mà không đủ thì em sẽ qua mẫu luôn nha mọi người. Nào, lượt chia sẻ của mình hiện tại là chỉ có 226 lượt chia sẻ thôi, vẫn còn thiếu tới là 24 lượt chia sẻ nữa cả nhà ơi. Rồi bây giờ là em sẽ... Uh... Nguyên set bao nhiêu shop? Nguyên một set là 197 197 là 400 400 trừ 6 là cộng 394 000 Trời ơi em tính như một cây máy luôn cả nhà. <laughs> em tính như một cây máy luôn. 396 000 cả một set cho em là chị sẽ được free ship luôn nhá. Nhá chị uh, list list fan nine ơi quá đẹp luôn bây giờ là em như sẽ để cái cái chân váy một bên đi em sẽ cởi cái phông áo ra luôn cho cả nhà xem nha là khi mà em như tận tình như vậy em mong là mọi người sẽ ủng hộ em nha rồi bây giờ em để cái phông váy ra em có hai màu nha cả nhà ngắm kỹ lại giùm em em xỏ phông ra rồi em qua mẫu luôn nha rồi tranh thủ giùm em như nha Chỗ ngày hôm nay mình mua cả xét thế này là quá tuyệt luôn cả nhà đây em để cái phông ra nha mọi người thông cảm em em đợi phông ra nhiều khi nó 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 có có kiểu như là bất tiện <laughs> bị lộ hàng nữa rồi đây đó mọi người đó cái form của mình nó kiểu như là cái form ống suông như thế này nè đó ống suông suông như thế này này cả nhà khi mà cái chị thông cảm tại vì em đóng thùng ở trong á cho nên nó bị gấp lại như thế này nha mọi người thông cảm giúp em như nha đây Trời ơi, cỡ cái form ra nhìn cũng cân nữa. Em thấy với cái form áo như thế này nè, mọi người có thể mặc cho em những cái form buồn ôm này hoặc là form buồn jean là cũng xinh nha. Rồi bây giờ em như sẽ chuyển qua mẫu luôn nha, cả nhà nha. Mã kèm màu, kèm số điện thoại giùm em là có đơn. <laughs> Rồi em qua mẫu. Ok, bây giờ Hoài sẽ qua tiếp tục một cái cho các chị nhà mình nha. Cái mẫu rất là dễ thương chị em Hoài nè. Hiện tại thì em cho mình rất là ít nhưng mà mức giá giảm của em này lại cực kỳ nhiều các chị yêu ha. Bây giờ Hoài sẽ báo giá luôn để các chị mình không phải chờ lâu cho mẫu này nhá. Em này lên mã sản phẩm cho em Hoài, mã sản phẩm cho em này QA6 là mã quần Hoài đang mặc nha. QA6 là mẫu quần của Hải đang mặc với mức giá chị em là 295 000 và đang được giảm trực tiếp cho em chỉ còn cho em là ơi, 147 000 mẫu quần này thôi. Mức giá rất là mềm và quần đang có rất là nhiều màu nha. Các chị chờ hoài một xíu hoài sẽ sâu màu lên các chị mình xem luôn ạ. À. Áo thì hoài lên mã sản phẩm cho mình sẽ là AT2 320 325 000 giảm tiếp còn 157 000 Các chị thấy không ạ? Tổng set này chị em chỉ nhìn hơn 300 000 một xíu thôi và đã được free ship rồi nha. Tại vì cái mức giá này thì mình sẽ được áp dụng luôn chương trình free ship các chị mình nha. Là mình tranh thủ mình chốt đơn ạ. À. Đây quần hoài đang có rất là nhiều tông màu để các chị săn. Áo thì hoài chỉ có cho mình một màu là tông màu trắng thôi nha. Áo này mình mặc bệt vai cũng được, mặc cao vai lên cho mày cũng ok. Còn quần thì Hoài đang có cho mình đó là ba tông, bốn tông màu ạ. À. Màu Hoài đang mặc là hồng này, hồng xanh đen, màu xanh min và màu cuối cùng sẽ là màu kem các chị mình nha. À vậy là áo sẽ có thêm cho em Hoài đó là tông màu đen các chị mình ơi. Áo cho em Hoài sẽ có thêm tông màu đen nha. Hiện tại là bây giờ Hoài sẽ giới thiệu cái mã áo trước để các chị nhà mình săn ạ. À. Áo này mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AT2 nhá. À, AT2 với mức giá cho em Hoài chỉ có là 157.000 thôi các chị mình ơi. Nhanh tay chốt đơn với cái mẫu này cho em Hoài sai số đầy đủ để các bạn nhà mình tư vấn cho mình đẹp ạ. À. Hôm nay mình mua nguyên set của Hải đang mặc là được free ship luôn. Lâu lâu mới mặc một cái set mặc kiểu như style năng động này hay là nhìn kiểu như là à, mát mẻ hơn một xíu các chị ha. Bình thường là Hoài toàn mặc váy kín không nhưng hôm nay là mặc quần short để các chị ở mình săn. Nhưng mà em này là mặc đi chơi được các chị mình nha chị yêu nào mà đang muốn lấy lòng crush này hay là đi cho em hoài kiểu như là hẹn hò trong buổi hẹn hò đầu tiên thì mình mặc cho em những mẫu này vừa năng động trẻ trung cũng không kém phần lịch sự đối với các chị ở mình mặc dù nó là quần sóc nhưng mà rất là đẹp nha rồi ok các chị yêu này mẫu này hoài lên mã cho các chị ở mình lên cú pháp kèm thoại cho em hoài at 2 kèm thoại nha và các chị đừng quên là món quà mini game phía sau vẫn còn nên là mình cứ chia sẻ livestream thật nhiều nhá chia sẻ livestream này có mân tương tác của em thật nhiều ạ lượt chia sẻ tăng thì hoài sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị ở mình ở trong live là mà mình không có ngại việc chia sẻ các chị ha, chia sẻ càng nhiều thì khả năng trúng quà của mình càng cao nha các chị yêu. rồi áo này chị em lên chất liệu cho mình đó là dạng thun bo zip các chị em mình co giãn cực kỳ nhiều nha, đặc biệt là rất là ôm form và không có bị mỏng ạ. À. vải thun này thì siêu mát lạnh chị em hoàn luôn, mặc như kiểu như là gọi là mặc mà như không mặc luôn các chị em mình, mặc rất là mát và cực kỳ nhẹ, không bị nhão vải, không bị giãn vải quá nhiều nha. mẫu áo trắng thì không có bị kiểu như là cảm giác là à, màu trắng thì rất là dày dặn chứ không có bị mỏng hay là bị dễ à, bụi đâu các chị nhà mình còn đối với mẫu màu đen thì hoài nghĩ là quá dần dễ mặc rồi màu đen rất là dễ mặc và áo này mình mặc rất là nhiều kiểu nha chị nào không thích mặc bệt vai mình mặc cao vai thì cho hoài cũng được nhưng mà đúng ra thì cái mẫu này nhà mắc thiết kế là kiểu dạng bệt vai Nên là chị yêu nào mà thích mặc cao vai thì mình cũng có thể mặc được cho em hoài nha cái mẫu này thì dáng của nó là dáng bệt vai nhưng mà mình muốn cách điệu cho em hoài những cái mẫu kiểu này để mình mặc theo kiểu dạng cao vai cho hoài thì cũng ok đây là mẫu màu đen ạ hoài chị treo lại cái mẫu màu đen nha các chị chờ em một xíu đây là cái mẫu màu đen các chị ha rất là đẹp cho em hoài luôn cứ từ cho em 38 cho tới 60 cân là mình sẽ mặc được mẫu này nha. 60 cân đổ lại là mình sẽ mặc được mã áo thun này. Chốt mã cho em là AT2 kèm thoại ạ. À. Rồi chị nào mà thích mẫu quần thì chốt cho em hoài quần là QA6 nhá. Quần sóc này thì giống như Hoài đã nói là mình đã có rất là nhiều màu rồi. Và quần này form cho em form vừa này. Em này lên chất liệu cho mình đó là cô tông Mẫu quần có dây kéo khóa phía trước và có nút gài chị em luôn nha Hai bên sẽ có chiếc bên cho mình này Màu sắc thì rất là dễ dễ kiểu như là dễ phối đồ Hoài đang có tất cả các tông màu đây các chị mình nhé Em Hoài có màu em đang mặc đó là màu hồng, màu be, màu xanh min và màu cuối cùng sẽ là màu xanh đen Đều là những cái tông màu rất là dễ mặc Vải thì sờ và siêu dài dặn cho em luôn đấy ạ à. Mẫu quần này thì mình có thể phối với những mã sản phẩm khác cũng được nha Mình phối chị em Hoài lấy cái mã quần này mình phối chị em Hoài đối với những cái mã sản phẩm áo kiểu khác Hay là kể cả là áo sơ mi cũng đẹp Phối chị em Hoài với quần sneaker hay là quần tây thì mẫu này đều rất là sang nha Các chị yêu cứ cứ đơn cho em bằng cách là lên mã sản phẩm kèm thôi là được ạ à. Rồi size S thì khoảng chị em Hoài là 1 6 và dưới 54 kg sẽ mặc được size S các chị nha Tính ra là nếu mà đúng là thì thôi dưới 50 cân thôi các chị yêu ơi Dưới 50 cân là mình mặc size S là vừa đẹp nhá Quần này màu đẹp này chị <laughs> Ở đúng rồi chị tâm chị Trâm Trần Tăng bạn vào vào kêu là quần này màu đẹp Quần này màu rất là xinh và rất là nhiều màu cho Hoài ở trong line nha Hiện tại là Hoài đang có quần cho mình tới 4 màu lật đấy ạ à. Còn áo thì em đang có hai màu căn bản đó là đen và trắng Các chị ạ à, mình nhanh tay chốt cái mẫu này tại vì số lượng rất là ít Và tính năng nguyên set này thì các chị mình sẽ được free ship nha khi hôm nay chị yêu nào mà mua nguyên set của Hoài đang mặc thì sẽ được free ship Và nguyên set này mức giá cho em cũng rất là mềm là 100 mẫu áo chị em Hoài chỉ có là 147 ngàn à, mẫu áo là 157 ngàn còn mẫu quần chỉ có 147 ngàn thôi tính năng nguyên set mua rất là hời bây giờ mình mua nguyên set chỉ bằng chị em Hoài là tầm nhỉnh hơn giá gốc của sản phẩm một xíu thôi là mình phải tranh thủ bình chốt đơn nha bình thường là mình mua cho em được một chiếc áo thôi này nhưng hôm nay mình mua cả quần cả áo thì giá nhỉnh hơn không bao nhiêu hết mà lại còn được áp dụng chương trình free ship nữa và nhà mắc thì luôn luôn hỗ trợ các chị mình kiểm tra hàng trước khi nhà nha Hàng đẹp, nhận hàng này, hàng xấu, cố hàng này, hàng như nhà em hôm sau. Với lại thứ hai nữa là sẽ hỗ trợ các chị nhà mình đổi hàng trong vòng 7 ngày. Sau khi nhận hàng nên là mình không ngại việc chốt đơn. Rồi, các chị nhà mình lượt chia sẻ của chị nhà mình đang là bao nhiêu nha. Các chị nhà mình mà nếu như mà lượt chia sẻ của mình ok thì Hoài sẽ tiếp tục tặng quà cho mình đấy ạ. À vài áo, mask fashion, áo xinh mà em gầy quá mặc sờ bị lớt rớt vai luôn ấy trời ơi không có rớt được đâu chị yêu ơi tại vì sao ạ thực ra là có độ kiểu như là có độ ôm vào cái cầu vai của mình ấy cái em này là mặc dù chị nào gầy quá thì cũng không thể nào mà rớt được đâu nha tại vì cái này là hoài đang kéo xuống nhưng mà nếu như mà mình ngại mặc hở vai đúng không ạ xíu hoài sẽ lên những cái á, con kiểu như là lên những cái á, combo khác để các chị mình săn nha hoài sẽ có những mẫu áo kín hơn này những cái mẫu áo không có trễ vai thì chị yêu chợ hoài một xíu nha nhưng mà áo này đảm bảo là không có rớt được đâu tại vì các chị nhà mình biết không ạ nó may bên cầu vai cho hoài là may cửa dạng bầu vào ấy là để có độ bám cho trên vai rồi nên là đặc biệt là 100% chị nào mà ngực lép nha cũng không có sợ bị rớt áo xuống giúp em hoài đâu chị nào cần tư vấn quần thì comment hoài tư vấn quần cho mình luôn nhá quần này chị em 38 tới 63 cân đổ lại là sẽ có size quần thì rất là đẹp vải siêu dày dặn luôn ạ à. đây là tông màu be nha Hoa đang mặc là màu hồng, tiếp theo là tông màu be này. Hoa sẽ ướm từng màu để các chị xem luôn. Cái quần này các chị mình tầm mét 7 đồ xuống vẫn mặc được không có sợ ngắn nha. Và màu tiếp theo chị em Hoài sẽ là màu xanh min các chị yêu ha. Màu xanh min ạ, rất là đẹp luôn. Đây những cái tông màu này đều là những tông màu Hàn Quốc và rất là ngọt ngào. Chị nào hay để ý các nữ chính ở trong phim Hàn Quốc không, các chị ơi. Bây <laughs> giờ mình muốn vào phim ngôn tình này, mình đi hẹn hò với rớt này là mình mặc cho em những cái mẫu này vừa dễ thương vừa trẻ trung nha. Và màu tiếp theo chị em Hoài, cái này nó bị mắc vào đây rồi các chị ạ. Chờ em Hoài một xíu nha. 哎。 Trời ơi đây ok đây là màu xanh đen các chị nha Em này sẽ là màu xanh đen cho em Hoài Chốt ngay mã sản phẩm là QA6 kèm hoại Chỗ 147 ngàn quần này là đi ra ngoài thị trường là không mua được tấm vải được các chị ơi Hoài nói thật đấy 147 ngàn là không mua được một tấm vải cho mẫu quần này Nhưng hôm nay Hoài bán nguyên giá cho các chị mình luôn Là một cái chiếc quần hoàn chỉnh này Chỉ cần nhận về là mặc ngay cho em Hoài với mức giá chỉ có là 147 ngàn Thì sao không chốt đơn các chị mình nhá Nhanh tay chốt đơn cho em Hoài tại vì số lượng còn ít lắm à, Rồi ok a hai đen chị yêu này hoài chốt nha Tại vì là hiện tại là cái này Hơi khó đọc comment một xíu các chị yêu ơi Ok chị Thùy, Thùy Dương hoài trước QA6 cho chị Thùy Dương ạ à. Các chị nhà mình cứ lên mã sản phẩm kèm thôi ạ à. Trên hoài sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nha Rồi quân thông cùng màu với Blazer bên shop không ạ? À? à? quần quân hồng có cùng màu với Blazer không? Quần này thì hình như là cùng màu với cái màu hồng hôm bữa ông ta. Cái mẫu này hôm bữa em có mặc một cái Blazer tương tự nhưng hoài cũng không chắc là có cùng màu hay không. Nếu như mà chị yêu nào mà cần tư vấn mẫu này mình comment cho em là um, mã sản phẩm kèm luôn ạ à đi ạ. À? sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn kỹ nha tư vấn trách màu cho mình luôn tại vì là hoài hôm bữa có mặc cái blazer kiểu gần gần giống như thế này nhưng mà em hoài cố hồng chắc là sẽ có cùng màu đâu ạ à. rồi ok chị lê kim ngân hoài chốt qa 6 nha mức giá quá mềm luôn nãy giờ chốt đơn rất là nhiều này ok chị di hoài chốt cho mình đó là qa 6 luôn nha em thấy là hôm nay chị nào mà tương tác nhiều này em đang thấy chị huỳnh phương di tương tác rất là ok với nhà mát luôn các chị yêu ơi nếu như mà chị nào tương tác nhiều nhất với nhà mát từ giờ đến cuối live thì hoài sẽ đem ra một món quà để tặng riêng chị yêu nhá tại vì đấy là món quà dành tặng cho chị nào có sự tương tác nhiều nhất với nhà mát nhưng mà nếu như lượt chia sẻ mình tăng thì hoài cũng có thể tiếp tục tặng quà cho các chị nhà mình nữa tại vì quà hôm nay rất là nhiều này để hoài kiểm tra xem lượt chia sẻ các chị nhà mình là bao nhiêu rồi đẩy lên cho em hoài tầm 350 lượt chia sẻ để các chị yêu ơi thêm cho em hoài 50 lượt chia sẻ nữa nha hoài tiếp tục tặng quà 50 lượt chia sẻ cuối cùng hoài sẽ tiếp tục tặng quà các chị yêu đang ở trong livestream chia sẻ livestream cho em thật nhiều nha xíu nữa cứ lượt chia sẻ tăng lên 100 lượt chia sẻ là hoài sẽ tặng quà tiếp cho các chị nhà mình nên là mình không ngại việc chia sẻ các chị yêu ha em cảm ơn chị nt thục quyên rất là nhiều này cảm ơn chị yêu nhá chị nt thục quyên cũng là một chị khách hàng rất là quen tại vì ngày nào hoài lai like, hoài cũng thấy chị yêu comment rất là nhiệt tình cùng nhà mát này cảm ơn chị yêu rất là nhiều nha chị Milan ơi áo trắng at 2 kèm số thoại cho hoài đi ạ lên at 2 kèm số thoại cho em hoài trên cùng một dòng comment để được chốt đơn hàng thành công chị yêu nha lên mã bổ sung số thoại giúp em hoài đi ạ rồi em đọc lại mã chị yêu ha áo cho em sẽ là at 2 với mức giá sẽ là một trăm năm mươi bảy ngàn quần cho em sẽ là qa 6 với mức giá là một trăm 47.000 ạ à. Tính ra cái chiếc quần này hôm nay Có mức giá quá ưu đãi các chị ơi Mềm hơn một chiếc áo Hoài đang mặc nha Quần em đang có đầy đủ cho mình 4 tông màu Để Hoài dơ lại màu mình coi ạ à. Hoài đang có quần đầy đủ 4 tông màu nha Màu Hoài đang mặc là màu hồng các chị nhá Màu Hoài đang mặc là màu hồng be ạ à. Màu này sẽ là màu xanh đen màu xanh minh ạ à. màu xanh đen, màu xanh min này và màu cuối cùng chị em hoài sẽ là tông màu kem nha, rất là đẹp nha bê sữa rất là sang cho chị mình luôn. Đây đầy đủ 4 tông màu giúp hoài. các chị nhà mình mà cần tư vấn màu á mình cứ comment mã sản phẩm kèm ngay à. chị em hoài đi ạ. À. màu sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn nha. da ngâm mặc màu nu được không ạ? À? trời ơi da ngâm là mặc màu nu là đẹp nhất đấy chị yêu ơi. cái này là hoài tư vấn thật tình nha. da ngâm là mặc màu nu là đẹp nhất luôn, tại vì nó theo cái kiểu hơi hơi theo phương tây một xíu em mặc vào thì rất là sang, màu nút hoặc là màu như hoài đang mặc là cái tông màu hồng da này mình mặc cho em hoài vẫn rất là ok nha da ngâm cứ lựa cho em hoài tất cả những mẫu quần hôm nay hoài lên đều rất là dễ mặc còn áo màu trắng đen thì gọi là tông màu căn bản rồi da ngâm da trắng gì đều mặc rất là ok nhá các chị tiếp tục chia sẻ livestream cho Hoài đi ạ. Rồi vẫn có một stream Hoài đó là săn hàng hiệu kèm tang ba người bạn vào trong livestream nha. Nếu như xíu nữa mà uh, các chị em mình lượt chia sẻ đầy đủ là Hoài lại tiếp tục tặng quà đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ có cho em Hoài đó là 2 phút cuối để chốt mẫu set Hoài đang mặc nha. Bây giờ Hoài đang phút thứ 15 rồi. Hoài đang ở phút thứ 15 thì phút thứ 17 Hoài sẽ tiếp tục qua sản phẩm mới. Nên là chị yêu nào mà đang thích cái sản phẩm của Hoài đang mặc thì nhanh tay chốt mã cho em đó là AT2 cho mã áo. 157.000 quần sẽ là QA6. Rồi cái set này xinh. Cái đây là Hoài bảo luôn. Tính ra là bình thường em mua cái mẫu áo này không rất là đã bao nhiêu rồi các chị ơi 295 000 cái mẫu quần rồi nha 295 000 mẫu quần và áo cho em đã 325 000 rồi. Đấy bình thường các chị nhà mình mua nguyên set là là đã là cao, rất là cao nhưng hôm nay mình mua chị em hoàn Nguyên set chỉ không bằng giá gốc của một chiếc áo luôn ạ bằng giá gốc chiếc áo 325 ngàn luôn nên là hôm nay mình mua rất là hời mà còn được free ship này cứ hóa đơn trên 300k sẽ được free ship nha và voucher phía sau còn rất là nhiều các chị tương tác cùng Hoài thật nhiều thì phía sau còn voucher tiếp theo Hoài sẽ tặng các chị mình nhá và món quà thì hôm nay phải gọi là thích gì tặng đấy luôn các chị mình thích gì là nhà em tặng đấy luôn chỉ cần lượt tương tác các chị mình ok lượt chia sẻ các chị mình ok là hoài sẽ tặng nhà em hỗ trợ mình kiểm tra hàng này hỗ trợ mình đổi hàng trong vòng 7 ngày này hôm nay mua hóa đơn trên 300 k còn được free ship nữa và phía sau like thì hoài sẽ có những cái mã sản phẩm có mức giá siêu mềm nha tại vì là mẫu này chị em hoài, phía sau á hoài sẽ có cho mình đó là những cái mã sản phẩm giống như là à, mức giá ưu cực kỳ hồi có nghĩa là tri ân đến tất cả các chị mình luôn ạ à, từ 77 k thôi là mình cứ ở trong livestream cùng hoài tới cuối live nhá rồi mình còn cho em hoài một phút cuối cùng ạ à, một phút cuối cùng rồi dạ ok chị dạ trần hoài chốt QA sáu cho chị dạ trần nha rồi chị yêu nào mà còn thích QA sáu nhanh nay lên QA sáu và AT hai kèm thoại này ok chị ta ra hoài chốt AT hai cho chị yêu luôn rồi các chị nhà mình ơi mẫu này là nãy giờ hoài thì lên đơn rất là nhiều nên là Chị nào đang quan tâm cái set của Hoài đang mặc mình có một phút cuối thôi nha. một phút cuối để chốt set của Hoài đang mặc thôi ạ. À. Sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác này tại vì hôm nay sẽ có rất nhiều sản phẩm và nhìn cái cây đồ hôm nay là cực kỳ yêu luôn. Nên là các chị nhà mình đang ở trong livestream mình không rời khỏi live stream cùng em nha. Để Hoài quay ra Hoài kiểm tra lượt chia sẻ các chị mình thêm một lần nữa nhá. Để xem lượt chia sẻ các chị nhà mình là bao nhiêu. Như Hoài nói là target của Hoài sẽ là 350 lượt chia sẻ nha. Ui chỉ có thiếu chị em Hoài đó là bao nhiêu các chị ơi. 13 lượt chia sẻ cuối cùng thôi ạ. À. Cái này chắc để như vào như sẽ tặng cho các chị mình nha Tại vì Hoài chỉ còn cho các chị mình 13 lượt chia sẻ nữa thôi Là Hoài đã có thể tiếp tục tặng Hoài cho các chị mình rồi Hồi nãy Hoài đưa ra target đó là 350 lượt chia sẻ Và bây giờ đã có là 327 lượt chia sẻ rồi Vậy là Hoài tính có đúng ta? Ú ừ, phải còn 23 lượt chia sẻ nữa chứ Đấy là tính bị lộn rồi Bạn Như tính rất là nhanh còn Hoài tính rất là chậm nha Cái đây là còn 23 lượt chia sẻ cuối chứ không phải là 13 Là các chị yêu nhà mình cứ chia sẻ cho em đi Mỗi chị cho em Hoài thêm một lượt nữa thôi là lượt chia sẻ mình đã rất là cao rồi Như Hoài đã hứa cứ tăng lên 100 lượt chia sẻ là Hoài sẽ tặng quà Nên các chị nhà mình chia sẻ livestream thật nhiều nha Ok bây giờ thì hiện tại là cái mẫu này Hoài cũng đã hết thời gian cho cái mã set của Hoài đang mặc rồi Hoài sẽ đọc lại mã thêm một lần nữa và chuẩn bị em sẽ qua mẫu nha Chị nào cần tư vấn thì nhanh tay comment Hoài sẽ tư vấn kỹ cho các chị mình ạ Rồi AT2 trên Hoài mặc áo hai màu đó là màu đen và màu trắng Mức giá cho em là 157 ngàn Có size đầy đủ chất thun cho em Hoài thun lạnh rất là đẹp nha Cô tông lạnh rất là đẹp luôn Mềm mịn mát đặc biệt là có độ co giãn này Ôm sát vào người không có bị nào nóng hay là không có bị nhão vải nha quần hoài lên cho mình đó là QA6 với mức giá sẽ là một trăm bốn mươi bảy ngàn quần hoài có bốn màu luôn nha màu hồng da màu b màu xanh đen và màu cuối cùng cho em hoài đó là màu xanh mình những tông màu rất là dễ mặc phong quần hoài có size cho các chị nhà mình sáu mươi cân đủ lại mặc đẹp luôn nên cứ chốt mã sản phẩm kèm số lại cho em hoài trên cùng một dòng có mặt là được nha size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi để tư vấn cho mình nhá rồi ok bây giờ các chị nhà mình đã hóng sản phẩm mới chưa ạ lượt view đang tăng này các chị yêu ơi tương tác cùng hoài thật nhiều chia sẻ là chim cho Hoài thật nhiều nha Bây giờ thì chắc Hoài sẽ qua luôn set mới các chị Em tiếp tục sẽ qua một cái set công sở Nãy giờ là Hoài vừa xem kẽ này set đi chơi này đồ công sở cho các chị rất là nhiều Là mình đang ở trong livestream thì bây giờ mình săn đồ công sở để chờ Hoài một xíu nha Bây giờ sẽ mời Như tiếp tục qua một cái set rất là dễ thương cho các chị luôn ạ à. Hmm. Dạ rồi đấy các chị yêu ơi Các chị nào mà muốn em như tặng quà là mình phải tương tác thật là nhiều nha ấy chị Hoàng Thu ơi em thấy mình đặt là QA6 á Cho em như xin số điện thoại của chị Hoàng Thu luôn nha Mình đặt hàng mình cho em đúng cú pháp là mã nè Kèm cho em số điện thoại là mình sẽ có đơn Nếu mà có màu nữa thì mình cho em như xin cái màu luôn nha cả nhà yêu nha Rồi bây giờ em như sẽ chuyển qua mã sản phẩm em như đang mặc trên người luôn đây Cái mã sản phẩm mà em đang mặc á cả nhà ơi là một cái form mà kiểu như là nó sẽ hơi nhẹ nhàng Hơi tiểu thư một xíu nhưng mà không có bị bánh bèo nha cả nhà nha À, đây, cái chị ngắm nhìn cho em với một cái form áo này sẽ có bèo như là tay của mình là sẽ tay loe và sẽ có độ bao phòng như thế này. Còn chân váy của mình là kiểu phong chân váy xòe như thế này, chân với dài á cả nhà rất là xinh luôn bây giờ chị yêu nào mình muốn chơi game mình phải comment thật là nhiệt tình giúp em và nhớ là tương tác với em thật là nhiều nha cả nhà yêu nha còn bây giờ thì chắc là em như sẽ lên luôn cho các chị cái mã sản phẩm em đang mặc chơi người các chị đón xem thử là cái mẫu sản phẩm này em nói cái giá gốc của mọi người đoán thử giá sale ngày hôm nay là bao nhiêu nha giá gốc của em này là mã ak 2 425 000 AK2 là cho em là 425 ngàn là giá gốc Thì không biết là cái chị đoán thử là ngày hôm nay em sẽ sale bao nhiêu cho cả nhà đây Em nói cho mọi người nhà Giá hôm nay chị có một ít ít cái chiếc áo em như đang mặc thôi Bây giờ là hãy chọn giá đúng quá cả nhà ơi Chị nào chọn đúng là sẽ có hàng nha Rồi AK2 của em với cái phom áo cái chất vải của mình nó nó mềm, nó mịn, nó không có nhăn mọi người. Giống như là nó mình sờ vào y chang là vải lụa vậy đó. Nó là vải lụa đó kiểu như vậy á mọi người. 100 bao nhiêu đây cả nhà ơi? Em xin công bố là áo này của em AK2 127 000 Trời ơi cái áo này 127 ngàn cả nhà Cái tông màu của em là kiểu như là cái tông màu hồng mà Hồng 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 đất á cả nhà Hồng phấn á Rất là nhẹ kiểu mềm mài uyển chuyển Nó không có bị bánh bèo nha Không có bị bánh bèo cũng không phải là màu hường đâu nha cả nhà ơi AK2 127 ngàn Và chân vẽ của em ngày hôm nay với giá gốc là 495 ngàn Em sẽ sale cho cả nhà luôn VA3 với giá là 297 ngàn Xuất sắc chưa các chị yêu Trời phải nói là cực kỳ đẹp luôn Các chị biết không, với cái chân váy của em như thế này này Ở ngoài bây giờ thị trường không bao giờ hàng thiết kế lên cho cả nhà mình Với cái giá này nhá Ngày hôm nay em lên cho mình một cái chân váy kiểu midi như thế này nè mọi người Một 297 ngàn mà em thấy là ở bên trong của em là có lớp lót rất là đẹp luôn Cảm giác là cầm cái cái váy của mình lên rất là chắc tay Với cái phần váy của em như thế này Cái tông màu trắng mà mặc lên không có hề là bị lộ khuyết điểm nha mọi người Không hề luôn mọi người ơi Ví dụ chị nào mà mình có vòng hai mình có bụng một xíu nha mình mặc những cái chân váy xòe như thế này lên là em nói Âu Tu là gọn người Âu Tu là gọn dáng mà cái này em thấy là Áo của em em sẽ có hai tông màu và chân váy của em cũng vậy luôn. Chân váy của em là có màu luôn nha mọi người. Để một lát là em sẽ show màu ra cho mọi người ơi. Cái set của em rất là nhiều màu nha. Đợi em một xíu nha mọi người ơi. Mọi người nhớ tăng uh, gọi là tăng tương tác lên cho em rồi mình chia sẻ like. bây giờ là áo này lên cho em là gì? Em xin phép là em sẽ live nhanh hơn một xíu nha mọi người ơi. Tại vì ngày hôm nay thì lịch thời lượng mà không có nhiều á. Cho nên là mỗi cái set như thế này em xin phép là like chỉ tầm 2 phút thôi. Võng vẹn 2 phút em chốt đơn cho mọi người thôi nha. AK 127 ngày. Chị nào lấy thì lên đơn liền cho em Như nhá Bây giờ em xin phép show màu ra cho mọi người luôn Áo là em Như sẽ có tông màu hồng nè Và cái tông màu kem giúp em nha tông màu hồng tông màu kem giúp em như là hai tông màu áo này cả nhà ơi đây chị yêu nào lại áo thì lên đơn liền giúp em nha em cảm ơn chị việt trinh nè em thấy chị tương tác rất là tốt luôn nè rồi mọi người ơi nhớ chia sẻ like comment cho em là mã tặng tăng 3 người bạn và giúp em hoặc là comment là săn hàng hiệu giúp em nha săn hàng hiệu nhớ chia sẻ like giúp em 127 000 chiếc áo như thế này nè mọi người nhìn cho em nhé cái form nó như thế này nè cái phần bè của mình á ví dụ như chị nào mình có vòng một mình hơi kim tố mình mặc nó cũng xinh nữa cảm giác nó rất là cách điệu và nhẹ nhàng kiểu tự thư form tay ống như thế này thì khi chị nào bóp tay to bóp tay thô một xíu mới mặc cũng được nhé nó không có hề bị là bị lộ khuyết điểm luôn với những cái form áo như thế này các chị mặc đi chơi đi tiệc hay là đi làm gì cũng được hết trơn học sinh sinh viên gì mà mặc cũng được nó không có bị uh, gọi là uh, bị kén á mọi người áo rẻ quá hu hu chị hương lan đặt hàng cho em như chưa trời ơi có 127 trăm hai ngàn đừng có ngồi đó mà hu hu với em nữa nha phải đặt liền cho em là ak hai lấy liền cho em như hai màu liền ngày hôm nay các chị nên lấy những cái sản phẩm như này tại vì em thấy quá đẹp mà quá rẻ giá gốc tới bốn trăm hai mươi mọi người ơi bốn 125 ngàn mà ngày hôm nay em sale có 127 ngàn một chiếc áo như này Mà mua trên 300 ngàn thì em còn miễn phí ship rồi thì còn gì bằng đúng không Rồi chân váy của em như em như sẽ show màu ra cho mọi người luôn Chân váy này của em sẽ là có hai tông màu đúng không nè hai tông màu, một tông màu trắng và một tông màu xanh bơ Chỗ cái màu xanh bơ này ngọt ngào quá cả nhà ơi cái màu xanh bơ của em rất là xinh nha mọi người có thể phối chung một cả một cái set đồ như thế này cũng đẹp nè đó rất là xinh luôn mọi người ha nó không hề là gọi là màu này là màu xanh bơ thành ra nó không có bị kén da nha cả nhà ơi bây giờ các chị yêu nhà mình cham như xin cú pháp kèm mã kèm màu và kèm cho em số điện thoại liền em sẽ tư vấn có gọi là một đội ngũ 800 nhân viên đang ngồi đây để chờ mọi người lên đơn tư vấn sai thôi chứ không làm gì hết trơn á cả nhà rồi ak hai một trăm hai bảy ngàn va ba một hai trăm chín mươi bảy ngàn cả nhà mình cho em cả set này đi làm được free ship rồi đó mọi người cả set này giúp em như nha AK2 nè để em ra em xem thử cái lượt chia sẻ của cả nhà như thế nào rồi. rồi mọi người phải chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hiện tại là 361 lượt chia sẻ rồi Vậy là em sẽ xin phép được tặng quà thêm cho một chị nữa nha Em xin phép được tặng cho một quà Một quà cho một phần quà cho cái chị nữa AK2 màu hồng này em chốt đơn cho chị An luôn nè em thấy đơn của mình nha AK2 nè XS S da M ok chị Tường Vy này em chốt đơn cho mình luôn đó em thấy các chị đang lên đơn rất là nhiều luôn kiểu vinh tẹt đúng rồi chị nè hát hơn ơi Đúng là kiểu tẹt luôn, cái kiểu này là ai mình mặc cũng được nha Đã là con gái thì đôi khi cũng phải nhẹ nhàng một xíu nha mọi người Chị nào cá tính nè, chị nào năng động thì lâu lâu cũng phải bánh mè một xíu Cũng phải nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ một xíu thì người yêu mới cưng chiều được nha Rồi bây giờ là em như sẽ lên cho cái chị cái này à, giới thiệu một lần nữa Rồi em như sẽ lướt tặng một chị nữa Dành tặng cho cái chị một cái phần quà là Lúc nãy là tặng cái gì rồi ta? Bây giờ là em, à, mọi người thấy em tặng quần hay là tặng áo đây? Mọi người ơi, mọi người thích em là tặng quần sót hay là thích em như tặng áo nè Em sẽ tham khảo ý kiến, bây giờ là tặng quà là phải cũng phải tham khảo luôn, thấy em có tâm dễ sợ chưa Bây giờ là phải tham khảo ý kiến nè mọi người Chị Mi Phun nè, lấy AK2 màu hồng, ok em chốt đơn cho các chị yêu nhà mình luôn Trời ơi, các chị đặt hàng quá trời nè Em chốt cho chị Cài nè, mà AK2 nè Chị cãi chứ Trời ơi, em không thấy được comment Em chỉ đọc được cái comment của shop đang trả lời á mọi người Rồi, em thấy AK2 của chị Loan luôn nè Chị chờ em nãy giờ Trời ơi, chị còn chờ em nhiều quá chị Duy ơi <laughs> Rồi, tặng quần đúng không mọi người Tặng quần ok chị Hương Lan luôn Rồi, cả nhà yêu ơi Nên lấy cho em chân váy luôn nha Bây giờ là tặng áo hay là quần Thôi lúc nãy tặng quần rồi Bây giờ em như tặng áo nha tặng áo đi tặng áo đi đường quần rồi một lát cuối là em tặng tiếp cho hấp cho nó hấp dẫn đó đó mọi người rồi bây giờ nè lên cho em cái chân váy này màu này màu xanh bơ mặt cưng lắm em đảm bảo các chị ít chị nào có tông màu này lắm tại vì các chị ngại cái màu này nhưng mà em thấy màu này các chị phối chung với cái áo màu của em cũng mặc cũng đẹp này hay là phối chung với áo màu kem mà cũng xinh bây giờ em như sẽ đếm ngược nha mọi người trong lúc này là mọi người phải cho em xin số điện thoại nha không bây giờ em tặng áo chị phương duy nè một lát nữa mà em tặng áo ví dụ chị có trúng là chị có lấy không <laughs> rồi bây giờ nè, AK2 dùm em nè, các chị U ơi AK2 là chiếc áo còn quần của em à chân váy của em là VA3 nhá. Ờ à, à, tặng quần xong đi luôn hả? Là là sao chị mèo mập? <laughs> rồi bây giờ là em à đúng rồi chị mèo mập nói là tặng tặng chị Di cái quần là chị Di đi luôn. Còn bây giờ là em xin phép là tặng áo nha cả nhà nha, tại vì lúc nãy là chị uh, Hoài đã tặng quần rồi. Bây giờ em như xin tặng áo tặng cho mọi người uh, tông màu kem đi ha Tông màu này sẽ dễ mặc dễ phố này chỗ cái áo hoa nhí của em Cái áo hoa này của em là 295 ngàn gần 300 ngàn cái áo này Bây giờ em dành tặng cho mọi người luôn nè Comment cho em như săn hàng hiệu tan ba người bạn vào Chia sẻ like ba lần vào hội nhóm và một lần ở trang cá nhân chế độ công khai cho em như Bây giờ em như sẽ đếm ngược 10 giây cuối cùng Rồi 10 giây cuối cùng cho em Giây thứ 10 chị nào rơi vào đúng cái giây thứ 10 Em như xin phép dành tặng cái phần quà này Bây giờ các chị phải comment nhiệt tình nha Tặng gì lấy luôn hả trời ơi Trời ơi, tặng mà không lấy là buồn <laughs> Rồi bây giờ em như tặng nha Đếm ngược nha mọi người Còn chị nào mà đặt hàng nữa thì trong lúc này đặt luôn cho em Số lượng không có nhiều cả nhà yêu ơi Số lượng không có nhiều nha Bây giờ em như đếm nè 10 9 8 7 6 Nhanh lên dùm em nha 5 4 3 2 1 Em như sẽ lướt ra rồi mình sẽ lướt vào để comment của chị nào đây Rồi em xin chúc mừng chị Huỳnh Phương Di Trời chị Em, em thiệt luôn á em Chưa thấy ai mà comment nhiệt tình như chị luôn á chị Di thì sự em định là không tặng cho chị đâu Tại vì em, em thấy chị là Comment từ đầu tới cuối giờ không biết chị có mua đồ không <laughs> Em thấy chị comment quá trời Em nói đùa thôi chứ Chị Di là người comment đi mọi người cái điện thoại của em tràn ngập cái comment của chị Huỳnh Phương Di luôn á Không biết chị này là ai đây Em sẽ truy lùng Nhờ đội ngũ của nhà em là kiểm tra xem chị này đã được tặng quà chưa Và có chia sẻ chưa nè mọi người Em thấy chị có comment và chia sẻ like này Sang hào hiệu và tan ba người bạn rồi Em chúc mừng chị Di nha Chị Di ơi chị Di đã Chị phủ sống cái comment của em Cuối cùng chị cũng được tặng quà là một chiếc áo này của em rồi cho em mong là chị sẽ nhận được cái món quà này thật là vui vẻ Và tiếp tục săn hàng với em chứ đừng có tặng quà rồi đi ra nha chị <laughs> Rồi bây giờ là em đã dành tặng được cái phần quà này rồi Các chị yêu ơi em vẫn còn một cái phần quà nữa Đó chắc là một chiếc quần short của nhà em nhé một chiếc quần sót của nhà em nha mọi người em sẽ dành tặng cho mọi người một cái phần quà nữa cảm ơn em và dạ rồi em cảm ơn chị phương duy nhiều nha cảm ơn chị đã tương tác rất là nhiều luôn rồi bây giờ các chị ơi 10 giây nữa ngắm nhìn em lại một cái set này rồi em chuyển mẫu luôn ak hai là áo em đang mặc Còn chân váy là VA3 Áo giá 127 ngàn Còn chân váy là 297 ngàn Áo hai tông màu hồng Và một tông màu kem Còn chân váy là tông màu trắng Và tông màu xanh bơ giúp em như nhá Có lớp lót bên trong rất dày dặn luôn Trời cầm cái váy cực kỳ chắc tay Bây giờ em như xin chuyển phép Gọi là xin phép chuyển mẫu nhé cả nhà nha Rồi, okay. sẽ qua một cái set này phải nói là siêu bất ngờ đấy. rất bất ngờ với cái giá thành sản phẩm nha cái set này có mức giá rất là mềm các chị yêu nhá bây giờ hoài không để các chị mình phải chờ lâu thì đầu tiên là để các chị mình vài giây để ngắm trước cái set này và sau đó hoài sẽ báo giá set sản phẩm hoài đang mặc luôn cái em này á mức giá hôm nay là một cái mức giá không ngờ mà nhà mác mang đến cho các chị mình nha rồi bây giờ hoài sẽ báo giá các chị mình ạ em mã của hoài đang mặc này em áo sẽ là ak 1 các chị mình nha ak 1 với mức giá cho em hoài sẽ là 425 trăm hai nhưng được giảm trực tiếp cho em hoài còn có 127 trăm hai mươi bảy ngàn thôi trời áo này mà giảm trực tiếp chỉ có 127 000 thôi các chị này. VA2 là mẫu chân váy của Hoài đang mặc với mức giá giảm cho em Hoài từ 425 và cũng còn 127 000 Tính ra nguyên cái set này hôm nay hổng đến. Trời ơi, Tính làm là hơn có 200, chưa đến 260 các chị em mình ơi. Chưa đến 260 nguyên set của Hoài đang mặc. Nên là mình nhanh tay chốt cho em Hoài đó là AK1 cộng với VA2 để chốt đơn hàng thành công nha. Em không nghĩ set này làm sao mà chỉ có là 127.000 cái mẫu chân váy. vẫn là 127.000 cái mẫu áo được. Không biết là bên nhà Mark có làm kiểu như là... Bên nhà má có làm sai giá không nữa xong rồi mềm ta Giá siêu mềm cho em hoài luôn đấy ạ à. Cái set này mà các chị nhà mình tính ra cho em ấy, Mà hôm nay hổng chốt là rất là phí nha Nhanh tay lên ngay chị em hoài mã sản phẩm kèm thôi <laughs> Trời ơi set này đúng đẹp Chuyện set này mà hồng chốt là phí lắm các chị mình nha Set này hoài báo lại giá này Áo đang là 425 ngàn Giảm trực tiếp còn 127 ngàn Chân váy cũng là 425 ngàn Và giảm trực tiếp cũng là 127 ngàn luôn Set này gọi là cái mức gọi là Quà tặng nhà em mang đến cho các chị mình đấy ạ Và áo thì mình đang có rất là nhiều màu Cho các chị săn nha Áo hoài đang có cho mình hai màu Và chân váy cho mình thì chỉ có là một 1... Chân váy này có một màu thôi đúng không chị Chân váy này thì mình chỉ có một màu thôi Nhưng mà áo hoài có tới tận hai màu nha Đó là màu be và màu Cả màu trắng và màu be các chị mình ạ lên mã sản phẩm ủa hai cái này là một màu mà ta đúng không hai màu rồi chị ôi, nhìn nhìn ở trên like thì nó không có tranh nhau nhiều nhưng mà cái màu của hoài cái màu của hoài đang mặc với cái màu này là nó khác nhau các chị ơi mình ôi hai màu này sẽ hơi khác nhau nhẹ nha chị em nào thích mẫu này lên mã sản phẩm cho em hoài này cái màu này hình như nhạt hơn các chị ơi mình ôi để hoài xem trên mắt là có ghi màu hay là không nha mẫu này để hoài xem trên mắt có ghi màu hay là không này tại vì nhìn ở qua live stream á, thì à cái mẫu này thì là màu sẽ hơi khác nhưng mà chất liệu đặc biệt là chất liệu nó sẽ khác nhau các chị mình nha chất liệu sẽ là khác nhau nhưng mà có phải là một mã ông chị đúng là một mã đúng không ạ rồi ok bây giờ thì mẫu này hiện tại là cái em hoài đang cầm này, này. chất liệu em này kiểu dạng lụa các chị mình lụa bóng nha có độ bóng nhẹ cho em hoài là cái em này nhưng mà cái em hoài đang mặc lại là kiểu dạng cô tông để nó hai cái màu hơi chênh nhau một xíu thôi nhưng mà chất liệu khác nhau ạ à. áo hoài đang cầm là vải lụa nha áo hoài đang mặc sẽ là vải cô tông nói chung là tùy vào làn da của các chị nhà mẹ nhà em sẽ đưa ra cái kiểu tư vấn khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn được cái sản phẩm ưng ý tại vì sản phẩm này dù là cô tông hay là lụa đều rất là đẹp nha lên mã sản phẩm cho em hoài trên cùng dòng có mân này nhanh tay chốt chị em hoài đó là ak một kèm cho em hoài v A2 kèm thoại với mức giá chị em là 127 ngàn một áo và 127 ngàn một chân váy. Chân váy lên chị em hoài đó là chất bố cô tông các chị mình nha. Chân váy có kèm lớp lót bên trong này. Phần này chị em hoài sẽ đính hai cúc và chiết bên chị em hai bên để tạo điểm nhấn cho cái mẫu chân váy này. Và các em này đều đang có đầy đủ size cho các chị mình ạ cứ 38 tới 63 cân là mình sẽ mặc được cho hoài set này. Nên là mình cứ nhanh tay chốt đơn mã sản phẩm kèm thoại cho em hoài trên cùng một dòng comment nha. AK1 và QA2 các chị yêu ơi, AK1 và QA à, VA2 nha. Các chị lên đúng mã giúp hoài nha. AK1 và VA2 kèm thoại ạ. À. Nhanh tay chốt đơn này, lấy nguyên set mã cho em là AK1 cộng VA2 kèm thoại nha chị Nguyễn Tuyết ơi. Set này thật sự là một cái mức giá rất là hồi kiểu như là một cái sản phẩm nhà em dành tặng các chị mình giữa like đấy ạ. Nên là mình thích set này là mình chốt ngay nha. Phần áo cho em hoài phần trên này sẽ là cổ chun các chị ha và lên sát nách cho các chị nhà mình này áo này mình làm cho các chị nhà mình thì một lớp thôi nhưng mà nó không có bị mỏng nha phía sau em khuyết cho mình kiểu dạng giọt nước và sẽ kèm cho mình cái phần uh, cúc gai nữa để mình có thể gài vào và dễ dàng mặc sau cái kiểu như là kiểu mặc của mình nó dễ hơn ấy. Nếu như mặc thực ra không có cái cúc này thì mình vẫn mặc thoải mái thôi tại vì cổ nó có độ co giãn các chị mình. Nhưng mà nhà em vẫn làm cúc để tạo cách điệu cho áo này và dễ dàng để các chị mặc không ví dụ như chị nào mà lớn make up làm tóc rồi thì mình cũng không có sợ là bị trôi make up hay là đụng vào cái tóc của mình các chị mình nha. Tính ra là nhà mặc rất là tinh tế luôn các chị ha. Em chân váy đấy thì Hoài chỉ có một màu Đó là tông màu kiểu be sữa Hoài đang mặc nha. Đấy là cà phê nhiều sữa các chị mình ha. Form này cho Hoài thì sẽ làm ngắn trên gối nhưng mà nó có cái kiểu dạng tạo tùng ấy cái em hai bên này chiếc bên này cảm giác là cái chân váy nó sẽ có độ bồng hơn và hốc eo của mình nhìn nhỏ này và cái hông của mình được đẩy ra hơn rất là nhiều mình chốt ngay mã này chị em hoài nha lấy nguyên set chốt thì em mã ak 1 cộng với va hai chị yêu hà còn hông thôi mình chốt mỗi áo không cũng được này hôm nay cái mẫu này sản phẩm mức giá quá là mềm là chị nào mà đang xem live chị mà hồng chốt set này hoài nghĩ là phí lắm luôn các chị ơi cứ lên đơn mã sản phẩm lên bằng cách đó là lên mã sản phẩm kèm thôi hả? chị em hoài nha lên mã sản phẩm Nhớ bổ sung xuống lại chị em Hoài ạ à. Rồi, đẹp lắm Trời ơi, cái mẫu này em đang thấy lên đơn rất là nhiều Và chị nào mà quan tâm mẫu này là phải chốt ngay chị em Số lượng cực kỳ ít Với các chị thấy đúng không ạ Bây giờ bình thường là một cái áo thôi đã là 425.000 rồi Cái chân váy là 425.000 Vậy là nguyên cành chị em Hoài là 850 rưỡi nha Nguyên cành bình thường giá gốc là 850 rưỡi Nhưng hôm nay mình sở hữu nguyên cành này chị em Hoài Chỉ có mức giá là bao nhiêu ạ 250 mươi bao nhiêu ta 254 ngàn Trời ơi có đúng không ta không biết hoài cộng đúng không ạ Đúng rồi 254 ngàn là nguyên cành nha Tính ra là sale chị em hoài tới là 70% đấy ạ Xếp này em đang có mức giá sale cho các chị nhà mình tới 70% Là không có ngại việc chốt đơn Áo này mà lên chị em hoài với dạng là quần ống suông này Hay là với chân máy bút trì Hay là với quần sóc đều rất là xinh Hoài đang phối cho các chị nhà mình với một túi trắng và một đôi dép màu trắng nha Nhìn rất là tông hợp tông này Màu nhẹ nhàng nhã nhặn mặc chị em hoài bao nhiêu tuổi mặc cũng được và lên form siêu hot đi ạ. À. Ok chị Nguyễn Học Hương gan Hoài chốt cho mình AK1 nha. AK1 ạ, à, mình chốt luôn chân váy đi chị yêu ơi. Đừng để em mày lẻ loi mà. Chân váy cũng có 127 000 ngàn à. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung cho em Hoài là được. Rồi ok chị Tường Vi Nguyễn Hoài chốt AK1 này. Hoài chốt cho chị yêu nhá. VA2 có cho em Hoài là một màu nâu thôi và ba size đầy đủ chị yêu ha. Rồi các chị nhà mình mà thích set này là mình cứ lên đơn tại vì là hồi nãy giờ Hoài thấy các chị chốt nguyên set rất là nhiều. Mình lên nguyên set cho em Hoài để có ngay cái mức giá giảm mềm nhất các chị ha. Và bình thường thì không bao giờ không phải là lúc nào cũng có mức giá này đâu Tại vì là em chỉ bán duy nhất ở trên like Hôm nay mình mua nguyên cảnh này bình thường là 840 ngàn, 850 ngàn Nhưng bây giờ mình chỉ sở hữu cho em hai cái set này chỉ tầm 254 ngàn thôi Là một cái mức giá phải gọi là siêu phẩm và Hoài không nghĩ đến luôn các chị Này các chị à, mình ghi giá Hoài tưởng là sợ nhầm giá không à Bán lộn là chết luôn tại vì đơn lên rất là nhiều Nhưng mà thật sự là giá đúng nha Các chị à, mình không nghe nhầm và Hoài cũng không lên lộn giá đâu ạ à. Nên là hôm nay là cái cơ hội vàng và em vẫn còn rất là nhiều mã sản phẩm phía sau sale tới 70% như vậy nữa là các chị yêu nhà mình nhớ trong livestream cùng Hoài tới cuối nha. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại cho Hoài ạ. À. Rồi ở BA2 cho chị Hoa nắng ạ, à. giá yêu xỉu. <laughs> Đúng rồi chị NH thân ha. Hôm nay thì giá phải gọi là siêu hot luôn. Hoài không nghĩ là Max sẽ có một cái mức giá mềm như thế này đâu. Các chị nhà mình cứ ra cửa hàng cho em Hoài trải nghiệm thử cái mẫu áo này đẹp lắm. Áo sẽ có chất liệu cho em là cô tông và lụa nha. Các chị nhà mình có thể được chọn này. Tại vì là Hoài đang có cái mẫu này là tới hai chất liệu nhưng mà nó cũng tương tương nhau thôi. Không tranh lệch nhau quá nhiều. Cái set này mặc công sở cũng được, mặc đi chơi cũng được, mặc tiệc chơi em Hoài cũng được nha. Rồi ok, Hoài chốt tiếp theo cho chị Trần Thùy Trang Hoài chốt A cam bột ạ. À. Rồi chị Bùi Thúy Hằng Hoài chốt A cam bột luôn nha. Áo này quá đẹp, chị yêu ha nếu như mình chưa thích chân váy hoài khuyến khích trước mình chốt áo cái áo này ở ngoài thị trường không ai bán dưới bốn năm trăm ngàn đâu các chị ơi phần cầu vai chị em hoài làm rất là đẹp nha không có bị thô và đặc biệt là phần dúng cổ này rất là đều tay lên form siêu chuẩn chị em hoài đấy ạ mẫu này đang lên đơn rất là nhiều và hoài sẽ chỉ chốt cho mình thêm một xíu nữa thôi nha hoài chốt cho mình thêm hai phút nữa phút 38 và tới phút 40 thì hoài sẽ qua mẫu nhá đúng phút 40 hoài sẽ qua mẫu này luôn là chị yêu nào mà thích mẫu này là nhanh tay chốt đơn ạ ak một một va hai Ok chị Bùi Thúy Hàng Hoài trước A 2 size L cho mình ạ à. sai Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nha Nên là mình cứ lên mã sản phẩm kèm số thoại là được ạ à. Sai Size số sẽ có nhân viên nhà em gọi điện tư vấn kỹ cho mình Nên là chị yêu nào mà quan tâm mẫu này là chốt ngay à, Thích cái vải của nhà mắc lắm Chỗ nhà em thì vải khỏi bàn các chị ha Nhiều lúc Hoài nói là các chị à, mình chỉ có thích màu sắc hay là có thích cái kiểu đồ hay là không thôi Chứ vải này và form đồ của nhà em là bao vải rồi Tại vì hàng thiết kế và nhà mát thì đã có cái kiểu như là có cái lịch sử bán, bán đồ rất là lâu rồi Và không phải là khách chỉ bán ngày một ngày hai đâu Khách quen của nhà mát rất là nhiều Và là một cái thương hiệu như thế nào thì mới có thể tồn tại rất là lâu như thế Tầm mười mấy năm rồi các chị yêu ơi Là gọi là đi đầu xu hướng luôn đấy ạ à. Nên là mình thích mẫu này là mình chốt Áo nhìn mượt quá ta Áo nhìn mượt chốt luôn đi chị Di ơi Đẹp lắm Cái áo này nhìn rất là sang Cái màu Bê, bê sữa sữa này thì đặc biệt là không có kén da không kén dáng nha rồi ok hoài còn cho mình đó là một phút cuối cùng ạ à. hoài còn cho mình đó là một phút cuối cùng để chốt mẫu sản phẩm này và sau đó hoài sẽ tiếp tục lên mẫu tiếp theo các chị mình nha tại vì sản phẩm phía sau còn rất là nhiều hoài sẽ đọc lại một lần nữa cho các chị mình để chốt mã này về tiếp tục qua mẫu mới đấy ạ à. a cam bột trim hoàn là mẫu áo với mức giá là 127 trăm hai mươi va hai là mẫu chân váy hoài đang mặc cũng có mức giá là 127 trăm hai mươi và sẽ có size sai số đầy đủ các chị mình nhá Ối cái này không phải của gu đâu các chị mình nhá. Cái đấy là mark các chị yêu ơi, đừng thấy em hoài mà nghĩ <laughs> các chị mình không phải là gu đổi tên mà là thương hiệu này là thương hiệu khác nha chị, Feel Linh trắng nha. Hôm nay Hoài đang like tại nhà mark các chị nhắc Còn gu là khác nữa các chị yêu. Mình mình nhớ để ý là để ý tên thương hiệu nha, tại vì ở trên like bao giờ các shop cũng đều để tên thương hiệu hết, tại vì là Hoài thì không có làm mẫu độc quyền bên nào hết á, nên là Hoài live shop này hoặc là hôm sau Hoài live shop khác là bình thường. Các chị mình mua hàng nhớ là khách hàng thông thái một xíu, mình để ý thương hiệu nha. Nhưng mà shop nào em live phần đều là hàng kiểu như là rất là xịn sò thì các chị mình nên là mình không có sợ là à, mình mua hàng không có đẹp đâu nha rồi ok bây giờ thì hoài sẽ tiếp tục qua mẫu các chị nhà mình nha bây giờ hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nha bây giờ mình sẽ lên một cái mẫu tiếp theo cho các chị em mình đó là một cái set à một cái đầm đầm hoa các chị yêu ơi bây giờ sẽ lên tiếp tục một cái đầm hoa nha có chị nào thích đầm hoa không ạ bây giờ sẽ mời như tiếp tục qua một mẫu đầm hoa cho các chị em mình còn chị nào thích mẫu này là mình phải nhanh tay chốt đơn hoài báo lại mã một lần nữa nha rồi ok báo lại mã các chị ở mình sẽ là ak một một trăm hai mươi bảy va hai một trăm k bây giờ hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới ạ rồi ok các chị yêu nhà mình nha bây giờ em lên cho mọi người một cái mẫu mà em nói thật sự là nó sẽ hơi tiểu thư một xíu ha gọi là hơi nữ tính nha đã mặc cái mẫu này rồi thì nói chung là nhìn vào là biết dịu dàng rồi các chị yêu nhà mình ơi đây bây giờ không biết là các chị nào á mình thả cho em như vào một cái comment là một cái tim đi các chị thả cho em như một cái comment là một cái tim một cái like một cái comment gì đó xinh xinh khen em được không nè để em like cho mọi người cái váy này luôn trời ơi, cái váy này của em nó nó có độn vai các chị ở trong này nó có độn vai thành ra khi mà mặc lên nó kiểu như là cái vai của mình ở cả nhà nó sẽ được rất là thẳng người mình nó nó lên phông cực kỳ chuẩn luôn thiết kế kiểu tay dưới này là nó bo làm cho cái tay của mình nó phồng rất là đẹp cái vải của mình y như là vải tơ cả nhà vải tơ von rất là đẹp nha chứ vải mềm mịn mát cực kỳ em làm cho mình là hai lớp hết thành ra các chị không có sợ là nó bị mỏng nha mình yên tâm chốt đơn cho em như luôn bây giờ em như xin phép báo cho các chị mã này luôn là mã DA1 giúp em như Trời ơi, thật sự cái váy này chắc là cái một cái mẫu mà mắc nhất trong cái livestream ngày hôm nay luôn á cả nhà giá gốc quá nha. Em như nói giá gốc nha, 625 000 là cái giá gốc cho em đầm của em. Trời ơi, xịn xò như thế này. Bây giờ em giảm một cái là em nói cái chị từ 625 000 giảm chỉ còn một ít ít mà cái ít của em ngày hôm nay các chị khi các chị nghe là các chị phải wow lên tại vì sao mà cái đầm như thế này mà cây lại có giá vậy không phải là các chị nhìn cái đầm này của em cái giá nó thấp như vậy là cái gì đâu tại vì em đang lên một cái chương trình ưu đãi cực kỳ sốc em đã nói với chị là ngay từ đầu trong cái livestream của em sẽ có những cái sản phẩm em like cho các chị giá cực cực kỳ sốc luôn rồi da 1 187.000 cho em như liền 187 em sẽ có size số cho mình S, M, L đầy đủ hết cho các chị yêu nhà mình luôn Và chỉ có một tông màu Đây em thấy chị Phương Di đã lên DA1 rồi nè quá nhanh luôn chị quá nhanh luôn chị yêu ơi em sẽ cho chị một tim và một like luôn nhá phải nhanh như vậy cả nhà ơi 187.000 phong đồng như thế này nhìn rất là cưng và cực kỳ xinh xắn như thế này nha cả nhà ơi cái phần vai của em nó sẽ kiểu như là độ vai á cả nhà nhìn cho em như nhá nó độ vai thành ra cái vai của mình này rất là thẳng cực kỳ đứng luôn lên phông cái người mình cảm giác nó nó sẽ thẳng như thế này nè và nó không có bị cái vai của mình nó không có bị bầu xuống các chị cảm giác là người của mình sẽ thon hơn nó sẽ gọn hơn rất là nhiều và cái tông màu của em nhìn rất là cưng nha cái tông màu hoa kiểu tím rồi là xanh bơ rồi là vàng chứ cái nền kem nhìn rất là trẻ trung và dễ thương với cái mẫu hoa này không những các chị gọi là trẻ trung mình mặc cũng được hoặc là các chị có thể mua tặng cho mẹ của mình nè mua tặng cho chị gái của mình nè nói chung các chị mua một cái váy này của em như thôi là các chị có thể mặc cả gia đình luôn đó gia đình miễn ai là nữ là đều mặc được hết các chị một trăm bảy 000 giúp em DA1 liền cả nhà ơi. Đặt hàng kèm mã kèm số điện thoại liền size m ok chị Tuyết nè em thấy đâu của mình luôn nè. Các chị yêu nhà mình nhớ thả cho em một cái comment nha. DA1 giúp em. Ok chị Bùi Thúy Hằng nha. Rồi cả nhà yêu ơi em chào chị My Hà nè da một cho chị Nguyễn Lê Bích Trâm em chốt đơn cho mình luôn nè Chị Nguyễn Tuyết lấy DA1 này size M cho em xin số điện thoại trên luôn nha chị yêu ơi Mình đặt hàng mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em Dạ mẫu này em có size cho cả nhà yêu nhà mình á Thành ra các chị yêu nhà mình cứ yên tâm giúp em nha Đặt hàng cho em đầm này size S còn màu khác không Đầm này hả chị hình như là mẫu này em không có màu khác chị yêu ơi Em chỉ có đúng một cái tông này độc quyền luôn á một tông màu độc quyền thôi mọi người ơi DA1 giúp em nha Cái này em có size S nhưng mà em chỉ có đúng một cái tông màu em đang mặc cho người thôi cái màu này nhìn rất là cưng á cả nhà ai mới mặc cũng xinh á ví dụ các chị có thể đổi cho em một cái nón như thế này đúng không mình đi biển mình đi chơi được cũng được ha lên giá quá rẻ có 187 trăm chất liệu tơ như thế này mình mặc rất là mát và cực kỳ trẻ trung cái phần đai này em làm cho mình một cái đai bản khoảng tầm là 2 đến ba phân để nó định hình được cái form eo của mình á các chị trong cái eo của mình nó sẽ thon hơn nó nhỏ hơn và các chị không có sợ là bị lộ bụng nha không bao giờ bị lộ khuyết điểm luôn cổ là em sẽ kiểu làm cổ ve đắp chéo thế này nhìn rất là cưng luôn nha cả nhà ơi nhìn cực kỳ trẻ trung luôn không kén tuổi bao giờ DA1 liền giúp em như 187.000 thôi Trời cái giá quá đẹp luôn á Thì sự em đứng đây mà em lúc mà em nói là cái giá gốc 625.000 Mọi người 625.000 thì em nghĩ là nếu mà giảm là sale Năm phần trăm là cũng phải tầm là 300 mấy hoặc là 200 mấy là 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 cùng đúng không Mà đây chỉ còn 187.000 thôi cả nhà Ở đâu ra mọi người Trong cái live stream nào đến thời điểm nào mà có cái giá mà siêu hồi như thế này cả nhà Chỉ có gì hiện tại là em như đang đứng đây live cho cả nhà thì mới có cái giá này thôi đó một lát nữa mà các chị mình chơi game nhiệt tình em như tặng quà tiếp cứ là nhiệt tình là em như tiếp tục tặng quà chia sẻ like chim cho em nhá chia sẻ like ba lần hội giới một lần ở trang cá nhân chế độ công khai dùm em như sau đó mình vào comment cho em là săn hàng hiệu và tan thêm cho em ba người bạn vào là ok nè rồi bây giờ các chị yêu nào mình chưa lên đơn nè mẫu hoa xinh quá đúng rồi chị du nơi ơi da một của em từ 625 mà em lên cho các chị còn có 187 trăm tám là quá rẻ Ok chị Nguyễn Tiết nha, chị có số điện thoại rồi, ok chị đẹp nhà mình nè. Rồi chị Mỹ Lan lấy DA em một size M thì chị Mỹ Lan cho em xin số điện thoại cho chị yêu nhà mình luôn nè. Cái chị yêu đợi ý cho em nha, mình đặt hàng cho em như là mã nè, mình kèm cho em xin là màu và số điện thoại giùm em là có được. Mình đặt hàng mình chỉ cần đúng cú pháp giùm em là được nha. Đó, em sẽ để cái tóc lên trên cho nó nhìn cái mặt em nó gọn gọn mà nó cũng không gọn lắm mọi người. <laughs> không gọn lắm nha, cái mặt em dạo này hơi tròn một xíu mọi người thông cảm giúp em nha. Rồi mọi người ơi, đặt hàng cho em như liền nè. Và dạ, rồi, cái mẫu này em chỉ có đúng một tông màu này, cái màu này nhìn cưng quá mọi người. Em thấy là nhà mát lên cái đúng cái tông màu này là rất là xinh luôn á Tại vì những cái tông màu mà uh, kiểu nó đơn điệu hay là nó sắc quá thì mọi người khó mặc đúng không Cái đây nó kiểu không quá nổi bật, không quá nhu mì vừa đủ cho mọi người thôi Với cái tông màu hoa phối cực kỳ sang chảnh mọi người nhìn nè Nhiều khi ở trong live mọi người nhìn cái màu nó nó hơi hơi sáng một xíu Còn ở ngoài cái màu nó sẽ đậm hơn, nó nét hơn rất là nhiều luôn Cái chị để ý cái phần bo chung ở dưới này nhá, nó làm cái vòng tay của mình nó nhìn nó rất là gọn luôn Nhìn cưng đó mọi người Em làm không phải là kiểu như là Mai dài thế này đâu kiểu lỡ lỡ thôi Nhìn nó sẽ kiểu nó trẻ trung hơn á DA1 của em 187 ngàn Chị nào chưa lên đơn được là lên đơn lẹ cho em Như nha Tại vì em chỉ còn vài chiếc cuối thôi Các chị yêu ơi mình chậm tay là hết hàng là tiếc lắm luôn á <laughs> Dạ rồi em thấy đơn của chị My rồi nè Đặt hàng lên cho em là DA1 Thì em thấy các chị vẫn đang lên đơn rất là nhiều Các chị ơi mình lên đơn Mình chơi game nhiệt tình tương tác lên cho em Hiện tại em thấy là cái view của mình á nó đang rất là ổn á mọi người view nó đang lên á thì em xin phép là kiểm tra lại là cái lượt chia sẻ một lần rồi em tiếp tục nha hiện tại là 409 lượt chia sẻ lên cho em đủ cái target của mình là 450 lượt chia sẻ đi mọi người ơi 450 lượt chia sẻ nha là em sẽ tiếp tục dành tặng thêm một cái phần quà nữa mình phải nhớ là cho em tan thêm ba người bạn nha ok tình yêu thanh tâm lấy da một này em chốt đơn cho tình yêu thanh tâm luôn nè đồng này mẫu ảnh nhìn không đẹp như bữa đó. à là chị khen bữa nay em đẹp hơn đúng không chị nguyễn tuyết em cảm ơn chị rất là nhiều hiện tại là em đó mà em nghe chị khen cái em no luôn <laughs> cảm ơn chị tuyết rất là nhiều nha chỗ dễ thương quá à. rồi em thấy chị thanh nè lấy da một luôn nè chỗ cái đồng này mọi người đặt quá trời nè bảo làm sao mà không đặt được mọi người tại vì cái giá gốc của em em đồng này là một cái giá 625 trăm hai là một cái giá cũng là cao nhất so với những cái mẫu ngày hôm nay mà em giảm từ 6 từ số 6 mà em tuột xuống còn có số 1 mà cả nhà là bảo sao mà không 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 hồi được không bây giờ cái chị không đặt thì khi nào mọi người đặt nữa mà đến lúc đó chị trần chờ nha mọi người mọi người suy nghĩ nè bây giờ có nên đặt không ta có nên đặt không ta là lúc đó hết hàng á đừng suy nghĩ nữa em như đảm bảo các chị đã mê các chị đã thích rồi là phải nhích liền cho em mình là con gái mình là phụ nữ mới cả nhà mình có quyền làm đẹp mình thấy đẹp ok là mình chốt đơn đâu phải là cái đầm này em bán là một triệu mấy đâu đúng không 187 trăm tám mình mình có thể nâng tầm nhan sắc của mình thì còn gì bằng nữa cả nhà người đẹp là vì lụa đừng bỏ qua nha cả nhà Ồ ơi một trăm tám mươi bảy một giúp em như trời em nói trời nghe nó ngọt như vậy luôn á mà các chị không lấy nữa là em không biết nói sao luôn á các chị DA1 nè rồi các chị yêu nhà mình ơi Em sẽ dành tầm 35 giây Đó em thích số lẻ lẻ á Lâu lâu thích uh, cái sở thích em nó hơi lộn xộn á mọi người 35 giây cuối cùng để mọi người chốt cho em cái đầm này nha. Nói chứ thì ngày hôm nay em sẽ không có thể nào mà hàng Nói chung em cũng đã giảm giá sâu rồi Giá sale rồi thì em xin phép là không thể nào đứng lâu được Bình thường người ta lên hàng sale là người ta ra đọc mã đọc giá đi vô Đọc mã đọc giá đi vô mọi người Không thể nào đứng lâu mà tư vấn tận tình mạch cổ là một tư vấn một như thế này đó mọi người Cho nên cố gắng là chia sẻ like tương tác nhiều cho em như Rồi mọi người ơi 30 giây cuối cùng chốt đơn cho em nè DA1 100 87 000 có SML và sai số đầy đủ cho mình nhanh tay chốt đơn cho em Như. Hiện tại là em thấy các chị đang tương tác rất rất là mạnh nè, em cảm ơn tất cả các chị yêu nhà mình, em cảm ơn chị Thúy Nguyễn, em cảm ơn chị Việt Trinh nè. Mọi người em cảm ơn chị Phạm Quyên nó ngày nào bữa nào em Như like và cũng thấy mọi người tương tác rất là tốt luôn. Cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Rồi các chị, DA1 này còn chị nào lấy nữa thì lên đơn sớm cho em nhé. Một em đầm rất là xinh như thế này mà mọi người không ra, gọi là không lấy là bỏ qua là tiếc lắm luôn. Nhìn nó rất là tiểu thư nhẹ nhàng nhưng mà không có bánh bè quá đâu nha cả nhà ơi Tông màu hoa này cực kỳ xanh luôn Rất là cưng không hề bị xén chút nào hết Chị yêu nào đặt hàng nhanh tay đặt hàng là để lại cho em như gì DA1 Kèm số điện thoại dùm em là có đơn em đúng một tông màu này duy nhất thôi Cưng quá mọi người Rồi bây giờ em như xin phép chuyển mẫu nha mọi người Em như chuyển mẫu mà em thấy mọi người vẫn đang đặt hàng nè Ok chị Lan like Nhi nè Rồi mọi người em như xin phép chuyển mẫu nha Một màu duy nhất thôi nha cả nhà ơi Hiện tại chỉ có một màu thôi Rồi em như xin phép qua mã nha Thôi ok Hoài tiếp tục qua một cái set mới các chị mình Báo giá lên là giật mình luôn các chị mình ơi Kiểu như là xỉu ngang luôn nha Tại vì cái mẫu này là Hoài chưa bao giờ thấy nhà mát có mức giá này ở thời điểm hiện tại luôn Rồi bây giờ Hoài không làm các chị mình phải chờ lâu hay là tò mò Hoài sẽ báo giá luôn cho các chị mình này Rồi cái mẫu áo của Hoài đang mặc nha Lên ngay mã sản phẩm chị em Hoài sẽ là AK3 với mức giá là 275 ngàn Và đang được giảm trực tiếp còn 137 ngàn thôi nha Trời cái áo chỉ có 137 ngàn này Còn cái quần này Hoài báo giá là giật mình luôn các chị mình ôi áo hoài đang có hai concept và quần cũng vậy nha áo hoài đang có hai màu cho mình này đó là màu be và màu xanh quần thì hoài đang có hai màu cho mình đó là màu tím nhá màu hồng tím và màu xanh như hoài đang mặc này rất là đẹp và mẫu này em báo giá quần luôn ạ 107.000 Quần là 107.000 các chị mình nha Lên mã sản phẩm cho em hoài Quần cho em sẽ là QA2 kèm thoại 355.000 Lên mức giá cho em chỉ còn 107.000 Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại cho em hoài trên cùng một dòng comment Sai số nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho các chị mình sau nha Trời ơi Xuất sắc cực kỳ luôn Mình mà không chốt những mẫu này là phí lắm các chị mình nhá Nhanh tay chốt đơn chị em Hoài này Lên ngay mã chị em Hoài em đọc lại mã một lần nữa nha A à, mẫu sản phẩm cho em là AK3 cộng qa A2 là chúc nguyên set Tính là bình thường mà một cái quần như này 355 ngàn Và chất liệu cho em hỏi là cô tông lụa nha Có độ rũ này Form quần sẽ là form quần clutch các chị mình nhá Ống cho em sẽ là form ống xuông Mà hoài đang cao 1m6 Mình đang có full size cho em hoài luôn Là không có cần kiểu như là để lại sai số cho ai đâu chỉ cần lên mã sản phẩm kèm loại trước tại vì là cái đơn hàng này số lượng bây giờ siêu ít luôn các chị thấy màu quần có ngọt ngào không ạ em thì kết cái quần trước tại vì màu rất là đẹp và riêng cái form áo mà kiểu dạng sắt nách cổ đổ như này rất là sang chị nào mà thích phối chị em với những mẫu quần dài hơn cũng được nha em này đi ký hợp đồng này các chị mình đi ký hợp đồng này rồi là đi bàn giao công việc hay là đi xin việc ngày đầu tiên đi xin việc này mặc cho em hoài mẫu này và kể cả là giáo viên em nghĩ là mặc mẫu này cũng được nha kín đáo lịch sự chứ cũng không có bị hở đâu các chị ơi mẫu này em lên mức giá quá là bềm luôn nên là các chị nhà mình chốt là phải chốt nhanh nha. AK3 cộng QA2 kèm thoại. Sai số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi đến tư vấn. Nhưng không biết các chị xem có thấy cái màu sản phẩm nó có bị nhạt hơn đúng không ạ? Nhưng mà hoài hoài trong máy của hoài thì hoài thấy là cái màu sản phẩm nó đang bị nhạt hơn một xíu. Tại vì cái màu hồng tím này ở ngoài đẹp lắm, nhưng mà ở trong like cảm giác là thành màu kiểu hồng đố đỗ, đỗ rồi. Nhưng mà cái em này màu ở ngoài xinh hơn rất là nhiều nha. Nên là các chị nhà mình không có sợ là màu bị nhạt nha. Em này màu rất là ở ngoài màu rất là đậm và rất là ngọt ngào cho hoài luôn. Rồi các chị ơi mình có muốn chơi game đúng không ạ? Nếu như mà mình muốn chơi game thì mình cứ comment tương tác cùng Hoài thật nhiều nha. Đây, chị Lê Kim Ngân này a 2 xanh hồng chốt luôn. <laughs> nghe cái câu thôi là à, nghe rất là dứt khoát các chị nhờ chốt luôn để ngay số thoại cho Hoài đi chị yêu ơi. Chốt luôn nhớ để số thoại nha. Chị Nguyễn Tuyết ơi lên mã sản phẩm bổ sung số thoại cho Hoài đi ạ. Quần này đẹp lắm mọi người ơi, mình mua hai màu rồi, màu xanh dương với màu xanh Hoài mặc hồi đó bán chạy à, bán cháy hàng đợt À, lâu lắm rồi đợt này mới retóc lại để các chị thấy đúng không ạ. Khách hàng của nhà em đã mua quần này rất là nhiều. Và hai đảm bảo nha, cái quần này là cái quần che khuyết điểm 100% luôn. Hay nói là những cái sản phẩm gọi là sản phẩm bao dung các chị mình là chị nào mặc cũng được kiểu như da ngăm da trắng này rồi chân to chân có bắp chân này hay là chân mình chân lư chân cong mặc thoải mái chị em hoài luôn dạo phố đảm bảo là đi tới đâu nha các chị thấy thước thao ạ à. em nói thiệt đi tới đâu các anh đổ từ đấy cho hoài luôn là mình cứ chốt ngay mã sản phẩm này chị em hoài đặc biệt là đi kiểu như là ra mắt người thân này ra mắt nhà người yêu hay là kể cả là mình à, ví dụ mình về thăm người lớn nhá. các các kiểu như là mặc những cái set này vừa thoải mái mà hoàng nghĩ mặc ở nhà cũng được mặc đi chơi cũng được mặc đi du lịch cũng được không nhất thiết phải mặc đi tiệc tùng gì mới mặc được những bộ này đâu các chị nha hoàng đã mặc ở nhà cho chồng con mình ngắm này đợt này nhiều chị là được nghỉ nghỉ dịch nên là mình cứ ở nhà mình mặc đồ đẹp cho hoài lâu lâu ở nhà mình mặc đồ đẹp chồng con mình ngắm cũng vui các chị mình ha rồi lên mã chị em hoài nhanh tay nha áo chị em chỉ có một trăm ngàn thôi vậy tính ra hôm nay nguyên xét là bao nhiêu các chị yêu ơi ba trăm bao nhiêu nhỉ? Để hoài tính nào. Chỗ 354 000 này các chị em mình. ở à, đâu có đến đâu. 344 000 các chị mình ơi, mức giá rất là mềm nha. Nên là chị yêu nào mà quan tâm mẫu này là chốt nhanh. Không chối em là tính toán rốt lắm các chị em mình nên là không biết có đúng cộng đúng hay là sai nữa. Nhưng mà nói chung là tầm chị em hoài tầm có 200 mấy à. Rất là mềm. Quần cho em chỉ có 107 000 còn áo chị em hoài chỉ có 137 000 thôi. Là tầm 200 mấy set này sẽ rất là đẹp nha. Hoài tiếp tục chốt đơn cho các chị em mình này. Đơn hàng đang lên rất là nhiều. À chị Phi Nguyễn ơi lên Chem A 2 đi chị yêu ơi. qa không là hoài hồng chốt đơn được đâu chị yêu ơi. Lên QA2 xem hoài nha. QA2 kèm thoại xem hoài trên cùng một dòng comment em mới chốt đơn cho mình được đây ạ. Quần này không có màu đen rồi chị. Chị Di ơi, quần này hoài không có màu đen nha. Quần này mình chỉ có hai màu cho các chị nhà mình đó là màu hồng đỗ này và cái màu hoài đang mặc là cái màu xanh min rất là ngọt ngào. Cái set này dễ thương, chỉ cần phối sương sương cho em hoài một cái túi thôi là đi dạo phố này, đi du lịch hay là đi chơi hàng ngày, kể cả là mặc ở nhà chém hoài cũng rất là thoải, thoải mái nha. Nên là mình cứ lên mã sản phẩm kèm số thoại cho em hoàn được được cái mẫu này là một trong những mã sản phẩm có mức giá deal rất là hời và xíu nữa các chị mình nhà càng phía sau thì nhà em sẽ có cái mức giá giảm nhiều hơn như hiện tại nữa nên là các chị nhà mình cứ ở trong livestream và chia sẻ livestream của em thật nhiều ạ em đọc lại mã một lần nữa các chị nhà qa 2 là quần hoài đang mặc với mức giá là 107 trăm ngàn thôi nha các chị nhà mình không nghe lộn đoạn một trăm quần hoài đang mặc cái mẫu này đang sale hơn 70% ạ. À. Áo Hoài đang mặc sẽ là AK3 với mức giá là 137 000 Hoài báo giá gốc cho chị mình luôn nha. Hoài báo giá gốc để các chị mình có động lực mình chốt đơn này. Quần này có mức giá chị em Hoài là 355 ngàn Giảm trực tiếp còn 107 ngàn Áo cho em là Mẫu này chị em hoài sẽ là 6 của Cái mẫu này cho em hoài là 275 ngàn luôn nha Áo là 275 ngàn Và giảm trực tiếp cho em hoài sẽ là 137 ngàn Chất liệu cho em hoài đều là cô tâm lụa Có độ rũ này Mặc siêu thấm mát Kiểu như thấm hút mồ hôi và rất là mát luôn Nãy giờ thì các chị nhà mình phép bắt về mẫu sản phẩm hoài Mặc rất là nhiều Là chị yêu nào mà quan tâm mẫu này là mình cứ chốt mã sản phẩm kèm thôi cho em hoài này Ok chị Như Nguyễn Quỳnh Hoài chốt cho mình QA2 chị Phi Nguyễn Hoài chốt QA2 nha. Đơn hàng đang lên rất là nhiều và các chị mình phải nhanh tay đi ạ nhanh tay để có ngay mức giá giảm hoài không chắc là hôm sau sẽ có mẫu sản phẩm này nữa đâu nha tại vì sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà phải gọi là bán rất là hot và nhà em đã phải restock lại rồi và bây giờ số lượng còn rất là ít và hôm nay mức giá giảm cho mình tới là à, tầm cho em hoài đó là tới bảy à, mươi mà mình không chốt là phí lắm các chị mình ơi nhanh tay lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại cho em hoài trên cùng một dòng có mình là được ạ sai số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nha hoài báo lại mã thêm một lần nữa này ak ba chị em mã áo một trăm ba mươi bảy quần sẽ là qa hai 107 000 nhá Mẫu này chị em đang có full size Là mình cứ lên mã sẽ phẩm kèm thoại à. Sai số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn ạ Đây là form áo với form quần giúp em Form quần cờ lớp, mẫu chị em hoài mặc siêu sang Rồi ok chị Duyên Lê chị và chị Oanh Nguyễn Hoài trước Q A2 cho chị Oanh Nguyễn nha. Hoài trước chị Quyên Lê A 3 và Q A2 cho mình luôn ạ. Trời ơi, cái mẫu này lên đơn siêu hot của chị. Hiện, hiện tại là comment đang bị ẩn rất là nhiều và nếu như Hoài không có đọc comment của chị nào thì mình vẫn có đơn như bình thường nha. Hoài không đọc đơn của chị nào vẫn có đơn như bình thường. Mình vẫn cứ lên mã sản phẩm kèm thôi xem Hoài là được ạ. À. Tại vì là hiện tại là Facebook đang bóp tương tác rất là nhiều nên là Hoài không có đọc comment hết được. Các chị nhà mình nếu như Hoài không có đọc thì mình vẫn cứ lên mã sản phẩm kèm thôi trên Hoài là được nha. Ok chị Mai Hương Nguyễn Thị Hoài chốt cho mình AK3 này quá đẹp luôn chị yêu ơi Chốt ngay mã sản phẩm ok chị Duyên Lê Hoài chốt AK3 ba trắng này quần qa hai xanh cho chị yêu luôn nha ok các chị ở mình ôi trời đơn hàng lên quá trời và đọc không kịp luôn các chị nhà mình ok chị tường vi nguyễn hoài chốt qa hai xanh pin size l cho mình luôn ạ à quần rất là đẹp cho mình nha nên là các chị nhà mình yên tâm là mẫu này thì đảm bảo với các chị nhà mình là ở trên thị trường không có ai mua được mẫu này đâu nha rồi chốt luôn các chị mình ơi bây giờ thì mình sẽ um, lên nhanh mẫu này các chị mình ơi hoài còn số lượng rất là ít nha còn thời gian rất là ít cho mẫu này thôi nên là nhanh tay chốt đơn nhá nhanh tay chốt đơn nha rồi mẫu này mà hồng chốt là phí lắm các chị mình ơi hoài báo lại giá một lần nữa này hiện tại là các bạn nhà mình báo là Em ơi gần hết hàng rồi chuẩn bị qua mẫu nha nhưng mà Hoài đang cố gắng náng với các chị mình thêm một xíu đã. Tại vì là sản phẩm này chắc chắn sẽ là lần cuối em này được lên livestream. Tại vì mẫu này là nhà em đã rì tốc lại rồi và bây giờ số lượng còn rất là ít nha. Bây giờ Hoài báo giá lại một lần nữa này. AK3 cho em Hoài là mẫu áo Hoài đang mặc với mức giá sẽ là 137 000 ngàn. Quần cho em Hoài đang mặc sẽ là QA2, mức giá sẽ là 107 000 ngàn. Áo có hai màu, chất liệu đều là cô tông lụa, đặc biệt không nhăn không nhào mặc rất là mát nha. Quần hai màu, hồng tím và màu xanh minh hoài đang mặc áo sẽ có màu be và màu xanh minh hoài đang mặc luôn nha à màu be hoài đang mặc và màu xanh minh hoài đang cầm trước nhanh tay lên mã sản phẩm kèm thoại chị em hoài này rồi bây giờ mà mọi người hỏng chốt là phí lắm các chị nhà mình ơi mẫu này mà hỏng chốt rất là phí nha rồi ok hoài tiếp tục chốt đơn chị táo xanh a 2 ạ à. ak 3 cho chị tú đỗ hoài trước qr ai cho chị tú đỗ luôn nha rồi ok các chị nhà mình đơn hàng này á mà hôm nay mình không chốt phí lắm à chị phiêu linh trắng ơi sau like mình vẫn chốt được nhưng mà hoài báo trước nha những cái set như hoài đang mặc là mức giá giảm cho em tới 70 80 phần trăm lận và cái số lượng còn rất là ít nên hoài mới đem ra hoài bán mức giá này nha bình thường nhà mắc là không bao giờ có mức giá này đâu nên là hiện tại mà mình thích những mẫu sản phẩm này là mình chốt ở trên like luôn giúp em khi tắt live stream là khả năng sẽ không còn hàng đâu các chị nhà mình ơi là những mẫu này mình đặt ở trên live để chắc chắn có hàng chị em Hoài nha Ok chị Su San Dương Hoài chốt cho mình AK3 kèm với QA2 màu xanh cho chị yêu luôn ạ à. Đơn hàng em đang còn rất là ít và chị nào thích mẫu này là chốt luôn chị em Hoài Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại chị em Hoài trên cùng một dòng comment nha Mẫu này em sẽ bắt đầu đếm ngược cho chị mình tầm 3 phút nữa thôi ạ à. 3 phút để các chị nhà mình chốt mẫu này và sau đó Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu nhá Số lượng siêu ít luôn Cái mẫu này các chị nhà mình đi đâu thị trường trên thị trường mua được cái quần này cho em mức giá 107 ngàn Quay lại đây Hoài tặng lại các chị nhà mình gấp 10 lần số tiền luôn nha Tại vì Hoài nói thật là tại vì hàng của nhà em là hàng thương hiệu và vải đã được qua xử lý này Hàng vải toàn là hàng vải nhập không rất là đẹp Và những cái mẫu vải này bình thường mình mua một tấm vải ở ngoài cho Hoài á Là em này cũng phải là 2-300 ngàn một tấm vải rồi Bình thường nhà em bán quần tới 3-400 ngàn một quần mà các chị em mình Nhưng mà hôm nay Hoài đem ra 107 ngàn là tại vì sao Trong cái thời điểm hiện tại là dịch bệnh này nhà em cũng muốn hỗ trợ khách hàng Và thứ hai nữa là nhà em bán kiểu như là phi lợi kiểu như là không lợi nhuận luôn ấy không lợi nhuận là để thứ nhất là duy trì doanh nghiệp và thứ hai là để hỗ trợ khách các chị mình trong mùa dịch và trong những cái sản phẩm này thì đặc biệt là nhà em cũng không còn nhiều hàng thì em mới bán giá này được chứ còn mà nhiều như mà ví dụ hàng ví dụ số lượng nhiều là khách mua rất là ok luôn nhà em không có bán giá này đâu các chị yêu ơi bây giờ là số lượng hàng còn ít nha hoài muốn kiểu như là chi ân đến các chị mình luôn mẫu này thì đây là lần của em này được riytốt rồi nên là mình sẽ không bao giờ gặp lại em này nữa đâu ạ à. hàng này nhiều chị đã mua hai màu và mua rất là nhiều lần nha bây giờ hiện tại nhà em riytốt lại chứ không phải là hàng cũ các chị nhà mình nhá có nghĩa là bộ sưu tập này đã ra mắt lâu rồi nhưng mà hiện tại là nhẹ em làm lại tại vì khách yêu cầu rất là nhiều nhưng mà hôm nay hoài mang lại cái mức giá này và các chị nhà mình Chị nào mà đã từng mua cái quần này cho Hoài thì Hoài đảm bảo 100% là chưa có chị nào mua quần này với mức giá 107 ngàn đâu Và mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận này Hàng không ok, Hoài hỗ trợ mình đổi hàng trong vòng 7 ngày được nha Nên là các chị mình cứ yên tâm Ok chị Mỹ Linh, Hoài chốt cho mình AK3 trắng này cộng QA xanh size M Ok chị yêu luôn á, QA2 xanh size M cho mình Các chị mình cứ lên mã sản phẩm kèm thoại cho em Hoài là được Quần em có 3 size SML đầy đủ chị yêu nha Quần Hoài có 3 size SML, em có từ 38 tới 63 60 cân đổ lại tùy vào cân nặng các chị mình sẽ mặc vừa mẫu này áo cho em sẽ là form cổ đổ để các chị mình nhưng mà đặc biệt đằng sau hỏng hở đấy đằng sau nói là cổ đổ đổ xuống nhưng mà nó không có hở ngực nhá là mình cũng không có ngại hở đằng sau hay là ngại hở đằng trước chị em hoài màu xanh và vải rất là đẹp hàng đẹp hay không á tùy thuộc chị em hoài vừa là phong đồ vừa là chất liệu các chị nha hàng có đẹp như nào form có đẹp như nào chất liệu không đẹp là coi như sản phẩm mất đi năm độ đẹp rồi mặc lên nó không có đứng form các chị ơi nếu là chị nào mà thích sản phẩm đơn giản đẹp về với độ của nhà mát nha em hoài đảm bảo luôn là các chị nhà mình sẽ không có muốn gắn kết với cái thương hiệu nào nữa đâu tại vì là giá thành của sản phẩm nhà em rất là mềm và vải màu của nhà em đối với những màu này các chị ra thị trường mua nguyên tấm vải ngoài, ra ngoài chợ hay là ra ngoài kiểu như là cây à, mình mua xưởng ở màu vải các chị chị mình sẽ không có những cái màu như này đâu. Tại vì em màu này đều là những cái màu qua xử lý rất là đẹp rồi các chị mình nha. Rồi ok, hoài chốt chị Phạm Thanh Thủy nhá. Mẫu sản phẩm cho em đó là AK3 trắng size M này. Ok chị yêu luôn ạ. À. Các chị nhà mình quần này mà 107.000 mà hồng chốt là sẽ rất là phí nên là mình cứ lên mã sản phẩm kèm nó lại cho em Hoài. Rồi mẫu này thì bây giờ mình sẽ qua mẫu nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua mẫu các chị ha. Hoài sẽ đọc lại mã một lần nữa và Hoài tiếp tục qua mẫu ạ. Rồi mẫu này chị em Hoài sẽ là AK3 137.000. Quần trên sẽ là QA2 mức giá trên 107.000 và đang có đầy đủ size. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn cho các chị sau nha. Bây giờ Hoài sẽ mời Như tiếp tục qua set mới ạ. Thôi em sẽ giữ chị hồi lại một xíu Tại vì em thấy là mọi người đang chốt đơn rất là tốt luôn Nhưng mà mọi người ơi Số lượng nó không có nhiều Cho nên là lúc đầu em với chị hồi có nói là Khi mà em lên những cái sản phẩm sale như thế này nè Cái chị mà ưng ý là mình phải chốt liền cho em như Tại vì số lượng không có nhiều mọi người Chứ mà số lượng có nhiều thì em cũng không có lên cái giá sale Mà nó gọi là sập sàn như thế này Chỉ bây giờ em như xin chuyển phép Là gọi là xin phép chuyển qua một cái set đồ cho cái set đồ này các chị ơi Có cưng không nè cả nhà ơi một cái set tông màu xanh gọi là xanh min xanh bô của em á cả nhà rồi ưng ý hết sức cái form cái này là form quần nha em mặc y chang cái váy á mọi người cái này là form quần ống rộng nha cả nhà yêu ơi có chị yêu nào thấy em như chưa chăm như xin một cái comment đi nào mọi người ơi mọi người có thấy cái set đồ này của em nó cất cưng không mọi người Trời ơi, khi mẹ mặc cái set này vào là ai cũng phải trầm trồ Tại vì thấy được cái cái tông màu này nhiều nhiều chị á Thấy là ôi ôi sao mà cái tông màu này không biết mặc lên cái kén dài không Nhưng mà khi mặc lên cực kỳ sang và cực kỳ trắng da Lên cho em liền cái áo nha Áo này là mã AK4 giá gốc 495 ngàn Ngày hôm nay em xe cho mọi người chỉ có 247 ngàn Mọi người ơi 247 ngàn cái chất liệu của em giống như là vải lụa đó mọi người rất là mềm mịn và cực kỳ mát nha Mọi người xem thử hình ảnh âm thanh chất lượng nó như thế nào có bị mờ hay không cả nhà ơi nhá tại vì em sợ nhiều khi đồ đẹp mà mọi người không có xem được là tiếc lắm luôn á Bây giờ lên cho em là AK4 nè Kèm cho em số điện thoại với tông màu áo nè Em chỉ có đúng một tông màu xanh bơ này duy nhất thôi mọi người nhá Còn quần của em là QA3 giá gốc là 445 ngàn Và ngày hôm nay em sale luôn cho mọi người 227.000 ngàn cái phong quần này của em nhé mọi người họa tiết hoa rất là đẹp luôn cái chất này là gọi là như là chất thêu đó cả nhà lên họa tiết rất là sắc rất là nét nha mọi người qr ba này là 445 trăm bốn ngày hôm nay em xem cho mọi người thì chỉ còn là 227 trăm hai và đủ size số cho em đặt hàng liền rồi cái giá ngày hôm nay mọi người nhìn cho em cả cái set đồ này nhìn cưng không cả nhà riêng cái set này em thấy nha sang cũng có sang nè xinh cũng có xinh đẹp vẫn có đẹp lạ vẫn có lạ khi cái chị mua cả set đồ này cho em về mình tách lẻ ra mình phối cho em rất là đẹp luôn ví dụ với chiếc áo mà tay kiểu như là tay hơi lên nhẹ như thế này giúp em nhá mọi người phối cho em một chiếc quần tay hoặc là một chiếc quần sơ, à, một chiếc quần jean thôi là em nói thật sự rất là đẹp hai cái chị làm văn phòng công sở những chị là giáo viên nè giảng viên của em đâu chốt cho em liền mặc cho em một cái phân chứ hoặc là chân váy kiểu chân váy đen kiểu uh, ôm thôi hoặc là chân váy chữ A thôi là cũng đủ sang còn với chiếc quần thần thánh của em như như thế này đây một chiếc quần này các chị biết không không bao giờ bị lộ bụng với những chị nào cái bụng của mình hơi có khuyết điểm màu bụng dưới ví dụ em như cũng có bụng dưới cả nhà không thể nào không có được chỉ là ít hay là nhiều thôi vẫn có nha khi lên cái phân quần này nó sẽ không bao giờ lộ hoặc là cái chị cái hông của mình nè có những chị nha em biết nha eo của các chị hơi nhỏ nè nhưng mà cái hông cái xương của mình ở cả nhà nó hơi to thành ra khi các chị mặc những cái vỗ mơ mất cái chỗ này nó hơi thô lắm thì các chị chuyển qua cho em mặc những cái phơm buồn ống mà nó sẽ rộng như thế này nè đó cái ống của em như thế này và em nhà mát thiết kế nó không có bị ngắn nha thành ra các chị mặc lên nó cảm giác rất là lịch sự rất là tinh tế chứ nhiều khi người ta may ngắn quá các chị đi nó không có sang nó không có đẹp nhé mọi người nha thiết kế em làm cho mình hai cái nút như này và cái bản này cái bản đai chỗ mình này em làm cho mình một cái bản eo chỗ này là sẽ khoảng tầm là ba phân đi ha để cho nó định hình được cái form eo các chị mặc lên rất là sang Bây giờ cả cái set này nói gì nữa cả nha Bây giờ em như nói gì nữa đây Nói cái chị chốt đơn cho nói cái gì nữa AK4 giùm em là mã áo Quần là QA3 giùm em 227 ngàn Và chiếc quần này em như sẽ có hai tông màu cho các chị yêu nhà mình Một tông màu nền trắng hoa xanh Và một tông màu là nền vàng hoa xanh cho em nhá Hai tông màu này các chị mặc lên cực kỳ sáng da Tại vì màu vàng này của em là kiểu như là màu uh, vàng uh, hơi nhạt mọi người Màu vàng kiểu màu vàng trắng da chứ không phải là màu vàng tươi Với những ở đây em không có một cái màu vàng nào mà nó tươi Để em so sánh cho các chị yêu nhà mình Tại vì nhiều khi các chị chị nhìn vào ôm cái màu vàng này kiểu như nó nhìn nó, nó có bị kén dai không màu vàng này nó hơi kem một xíu á cả nhà kiểu như là kem nhưng mà nó nặng hơn màu vàng đó mình pha lẫn ví dụ nha ở đây 8 phần vàng và hai phần là kem nha cả nhà Thành ra khi các chị mặc vào rất là cưng Và cái màu của em họa tiết hoa vẫn là hoa xanh đúng không Khi các chị mua cho em về mình phối cho em cái sơ mi xanh này nữa Là đúng bài cả xét luôn Trời ơi, xuất sắc nha cả chị yêu nha mình ơi À em nói lại là nhiều khi các chị vào sau chưa biết Ngày hôm nay các chị mua hóa đơn trên 300 ngàn thôi là em đã mượt miễn phí ship cho các chị rồi Trong khi đó các chị chỉ cần ví dụ như mua những cái sản phẩm này em sale quá rẻ mà 200 mấy, 100 mấy à Nãy giờ chưa có, có, có con số 3 luôn các chị Một lát nữa em sẽ lên hàng mà gọi là hàng 3 hay không thì em chưa biết Nhưng mà ngày nãy giờ từ đầu loa tới giờ em như lên cho mọi người là 100 mấy, 200 mấy thôi đúng không? Quá đẹp luôn AK2, AK4 cho em như liền AK4 là chiếc buồng thần thánh em như đang mặc Kèm cho em số điện thoại màu luôn nhé giúp em Em có size số cho mình hết nha mọi người ơi Cái phân buồng quá đẹp em sẽ để gần cho mọi người xem cái vải của mình nè mọi người xem cho em từng cái sớ vải của em nè mọi người ơi rất là đỉnh luôn ở trên phần này em sẽ có những cái đường chiếc ly như thế này để nó tạo có độ phòng tự nhiên lên nha mọi người nha phân quần này có túi chị nào mình đi làm văn phòng công sở mình không thể để cho em điện thoại này hay là tiền á buổi trưa mình có ăn trưa hay là gì đó mình để cũng rất là tiện lợi luôn phân quần là em may siêu cao nha cả nhà cái rốn ở dưới đây em may lên thêm để cái chị mặc lên cảm giác là hết dáng chị nào thấp thấp mình mặc cũng được mà chị nào cao mình mặc cũng sang nha cái chị yêu nhà mình nha áo qa 3 giúp em dạ rồi cái này là qa QA3 nha cả nhà yêu ơi Áo của em là QA3 nha cả nhà QA3 nha Có nhiều chị em em sợ là các chị bị nhầm mã Tại vì uh, những cái mẫu sản phẩm nó sẽ cùng cùng với cái cái chữ là QA Mọi người nhớ đúng lên đúng mã giùm em Áo là AK4 cùng quần là QA3 giúp em áo thì em có đúng một tông màu này thôi cùng quần thì em như sẽ có hai tông màu này nhá em như xin phép để cái quần này máng lại ở trên để mọi người thấy uh, được cái màu em cầm cho mọi người thấy được cái, cái cả cái set nhìn cho nó đẹp hơn nha ak 4 là mã áo cho em như nè đó đặt hàng nhanh tay liền ôi cái set này quá đẹp cả nhà ơi ak 4 cho em còn quần là qa 3 nhé mọi người cái set này mọi người mặc lên nhiều khi ở đây á cái đèn nó vào nó hơi bị uh, cảm giác là nhiều đèn quá nó vào nó phản nó hút hết ánh sáng á kệ nhà thì cái da của em nó hơi tối một xíu mọi người nha còn với cái những mọi người mặc bình thường ấy mọi người sẽ mặc nó trắng tại vì đèn nó bị đánh vào thì anh, bao nhiêu ánh sáng nó hút hết vào cái bộ đồ của em hết tiêu rồi nó phản da lại thì nó không có được um, chói lắm nha mọi người thông cảm giùm em như nha còn riêng cái tông màu này của em là tông màu xanh xanh mơ mọi người cái tông màu này kiểu màu xanh rêu á nó đúng là màu xanh rêu á mọi người còn quần này kiểu là, là phông nền trắng là phần mỗi hoa xanh luôn em sẽ phối cả cái set đồ như thế này cho mọi người nhìn luôn cho nó dễ nha còn tông màu thì mọi người có thể về mình phối được với nhiều kiểu với những cái mẫu sản phẩm này thì nhà mát sẽ không bao giờ lên những cái màu nào mà nó kén da đâu tại vì là nhà mát lại xử lý gọi là xử lý chất màu cho mọi gọi là màu rồi đó mọi người. Thành ra là không bao giờ là bị uh, kén da kén giá một chút nào. Lên cho em liền là mã gì đây? AK4. Dạ chị yêu nào mình chưa biết mã sản phẩm hoặc là mình chưa biết là mình mặc sai gì mình có thể cho em xin mã kèm số điện thoại rồi mình tư vấn sai thì mình cho em xin chiều cao cân nặng em tư vấn trực tiếp trong live luôn. Hoặc là các anh chị là muốn tư vấn kỹ hơn và có những cái gọi là thắc mắc nhiều thì để nhường lại cho các bạn uh, tư vấn ở bên trong giúp em nhé. Rồi em thấy đơn của mình này chị Huỳnh, uh, hương Thanh này lấy AK4 em chốt đơn cho mình yêu luôn nè. Dạ rồi áo của em một tông màu xanh rêu này duy nhất thôi còn buồn của em là sẽ hai màu nhé màu vàng đây các chị yêu ơi màu vàng hoa xanh và màu trắng hoa xanh giúp em nhé chỗ cái váy cái quần này của em siêu xuất sắc luôn á nhìn y chang là một cái chân váy cả nhà Tại vì cái form quần này là form quần ống rộng nhá Mình mặc lên đó mọi người Nó rất là kiểu như là trong cái chân của các chị sẽ thon hơn đó nhiều khi em như với mọi người cái bắp đùi của em như rất là gọi là hơi hơi bị bự á hơi bị bự so với cái con người của em á các chị kiểu như là hơi to cả nhà nó nhiều mỡ quá đó mọi người mà em sẽ thường là em sẽ thích mặc những cái form như thế này tại vì những cái form mà nó rộng nó xòe xòe đó nó sẽ cảm giác cái chân của cái mình nó nó sẽ thon hơn nó nhỏ hơn rất là nhiều luôn bây giờ chị yêu nào mình chốt cái quần này mình nhanh tay lên liền tại vì em nghĩ là với chiếc quần này các chị phối cái gì nó cũng đẹp các chị phối cho em một cái áo thun trắng trơn bình thường thôi mang cho em một đôi cơ thôi là cũng đủ đẹp rồi mọi người hai cái chị phối cho em sơ mi này cũng đủ sang nha phối cho em áo kiểu nó cũng dễ thương nó trẻ trung nữa riêng cái mẫu quần này ai mà mặc cũng được mình không có bị kén tuổi giùm em như nhá. 100 à 227 ngàn giúp em như mã qr 3 kèm giùm em màu và số điện thoại luôn nè. Mình đặt hàng mình cho em xin mã kèm màu kèm size kèm số điện thoại giùm em. Hiện tại em sẽ có size cho mình nhá Đặt hàng nhanh tay giùm em. Bây giờ chị yêu nào mình muốn em tặng quà nữa không nè? Chị yêu nào mình muốn em tặng quà mình cho em xin uh, số điện thoại à uh, xin là uh, comment là chia sẻ này giùm em nhá Rồi mình uh, sẽ là tay thêm cho em ba người bạn vào nha. Trời ơi, cái này là phải là xuất sắc luôn á mọi người. Em thấy đâu của mọi người mà tại vì nó bị ẩn comment em chưa kịp đọc lắm mày trò em thấy đơn của chị Bùi QA3 nè Em thấy đơn của chị Trang là QA3 luôn nè Các chị yêu nhà mình chưa có số điện thoại Bổ sung giùm em số điện thoại nha Áo của em là AK4 225 ngàn Và các chị yêu ơi các chị phải nhớ đợi với em Ở lại với em xem đến cuối livestream Tại vì sao Có lý do hết cả nhà Cuối live em sẽ có một cái siêu phẩm trị giá là 77 ngàn 77k cho cuối like cho em nhá Cho nên ở lại với em Em còn một phần quà cho mình nè Chỗ ơi, em níu kéo như vậy á Em chưa bao giờ níu kéo kể cả người yêu cũ của em <laughs> Em cũng chưa bao giờ níu kéo như vậy Mà em ở đây em níu kéo mọi người như vậy luôn Mọi người phải thương em như Ở lại lái nha, em em tặng quà Thứ nhất nè Cái thứ hai là em được còn một cái siêu phẩm 77k Em dành tặng cho mọi người nữa nha Còn bây giờ em xin dành 3, 3 phút cuối cùng để em chốt cái này nữa qa A3 là mã quần em đang mặc còn áo là AK4 giúp em như áo là trời ơi, cái quần này còn rẻ hơn cái áo luôn á các chị cái mẫu quần này bây giờ hiện tại em thấy trên thị trường không bao giờ có giá dưới 500 ngàn Chất liệu của mình là kiểu như là chất liệu theo mọi người Rất là đẹp luôn á mọi người ơi Từng cái số vải mà này là dập theo nổi nha Cái này là theo nổi từng đường kim mũi chị rất là tỉ mỉ luôn Các chị nhận hàng về mà các chị không mê thôi Chờ các chị sẽ không bao giờ từ nói chỗ cái quần 227 ngàn như thế này của nhà mát sao Tại sao bao giờ lại có cái giá này và tại sao mình lại được săn được Tại vì em như like cho nên mọi người săn được đơn giản không cần phải suy nghĩ nhiều <laughs> Rồi bây giờ Quy ba nè cái chị yêu, AK4 của em là 247 ngàn Cùng QA3 có 227 ngàn rồi cả nhà Chị yêu nào mình đặt cái gì là mình phải lên đơn nhanh dùm em Để mình chốt đơn lẹ dùm em nè Rồi em qua mẫu luôn Hiện tại bây giờ em thấy mọi người đang tương tác rất là tốt Mọi người cố gắng là mình đặt hàng nhanh giúp em nha Em cảm ơn chị Nguyễn Thúy Nguyễn Phương Thúy Nguyễn nha Trời ơi, thương em nhiều Thương em nhiều mà không có đặt hàng cho em là em buồn <laughs> Rồi mình phải đặt hàng cho em nha 77k đúng rồi oh my god này chị Lê Phương Ngân bây giờ là phải oh my god luôn nha mọi người ơi Rồi tầm một phút cuối cùng em như xin phép qua mã nha qa ba có sai không vậy dạ có chị vũ hương ơi cái này em có sai fml nhá mình bao nhiêu cơn chị mình bao nhiêu cân chị chăm xin chịu ca cân nặng để em tư vấn sai cho còn không thì uh, nếu mà bình thường chị mặc sai gì bây giờ chị có lái sai đó còn về tư vấn sai số thì các bạn nhân viên sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình nữa yên tâm giúp em tại vì em còn trải qua một cái giai đoạn đó là tư vấn cho cái chị rồi em mới đi đơn chứ em chưa có đi đơn liền đâu mọi người yên tâm giúp em nhá rồi bây giờ là chị yêu nào lấy cái này thì nhanh tay giúp em này chuẩn bị em qua luôn số lượng em không có nhiều mọi người em thấy là mọi người vẫn đang lên đơn nhưng mà mọi người em chỉ còn một phút để dành tặng cho mọi người thôi, chứ mà cái hàng xe thì em xin phép không đứng lâu được tại vì không có hàng á cả nhà. Bây giờ chị yêu nào đặt mẫu này thì lên cho em là AK 4 là mã áo một tông màu còn QA 3 là giá là 227 ngàn Em có hai tông màu nhá 30 giây cuối cùng cho em Như liền Quá rẻ mọi người Đơn trên 300 ngàn em Như free ship cho mọi người Bên em là sẽ cho mọi người là đổi trả trong vòng 7 ngày free luôn nha mọi người ha Rồi chị Vũ Hương em thấy đơn của mình rồi nè Thank you người đẹp nhá Tình yêu Ly Nguyễn Hoàng Yến nào Quy A3 màu trắng này em đang mặc chưa có số điện thoại rồi Cho em xin số phone để em tâm tình với người đẹp nha còn bây giờ có chị yêu nào mình chưa lên đơn được thì mình lên đơn nhanh giùm em Em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người rồi em sẽ ra cách target để mọi người tiếp tục đạt cho em như nha <laughs> Rồi 497 là số là số chia sẻ hiện tại Lên cho em là 550 lượt chia sẻ giúp em như em dành tiếp tục một phần quà còn một phần quà nữa sau đó em sẽ dành tiếp là phần quà 77k trong ở cuối like giúp em Còn bây giờ em như xin phép chuyển qua mẫu tiếp nha Mọi người chốt đơn lẹ cho em nè Em thấy đơn của chị bà, bao nè QA3 luôn nè Rồi em như qua nha chị yêu Bảo Phương có đơn Rồi qua nha mọi người Rồi ok tiếp tục qua một mẫu tập mới với chị mình nha Em này là mẫu trong những mẫu sản phẩm gọi là best của nhà mắc... hiện tại nhưng mà cái mẫu đầm này các chị em mình ơi đầm này em đang lẻ sai rồi 63, tại 63. vì sao ạ bán rất là hot và sản phẩm rất là đẹp nên là lẻ sai là chuyện bình thường nha nhưng mà đầm này hôm nay mình sẽ lên mã sản phẩm cho các chị em mình đó là da 2 kèm thoại nha da 2 kèm thoại cho em hoài là mẫu đầm của hoài đang mặc với mức giá chị em sẽ là 495 trăm và giảm tiếp chỉ còn có 247 trăm thôi nha đầm này mà mức giá giảm cho em hoài siêu mềm đấy ạ hai trăm mã sản phẩm hoài đang mặc lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại trên hoài trên cùng một dòng comment chị yêu nhá sai số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn ạ à. nhưng mà hoài báo trước là đầm này hoài chỉ còn hai sai cho mình đó là size l và size xl có nghĩa là 55 cân cho tới 65 cân đổ lại là các chị nhà mình mặc đẹp nha 55 cân tới 65 cân đổ lại là mình mặc đẹp đầm này chốt ngay mã sản phẩm chị em hoài sẽ là da 2 kèm thoại Trời ơi, cái đầm này xinh lắm các chị ơi mặc đi chơi được này ở nhà được này đi tiệc chị em hoài được này không thôi mình mặc ở nhà cho chồng con mình ngắm cũng được nha mình mặc chị em hoài đi dạo phố cũng rất là là xinh và các chị nhà mình mẫu này á, Hoài đang phối cho mình một cái túi cói và một cái nón cói thì cảm giác là đưa các chị mình đi du lịch này đi biển, nhưng mà nếu như mình thích theo kiểu sang hơn và kiểu như là nữ tính hơn, mình mặc bình thường hàng ngày á, thì mình thả tóc bình thường cho Hoài thôi. Mang thêm một đôi giày cao gót hay là kể cả là mang một đôi giày bata hay là một đôi dép lê cũng rất là xinh nha. À. Họa tiết hoa là một trong những họa tiết mà nhà em bán cực kỳ chạy luôn. Có nghĩa là khách hàng rất là ưa chuộng cái form đầm này tay của đầm này sẽ là dạng tay kiểu hai dây nhưng mà bản bự nhá và em này sẽ có bo chun cho em hai phần tay luôn phía trước kèm cho mình dây thắt eo này họa tiết màu thì rất là đẹp form cực kỳ sang cho các chị em mình lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số loại cho em hoài các chị yêu nhá chốt mã cho em hoài sẽ là da 2 kèm loại lưu ý giúp hoài đầm này mình cần tư vấn sai số thì mình cứ comment cho em mã sản phẩm kèm thoại nha các bạn nhà em sẽ gọi điện và tư vấn sai cho các chị em mình bơ hoài sẽ kiểm tra một lần nữa lượt chia sẻ này các chị nhà mình có muốn được tặng quà hay là muốn tiếp tục tục chơi game không ạ? Nếu như mình muốn tiếp tục chơi game thì mình chia sẻ livestream cho em thật nhiều nha. Lượt chia sẻ hiện tại của nhà em đang là 526 lượt chia sẻ. Mình đẩy lên trên ngoài 600 đi ạ. 600 lượt chia sẻ hoài bắt đầu tặng voucher hoặc là tặng quà cho các chị mình nha. Hình như là em vẫn còn một cái món quà phía sau live với cái chân váy này để tặng hả chị? Cái mẫu nào ta? À mình sẽ tặng cho các chị nhà mình cái mẫu này nhá, một cái mẫu quần ở phía sau live nữa đúng không chị tặng quần nhá ok vậy thì hoài sẽ tặng quần váy cho các chị ở mình ở trong live này bây giờ hoài đang có là 526 lượt chia sẻ thì chỉ cần 600 lượt chia sẻ thôi 600 lượt chia sẻ là hoài sẽ bắt đầu tặng quà tiếp theo nha là mình không có ngại việc chia sẻ giúp hoài chia sẻ thật nhiều này tương tác trong livestream cùng em thật nhiều đảm bảo là sẽ có rất là nhiều sản phẩm hot phía sau và các chị mình hoài vẫn chưa có đưa ra cái mức sản phẩm đó là giá điêu hời cho các chị mình đó là 77 k mà nên là mình vẫn ở trong livestream cùng hoài nha đầm này có mức giá là 247 k các chị mình nhá 247 k mẫu đầm của Hoài đang mặc lên ngay mã sản phẩm chị em Hoài sẽ là DA2 kèm thoại ạ rồi ok bây giờ Hoài đang um, Hoài đang thấy các chị mình chốt đơn rất là nhiều này bây giờ vẫn còn lên mã chị em Hoài đó là QA2 luôn <laughs> chị đây Hoài ơi chị Phương Di nãy nhận quà rồi mà bây giờ làm sao mà được tặng quà nữa <laughs> một like là chỉ tặng một lần thôi nhưng mà Hoài thấy thật sự là chị Phương Di là một khách hàng rất là kiểu như là nhiệt tình comment trong tương tương tác ở trong live đấy à các chị yêu ơi cuối live hoài sẽ có một cái quà tặng rất là đặc biệt nha đó là chị nào mà tương tác nhiều nhất với nhà em ở trong cái livestream này hôm nay thì hoài sẽ tặng quà các chị mình nha không cần phải comment cú pháp mà hết chỉ cần là có tương tác thật là nhiều cùng nhà em giống chị phương di này chị phương di là đã có quà rồi chứ nếu như mà chưa có quà là đang là hoài cũng tặng à tại vì tương tác rất là tốt với nhà em luôn rồi ok hoài chốt da 2 cho chị yêu này em chốt da 2 cho chị lê thủy hồ nhá đầm này bán rất là chạy luôn các chị mình ơi da hai này hoài bán rất là mạnh đấy nếu như mà thật sự là sản phẩm bán hỏng hot đó, thì nó đã còn đầy đủ size rồi. Em này bây giờ lẻ size nha. Mặc dù là sản phẩm là bộ sập nằm trong bộ sập mới nhất đấy, nhưng mà nó đã lẻ size rồi. Và chị yêu nào mà quan tâm đầm này là mình cứ lên. Chất liệu cho em hài đó là cô tông mặc cực kỳ mềm mịn mát này, thấm hút mồ hôi tốt, phù hợp để các chị nhà mình mặc mùa hè ở trong thời điểm hiện tại nha. Form đầm chị em sẽ là ngắn trên gối các chị ha. Đầm này thì chị nào tầm mét năm cũng không có mặc qua gối dù em đâu. Tại vì form đầm là là form đầm ngắn để thiết kế mùa hè cho các chị em à mình kiểu như là mùa hè thì phải hoa là không bao giờ thể thiếu được rồi mình cứ mua một chiếc váy hoa mình để trong tủ chị em Hoài đi năm nay mình không mặc năm sau mình mặc cho hoài cũng ok và năm nay mình không mặc để qua năm sau nữa tại vì là sản phẩm á không có thiết kế quá cầu kỳ nên là không có bao giờ bị lỗi mốt nha cái em sản phẩm mà không lỗi mốt thì mặc rất là dễ có thể phối đồ này và mặc hàng ngày khi em Hoài luôn À, chị dịch thuật minh nhật ơi Comment cho chị em hoài không có để ai cần nhiều chị yêu nha để ít ai cần cho hoài thôi ạ à. các chị em mình chơi mi game không có để ai cần nha để ai cần là không có hợp lệ các chị em mình lấn áp những cái comment của những chị khác nữa nên là mình không có để ai cần giúp hoài đầm đẹp quá à em cảm ơn chị lê nguyễn rất là nhiều chị yêu nào mà thích đầm hoài đang mặc cứ lên mã sản phẩm kèm thoại trên à, hoài nha em cảm ơn chị lê nguyễn rất là nhiều này mẫu này chị em sẽ là da hai chị yêu hát da hai kèm thôi ạ chị em hoài đầm này xinh lắm đầm này thì chắc là sẽ chốt nhanh các chị ơi hoài chốt nhanh cho mình đầm này thôi nha hiện tại hoài ở phút thứ 21 và phút thứ 23 Hoài sẽ qua mẫu này Hoài sẽ chỉ có 2 phút nữa để chốt thôi Tại vì thực ra thì Hoài biết là những cái mẫu đầm mà lẻ size này Hay là những cái mã sản phẩm mà đã gần là cháy hàng rồi Thì cái sự lựa chọn của các chị là mình sẽ bị hàn hẹp đi Có nghĩa là rất là nhiều ở trong live chị Ở trong live chim thích mẫu này Nhưng mà bình thường mình mặc sẽ size M Mà bây giờ còn là size L và size XL thì mình không mặc được cái Thì rất là tiếc Nhưng mà xíu nữa Hoài sẽ lên những cái mã sản phẩm có đầy đủ size cho mình nha Nên là đầm này Hoài sẽ chỉ chốt cho mình đó là hai phút cuối cùng thôi ạ à. Và mẫu này chị em là 47.000 các chị nhá. 247.000 đầm có size đầy đủ cho em Hoài cứ tầm cho em đó là uh, 55 tới 65 cân là mặc đẹp cho em hai size L và XL chị yêu nhá. 55 tới 65 cân à. ạ. Rồi ok chị yêu nào còn thích mã DA2 nhanh tay chốt DA2 kèm thoại. Hoài còn 1 phút cuối nha. 1 phút cuối để các chị mình chốt DA2 sau đó Hoài sẽ lên mẫu mới ạ. À. DA2 kèm thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Hiện tại là phía sau còn rất là nhiều mã hot nha. Cuối like Hoài còn quà tặng này rồi còn voucher này rồi còn sản phẩm hot cho các chị nhà mình nữa những cái mẫu sản phẩm có mức giá điêu hơi nhất là hoài chưa có lên là các chị nhà mình nhớ đồng hành của em hoài từ cuối live nha đồng hành cùng em từ cuối live để có những cái mã sản phẩm hot nhất các chị yêu ha <laughs> ok bây giờ là bạn như đã sẵn sàng qua mẫu chưa này hoài chắc là hoài chuẩn bị qua mẫu rồi nha à, em đang thấy như mặc một cái mẫu rất là xinh và bây giờ sẽ để như thay lại cái mẫu thì hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới cho các chị em mình và bây giờ thì mình sẽ có cho các chị mình một phút cuối nhá một phút cuối để chốt mã sản phẩm hoài đang mặc này và chị nào mà cần tư vấn phải các chị em mình ơi cái quà tặng này là quà hoài tặng cuối live thì cho mình nha mẫu này là quà tặng cuối live hoài mang đến cho các chị em mình này có chị nào thích quà này không ạ nhanh tay comment cho em hoài đó là cái mẫu này cho em hoài đó là tác ba người bạn và có mình trên bài sinh cùng à, cái này là săn đồ hiệu các chị mình nha săn đồ hiệu kèm tác ba người bạn vào trong livestream cùng em để hoài kiểm tra lại lượt chia sẻ các chị mình thêm một lần nha ừ. lượt trời ơi. 5 còn thiếu 50 lượt chia sẻ nữa các chị mình ơi rồi ok bây giờ thì Hoài sẽ có một cái sản phẩm rất là hot cho các chị mình nhá. Đó là sản phẩm một chiếc sản phẩm có mức giá điêu cực kỳ hời đó là 77k Các chị mình có hóng ạ à, Hoài lên luôn cho mình nha Để không có làm mất không khí các chị mình Hoài sẽ lên một cái sản phẩm có mức giá cho em đó là 77k Mẫu này thì Hoài sẽ chốt nhanh nha 15 chị duy nhất sở hữu ngay cái em áo này ạ à. 15 chị duy nhất sở hữu cho em Hoài em áo này với mã sản phẩm cho Hoài này Sẽ là em để, để Hoài xem mã nào, là mã gì đây cái này là không có A1 là chị Cái mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AT1 nha AT1 kèm thoại Áo này hiện tại giá gốc cho em là 255 000 Và đang được giảm trực tiếp còn 77 000 à. Em này là sale tới 80% luôn các chị yêu ơi 70-80% nha Lên ngay cho em AT1 kèm thoại nhá Ưu tiên chốt cho những chị nào đã có đơn thôi nha Hoài sẽ ưu tiên chốt cho những chị nào đã có đơn ở trong livestream tại vì sao em này chỉ có 77 ngàn thôi chất chị em thun gân rất là đẹp các chị yêu này chất thun gân form chị em sẽ là form cổ tròn nha mẫu này thì mặc với quần jean quần tây đều rất là đẹp là một trong những mã sản phẩm gọi là dễ mặc nhất chị em Hoài luôn đấy ạ à. lên ngay mã sản phẩm là AT1 kèm thoại 77k nha 255 ngàn giảm trực tiếp còn 77k nhanh tay còn mân chị em hoài này 15 chị duy nhất sẽ nhận được mẫu áo này với mức giá chị em hoài là 77k thôi còn bình thường là hoài Hỏi muốn chốt mẫu này nha Chị nào mà đang ở trong livestream stream á, mà mình chốt mẫu này Thì đã có từng có đơn hàng rồi á, Thì Hoài sẽ ưu tiên cho mình trước Tại vì là số lượng của em này cực kỳ đẹp Chị Nguyên, Nguyên Nguyên ơi lên cho em AT1 kèm thoại giúp em Hoài đi chị yêu ơi Chị Trần Bảo Vân này Hoài chốt cho chị AT1 này Trời ơi 77 ngàn Áo này phải nói là vải rất là đẹp Sẽ có độ co giãn nữa chị mình nha Đây Hoài kéo các chị xem này có độ co giãn và rất là thích luôn Em này mặc vào các chị mình nhớ, form cổ tròn không có quá hở nha. Màu màu bên màu B tay dài chị em Hoài rất là dễ mặc luôn. Cái mẫu này mặc đi chơi cũng đẹp này. Rồi AT1 cho chị Nguyễn Nguyễn Hoài có đơn ạ. À. Áo này xem là 77k chị yêu nhá, 77k. Rồi lên lại mã sản phẩm Chiếu nữa thì em sẽ tiếp tục chốt cho các chị mình nha. Bây giờ thì Hoài sẽ chốt cho các chị mình ba chị nữa thôi ạ. À. Ba chị với mã sản phẩm AT1 này sau đó Hoài sẽ tiếp tục mời như qua mẫu nha. Tí nữa mình sẽ tiếp tục chốt nữa các chị ha, tại vì áo này số lượng sản phẩm còn ít lắm. Rồi ok, Hoài đang thấy AT1 lên đơn rất là nhiều, Hoài chốt cho chị Nguyên Nguyên rồi nha. Rồi ok chị Hà Xuân Bây giờ chắc để cho Như tiếp tục qua mẫu đi. Bây giờ để Như tiếp tục qua mẫu xong Như sẽ giới thiệu lại mã sản phẩm AT1 cho các chị mình nha, tại vì sản phẩm này còn ít lắm nên Hoài chỉ dành được vài suất kiểu như là ưu tiên cho vài chị thôi chứ không có nhiều tại vì 255.000 mà giảm trực tiếp còn 17 chỉ còn là 77k chứ là một cái mức giá rất là khởi nên là Hoài sẽ tiếp tục qua mẫu mới nha. Bây giờ Hoài sẽ mời như qua mẫu mới và chị nào thích AT1 cứ chốt AT1 kèm thoại cho Hoài ạ. Dịch rồi, đúng rồi các chị yêu ơi Các chị thích thì mình cứ lên đơn cho em nha Mình đặt hàng cứ đúng cú pháp mã kèm cho em Như là mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em là sẽ có đơn Đặt hàng cho em xin đúng cú pháp là các chị sẽ ô tô có đơn Không cần em phải đọc tên đâu Bây giờ là hiện tại là em thấy là được 556 lượt chia sẻ rồi mọi người Lên cho em thêm nha mọi người Đủ 600 lượt chia sẻ thì em tiếp tục lên đơn nha, Tặng quà cho mọi người luôn Tình yêu phương hệ trần nè Bổ sung cho em xin số điện thoại luôn nha chị yêu ơi Trời ơi, hôm nay là quá trời mẫu xinh đúng không cả nhà Quá trời là mẫu xinh thì mình phải chút cho em tại vì đặt hàng mình đúng cú pháp là mình sẽ có đơn bây giờ em như sẽ qua tiếp cho mình một cái set nha cả nhà nhé qua tiếp cho các chị yêu một cái set đồ trời ơi một cái form quần siêu hát dáng của em như đây với một chiếc áo mà em sẽ nói là những cái đường tua nè mọi người ơi những cái đường chip ly tầng 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 như này y chang là công chúa của em có chị nào thấy được cái comment này của em chưa thấy được cái 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 Bộ đồ em đang mặc chưa mọi người Xin không cả nhà Với cái mẫu này thì em thấy là chị yêu nhà mình nào á Mình đi chơi, đi làm, đi tiệc Thì mình cũng có thể mặc cho em hôm này Nó không quá tiểu thư đâu cả nhà ơi Rất là dễ thương luôn Kiểu nữ tính đó cả nhà Lên nhanh cho em nha Bây giờ em chốt cho các chị yêu nhà mình làm mã nè QA cho em QA4 là với mạo quần em đang mặc trên người giá gốc là 325 000 Ngày hôm nay em sẽ sale cho cả nhà là còn 167 000 chiếc quần này thôi. Cái quần của em cái chất vải cho là cái vải tách ta đó cả nhà. Cái vải này thì phơm lên khỏi phải nói nha mọi người, cực kỳ chuẩn phơm. Phơm quần quần ống rộng như thế này, nó sẽ cảm giác chân của mình rất là hết dáng kiểu như là thon gọn và siêu hết dáng. Chị nào mà có khuyết điểm là tông màu đen của em là Ô tô chơi khuyết điểm nhé. Còn với áo của em là AK5 này. AK5 này của em giá gốc là 600 .000 Có lẽ là đây là một chiếc áo mà giá cao nhất trong cái live stream này của em rồi đó mọi người Giá gốc 685 ngàn Mà bây giờ em giảm cho mọi người cực kỳ hấp dẫn luôn Là chỉ còn 337 ngàn mã AK5 dùm em Rồi xuất sắc nha các chị yêu áo là em như sẽ có hai tông màu một tông màu hồng nè với lại một tông màu trắng cho em nhé nó ví dụ như bình thường các chị có màu trắng nhiều rồi nè các chị thích cái tông màu nào nó lạ hơn nè thì mình có thể lấy cho em cái tông màu kiểu như là màu hồng kem như thế này còn không thì mình lấy cho em cái tông màu trắng basic tông màu này thì các chị yêu nhà mình ai mà mặc cũng được nó không có bị kén nhé cả nhà yêu 337 ngàn chiếc vải này của em là vải tơ nha các chị mà các chị biết không cái vải tơ là một cái loại vải mà phải nói là nhẹ như tơ mềm như tơ từ xưa giờ không có gì mà bằng tơ hết mọi người cảm giác rất là mềm mại này, nó uyển chuyển này các chị sờ vào thôi là đã nói là cái vải nó đã lắm nó sướng cái tay lắm cả nhà kiểu như em em mặc mà cảm giác như là không mặc vậy đó mọi người rất là nhẹ luôn em sẽ mưu sẽ may cho mình hai lớp và đặc điểm của áo này là những cái tầng 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 như thế này rồi đúng không mà còn có cái gì nữa cả nhà đó chính là cái phần tay của mình cái phần tay nó sẽ bo bì như thế này này các chị yêu như mình điểm nhấn của em này rất là đẹp luôn nó cảm giác cái em, em áo này nó sẽ nhìn nó sẽ thu hút hơn cái thứ nhất cái thứ hai là với cái những cái form bo bì như thế này nó che khuyết điểm cực kỳ tốt cho những chị yêu nào mình có bắp tay to hay là bắp tay thô một xíu rồi em thấy nè, cái chị đã lên đơn QA4 của em rồi nè. QA4 chiếc quần này em nói thật với các chị, 167 000 là một cái form vải mà nó sẽ là gọi là tát ta lụa đó cả nhà. Cái tát ta lụa này của em nó vải nó mềm, nhưng mà nó vẫn lên đứng form. Có những loại tắp tay thì nó sẽ có nhiều loại những phải uh, tắp tay nó cứng á cả nhà Mặt lên rất là thô và các chị di chuyển thì nó cũng sẽ khó khăn hơn. Còn này là em làm tát ta lụa cho mình, lên form vải rất là mềm mà lên các chị nhìn nè cực kỳ chuẩn form nhá khi các chị mặc những cái form quần này em nói thật sự siêu hết dáng và cái thứ hai là cái quần này ngày hôm nay các chị không biết mặc cái gì cái gì cứ lấy cái quần này cho em cái áo ở trong tủ đồ này các chị có bao nhiêu cái áo phối hết cho em nó đều ok tông màu đen của em là dễ phối đồ rồi ha 167 ngàn chiếc quần còn áo AK5 này một chiếc áo thần thánh như thế này chỗ đẹp quá mọi người ơi và nó là từng đường kim mỗi chỉ cắt tỉa rất là tỉ mỉ rồi ra những cái tầng tầng như thế này này cả nhà form quá đẹp 337 ngàn chiếc áo Nếu mà các chị mua một cái áo như thế này là em đã free ship cho mình được rồi nè còn không mình cứ lấy cho em cả cái set đồ như thế này rất là xinh Cái form quần này thì em như sẽ có một màu thôi đúng không chị? Quần này mình có một màu thôi đúng không? Một tông màu đen rồi đúng rồi một tông màu ai à, ba màu hả? Vậy là em sẽ có ba tông màu cho mình là tông màu kem nè Tông màu hồng với tông màu đen như em như đang mặc trên người đó Tông màu đen, tông màu hồng, tông màu be cho em Đây với tông màu hồng, tông màu be này thì khỏi phải nói cái chị ơi Màu hồng của em cũng là một cái tông màu hồng dâu nhẹ Màu hồng dâu rất là ngọt luôn Còn màu be này thì còn gì nữa mọi người Rất là tay luôn ha Với tông màu đen thì khỏi phải nói một tông màu quá basic luôn Rồi 167 000 cho ba sự lựa chọn Cái chị có rất là nhiều sự lựa chọn ở đây Mình có thể ngã ra một hướng nào mình thích nha và em nghĩ là mình nên nhã cả ba hướng tại vì ba hướng đều đẹp các chị <laughs> rồi bây giờ chị yêu nào mình bỏ lỡ cái này là em thật sự quá đáng tiếc luôn tại vì rẻ quá mà mọi người giá gốc là tới là 325 trăm hai mà em sale tới còn có một trăm sáu bảy mọi người ơi các chị nhớ tương tác là giùm em qa 4 cho em còn áo là quy uh, AK5 giúp em em có ghi rồi mọi người. AK5 337.000 là chiếc áo tại vì cái giá gốc của em là tới 685.000 chiếc áo này. Các chị biết không cái vải tơ này của em á nhà mát lên cho mọi người là hàng thiết kế thì mới lên được vải tơ như thế này và cũng phải là gọi là tay nghề là mình cũng phải là tỉ mỉ mức mát lắm mới may được cái phần tầng nó đều tăm tắp như các chị yêu nhà mình chứ nếu mà không phải là hàng thiết kế thì ít khi nào mà ta lên tơ mà tơ mềm như thế này lắm cả nhà rất là đẹp nha nó không có bị ngứa không hề bị châm chích em may cho mình là hai lớp luôn rồi em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của các chị yêu nhà mình như thế nào ha rồi em tiếp tục dành tặng thêm một cái phần quà cho mình nữa em còn một chiếc quần cho mọi người em còn thêm một cái chiếc quần nữa mọi người ơi Uh, nó bị ẩn comment đó mọi người thông cảm giùm em xíu để em lướt xem thế nào em thấy chị gia linh nè đã đặt hàng qa 4 này thank you người đẹp nhiều nè Ờ uh, qa 4 cho chị quỳnh luôn nè chị dạ trần có qa 4 mọi người đang lên đơn chiếc quần này rất là nhiều nè chị như quỳnh có đơn cho chị yêu luôn cái chị ơi em thật sự nói là cái quần này mỗi lần lên like là hit, mỗi lần lên like là hit á mọi người đến bây giờ hàng nhà em là còn À, tại sao mà em lên cái giá này tại vì nó còn lẻ sai với lại số lượng nó còn ít quá chứ không là em cứ bán bình thường 300 mấy mọi người vẫn mua đều đều cái quần siêu thần thánh của em như thế này dây kéo khó đằng sau có những cái những cái đường ly như thế này ở trên mọi người để lên cái form á ở trên nó eo của mình nó ôm lên và nó sẽ xòe ở bên dưới mọi người thấy không em chỉ cần cầm trên tay thôi mọi người thấy đủ là nó độ xòe như thế nào cái vải rất là đẹp kiểu dày dặn nhưng mà không có hề bị nóng tại vì là bên trong của mình là đã lót cho mình một cái lớp lót lụa rồi mặc rất là mát nó sẽ thấm hút được mồ hôi còn cái tông áo mình cũng vậy nữa em may cho mình là hai lớp lận mọi người không có sợ bị mỏng nha 337.000 chiếc áo này nếu bình thường mọi người mua là 685.000 đúng không thì ngày hôm nay có một cái chương trình nhân dịp ưu đãi thì mình phải đặt đặt hàng liền gặp em như là em lấy hết mọi người ngày hôm nay em thấy là like cái mẫu nào cũng xin hết trơn gặp em như là em mua hết mà mua mình được giảm giá mà mình còn free ship mình còn được tặng quà thì còn gì bằng nè em thấy được comment nè và dạ, áo em đang mặc là gì đây mọi người ơi <laughs> áo em đang mặc là mã ak 5 kèm cho em số điện thoại liền hai tông màu màu em đang mặc là kiểu màu hồng kem còn tông màu này kiểu màu màu trắng trắng kem giúp em nhé rồi chị yêu nào mà đặt hàng thì mình lên giùm em mã kèm số điện thoại qa 4 cái quần của em mọi người đặt quá trời nè thật sự mọi người đang quá trời đặt luôn em định là em sẽ qua mẫu mà em thấy mọi người đang đặt quá nhiều cho nên em xin nán lại thêm tầm một phút nữa thôi một phút nữa thôi em qua mãi chứ không có hàng để mà đứng đây lâu mọi người ơi hàng sale á mọi người em đứng đây em giới thiệu mọi người lâu quá thì các chị vào đặt em cũng không có hàng em chốt cho nó chị nào mà chưa có đơn là phải lên đơn liền mình phải lên đơn để mình có hàng trước cái đã còn chuyện mà sai số rồi mình tính sau tại vì bên em ok vừa chốt đơn còn không thì thôi bên em hủy không sao hết nha rồi qa bốn một trăm sáu bảy ngàn trước quần của em sẽ có ba tông màu nhá màu hồng màu be và màu đen em đang mặc cho người mọi người đặt hàng mình cho em xin cái màu luôn nha mọi người ơi Mình đặt hàng mình cho em như xin cái màu nè Rồi em thấy được comment của tất cả các chị nè Đơn quá trời nè mọi người em chưa kịp đọc luôn này Chị Bùi Thúy Hằng QA4 nè Chị Dạ Trần QA4 nè Ờ, à, quà quần phần quà tặng giá bán bao nhiêu như thế nào em à cái phần quà tặng hả chị đẹp cái quần này hả mọi người quần này là có giá bao nhiêu này chị cái phần quà tặng á đợi em một xíu nha thì bây giờ là nhiều mã quá không nhớ nổi để em kiếm cái tác thử mọi người đây Nó ở sâu quá mọi người ơi Để một xíu nha Em đang mờ mờ kim đáy bể đó Rồi chiếc quần sót lưng cao viền bèo này của em giá là 395 ngàn Em dành tặng cái phần quần 395 này này cho giờ tặng cho các chị á Nếu mà chị nào không thích tặng á mọi người Mình thích nhờ, mua luôn Đó Mình sợp mà mọi người mình tiền nhiều để làm gì? Để mình mua hàng luôn khỏi phải chờ đợi <laughs> Nói chứ nếu mà chị nào mình thích luôn thì mình có thể đặt hàng cho em cái quần short này giúp em nhá Mình lên cho em là Có mã không đây ta Mình lên cho em là quần short đi Quần short kèm cho em số điện thoại đi mọi người ơi Này là 395 ngàn giúp em nhá Rồi nếu mà chị nào đặt hàng thì lên cho em luôn nha mọi người 395 ngàn Cái quần này em có màu cho mình nè Màu đen nè Màu be nè mọi người Màu đen, màu be Đây em đưa cho mọi người xem nhá phơm đằng trước này quá trời em cầm quá trời đồ luôn Đó cái viền bèo này mình mặc lên nó sẽ kiểu nó sẽ nhẹ nhàng hơn rồi tiếp theo là em có màu hồng nữa em có động tổng cộng là ba tông màu à chị nào mà đặt mã quần này em sẽ giảm 30 phần trăm luôn nhá chị nào đặt mã quần là ba em giảm 30 phần trăm các chị tính giùm em với 395 mà giảm 30 phần trăm là bao nhiêu đây em xin không được nhảy số nha mọi người với những con số này em xin không được nhảy số nha mọi người <laughs> mọi người tính giùm em nha 395 mà giảm 30 phần trăm là còn bao nhiêu nha mọi người à trăm mấy ta Thật sự những con số này là có Còn... ha em dạy nhảy, nhảy được rồi mọi người ơi 277 ngàn Em quá thông minh luôn Rồi mọi người 277 ngàn lên cho em là quần này nhá Em sẽ giảm cho mọi người 30% luôn Tại vì trong cái like này cũng là một cái like sale nha cả nhà 277 ngàn Rồi chị yêu nào lấy thì lên cho em Còn quần này là qr 4 giúp em nha Mọi người vẫn đang lên đơn Mọi người vẫn đang lên đơn qr 4 của em như luôn nè Rồi bây giờ là em như chuẩn bị em chuyển qua mẫu nha Quần chị đang mặc ờ uh, sai bao nhiêu cân dạ rồi chị Kim Anh Huy ơi, quần em đang mặc em sẽ có size cho mình S, M và L. Chị mặc size gì chị có thể cho em xin uh, chiều cao con này em tư vấn size. Em thấy đơn của chị Huỳnh Loan luôn nè, em thấy đơn của chị Thúy Hằng rồi nha. AK5 của em chị nào đặt thì lấy luôn giúp em nha Hình Khoa sang đồ đẹp nè, đúng rồi phải tan bạn bè vào này tình yêu Hình Khoa ơi. Bây giờ các chị yêu nào mình đặt nữa không nè, em sẽ đưa show lại cái mẫu màu áo này cho các chị nha Một tông màu hồng kem với một tông màu trắng là áo của em mã AK5 giúp em với giá sản phẩm là 337 trăm ngàn. Còn quần là quy. A4 giá 167 000 Có 3 màu đen nè mọi người Màu nu nè mọi người với lại tông màu hồng giúp em nha Còn bây giờ là em xin phép chuyển mẫu nha cả nhà Chị nào mà đặt hàng mình để là giùm em mã kèm màu kèm số điện thoại giùm em là sẽ có đơn nha Rồi em qua mẫu luôn cả nhà ơi Đồ, ok, bây giờ Hoài sẽ qua mẫu mới các chị mình nha Bây giờ Hoài sẽ qua một cái set mới các chị mình này Rất là dễ thương luôn Và đối với cái set của Hoài đang mặc á, Thì hôm nay cũng có một cái mức giá ưu đãi cực kỳ Chị nào mà đang cần một cái sản phẩm đi chơi được này Đi dạo phố được này Ở nhà mặc cũng được Hay là kể cả là mình đi kiểu như Bình thường mà mình muốn phá cách một xíu Mình đi cà phê với bạn bè hàng ngày Mình mặc trên em quần sóc đi chơi được đẹp các chị mình nha Mẫu này hiện tại Hoài lên mã sản phẩm cho mình này Áo sẽ là AK6 các chị nhá AK6 cho mẫu áo thì hiện tại là em này Hoài đang thấy là có hai màu đen AK6 Hoài đang có hai màu để các chị nhà mình săn, đó là màu hồng và màu đỏ nhá. Mức giá giảm hiện tại của em này đang là 455 000 và em giảm trực tiếp còn 227 000 nhá. QA5 là mẫu quần của Hải đang mặc. QA5 thì như là chỉ có một màu được các chị ơi. QA5 Hoài chỉ có một màu duy nhất cho các chị nhà mình đó là 395 000 giảm trực tiếp còn 197 000 nha. Các chị nhà mình thích mẫu nào mình cứ lên mã sản phẩm kèm số thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment. Sai số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nhá. Cái mẫu này các chị nhà mình phải nhanh tay chốt thôi tại vì số lượng của nhà em còn rất là ít ạ. Số lượng cực kỳ ít cho em Hoài luôn. Lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment chị yêu hát. Đây em sẽ đứng trước tiên là Hoài sẽ đứng để các chị nhà mình xem cái form áo trước Cái form áo này cho em Hoài cổ V nhưng mà không có bị hở nhiều đâu nha Và chiếc ben cho em Hoài này Phía phần đây hai bên chiếc ben phần ngực cho mình này Phần hai bên tay cũng chiếc ben để tạo đồ bồng cho cho áo luôn Và đặc biệt là đằng sau thì em áo này sẽ có bo chun các chị ơi Áo này Hoài thấy đặc điểm là có bo chun rất là tiện lợi nha Eo của mình bao nhiêu, vòng ngực của mình bao nhiêu sẽ bo vào bấy nhiêu chị em Không có bị xấu hay là không có bị rộng chật theo cái kiểu vòng đo của mình nữa Tại vì nhiều chị bình thường nha eo của mình hơi nhích nhỉnh một xíu này Mình sợ là mặc bị chật Còn nếu như chị nào mà eo bình thường nhỏ Hồi trước mà Hoài đi mua đồ là toàn phải bóp eo rồi các chị Mà đợt này em tăng cân rồi nên là không cần bóp nữa Còn bình thường là phải bóp không ạ à. Nên là nếu như mà chị nào mà eo nhỏ nhỏ tầm 60, 61 đó Đằng nào cũng bị rộng Nhưng mà riêng cái em này là bo chung thì không bao giờ rộng nha Quần Hoài lên cho các chị mình một mẫu quần chất cô tông hai lớp các chị ha quần có túi phối chị em hoài này lưng chun và có phối sọc rất là sang quần này thì các chị nhà mình có thể mặc chị em hoài đó là phối với những cái em áo khác cũng được chỉ cần phối với áo sơ mi hoặc là áo thun bên trên là sẽ sang nha mẫu mẫu quần này hoài lên mức giá sẽ là 197 000 cái chị yêu nhá 197 000 mẫu áo của hoài đang quần hoài đang mặc và mình chốt ngay cho em là qa 5 kèm hoài ạ rồi bây giờ thì các chị nhà mình ngắm lại cho em hoài form áo này Quần và áo đều có 3 size đầy đủ chị yêu nhá. Quần và áo hoài đang đều có đầy đủ 3 size đầy đủ cho các chị nhà mình luôn nên là mình thích mẫu này là mình cứ chốt mã sản phẩm kèm ngoại. Các chị đừng quên chị em cái mẫu AT1 này nha. Cái mẫu AT1 này hoài vẫn chốt đơn cho các chị mình đấy ạ. Với mức giá chị em là 77k nha. AT1 có đầy đủ size với mức giá là 77k. Em này là một trong những mã sản phẩm nhà em tri ân đến các chị em mình đấy ạ. À. Nên là chị yêu nào mà thích AT1 chốt ngay AT1 kèm số cho trên hoài trên cùng một dòng comment. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn nhá. AT1 có mức giá cho em 255 000 ngàn giảm trực tiếp còn 77 000 là món quà em tri ân đến tất cả các chị em mình nha. Bây giờ các chị nhà mình đã muốn chơi mi game chưa chị yêu ơi? Mình muốn chơi mi game chưa ạ? À? Để hoài kiểm tra lượt uh, chia sẻ của chị em mình là bao nhiêu nha. Rồi ok, 600 lượt chia sẻ rồi. Bây giờ các chị nhà mình có muốn em chơi với game luôn không ạ? Hay là để xíu nữa đi Còn mình còn bao nhiêu mẫu phía sau chị ha? Mình còn tầm bao nhiêu mẫu nhỉ? Nếu như mà Ok hay là mình đợi tí nữa mình à, cuối live đi mình chơi nhá Thì cuối live mình sẽ chơi Các chị mình ơi Hoài còn tầm 3 đến 4 mẫu cuối live thôi Nên là thời gian rất là nhanh thôi Là Hoài sẽ để cuối live Hoài chơi nhá Bây giờ các chị nhà mình vẫn cứ tiếp tục comment chị em Hoài đi ạ Chị nào comment nhiều thì Hoài sẽ không có lướt luôn Mà Hoài sẽ tặng luôn nha Là các chị nhà mình cứ comment tương tác và chia sẻ live stream em thật nhiều Mẫu này thì Hoài sẽ chỉ chốt cho mình 3 phút thôi Tại vì là Hoài cũng đang rất là hóng chơi bị game rồi Là bây giờ mình sẽ qua mẫu nhanh hơn bình thường một xíu Các chị nhà mình đang ở trong livestream thì nhanh tay chốt đơn chị em mã sản phẩm em đọc lại mã nha Áo của Hải đang mặc lên mã là AK6 các chị nhá. Quần cho em là QA5, áo mức giá 227 000 ngàn quần mức giá cho em là 197 000 Form rất là đẹp. Áo có hai màu, quần có một màu giúp em. Sản phẩm này cho em sẽ là AT1 nha. Mức giá giảm của AT1 từ 225 000 255 000 giảm trực tiếp còn 100 À quên không có 100 các chị ơi Chỉ có 77 ngàn thôi Áo này chỉ có 77 ngàn mà đang có đầy đủ size này Em AT1 này nãy hoài chốt rất là nhiều Và chị nào quan tâm mẫu AT1 chút luôn nha AT1 kèm số hại cho em hoài trên Cùng một dòng comment Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi điện tư vấn Hoài đang thấy nhiều chị comment rất là nhiệt tình luôn Các chị nhà mình ơi vẫn cứ comment nha Tại vì hoài còn cho các chị nhà mình tầm cho em là mười mấy phút nữa à Là hoài đã kết thúc cái cái livestream rồi Nên là mình cứ ở trong livestream của em hoài tới cuối nha Và món quà thì chắc chắn sẽ thuộc về chị nào mà có lượt tương tác nhiều nhất với nhà mát rồi Là bây giờ mình cứ ở trong livestream và chia sẻ này có ơn tương tác cùng em thật nhiều Ok bây giờ chắc là Hoài sẽ qua luôn mẫu nhá Tại vì bây giờ mình còn tới 3 mẫu phía sau lận là Hoài sẽ qua mẫu nhanh luôn Sau đó Hoài sẽ chơi mi game với các chị mình nữa Nên là mình thích cái set Hoài đang mặc là nhanh tay chốt đơn ạ à. Màu hồng siêu ngọt ngào, màu đỏ siêu cá tính và quyền lực cho em Hoài luôn Còn cái mẫu quần này thì quá là dễ mặc rồi Cái màu sọc, sọc dọc cho em Hoài Sọc dọc thì sao các chị ha Cảm giác là người mình gầy này cao hơn rất là nhiều Chị nào muốn ăn gian chiều cao hay là ăn gian cân nặng cứ lấy chị em sọc dọc rồi sẽ rất là ok bây giờ thì chắc là hoài sẽ mời như qua mẫu luôn sau đó hoài sẽ đi thay một cái sản phẩm mới này xíu nước cuối live thì hoài và như sẽ đem cái món quà đó là chiếc quần lúc nãy như giới thiệu để tặng các chị mình vào cuối live nha nên các chị nhà mình nhớ trong live stream cùng hoài và như tới cuối live ạ à, bây giờ thì hoài sẽ nhường lại để như lên mẫu sản phẩm mới nhá cha rồi, bây giờ em quay cho mình một cái phong đầm kiểu là hơi basic một xíu Thì các chị mình có thể mặc cái phong đầm này là đi đâu nè Mình có thể mặc đi làm này, hay các bạn có thể mặc đi chơi, đi học thì cũng được nha Đi dạo cũng được, tại vì cái phong váy, váy nó kiểu nó là rất là basic Cái chất vải này kiểu là hình như là vải bố cốt tông ở cả nhà Chất vải nó mềm nha, mình mặc lên rất là đã luôn Cái phần tay mình sẽ có dây để mình thắt nơi này rất là cưng Với cái tông màu của em là cái tông màu xanh đó Mọi người ơi, tông màu xanh cảm giác là trẻ trung nha Rất là nhẹ nhàng nè Và mã sản phẩm bây giờ em sẽ lên cho mình luôn nha hai bên hông kiểu như là nó sẽ có đường chích ly như thế này cảm giác nó sẽ làm cho cái phơm váy của mình ở trên này cảm giác người của mình rất là thon rất là gọn luôn phơm này nó sẽ xòe như thế này đủ để che khuyết điểm cho các chị yêu nhà mình nha bây giờ chị yêu nào mình cảm thấy là mình ưng ý cái mẫu này thì bây giờ em sẽ bán luôn cho các chị mình luôn nè này để em xem sản phẩm nha mà sản phẩm là at t um... DA3 giúp em Mã là DA3 giúp em nha cả nhà ơi Giá gốc là 554 ngàn Bây giờ em xem cho mọi người là còn 267 ngàn DA3 kèm cho em mã kèm số điện thoại dùm em là có đơn Với cái mẫu vải này thì em như sẽ có hai tông màu cho các chị yêu nhà mình Một tông màu xanh và một tông màu kem giúp em nha Một tông màu xanh và một tông màu kem giúp em nha cả nhà ơi phân váy kiểu những cái xẻ đường Những cái đường chiếc ly như thế này nè cả nhà Nó để lên phơm nó siết cái eo của mình á Làm cho mình cảm giác là nó sẽ nhỏ hơn Nó sẽ gọn hơn Mà các chị không bao giờ bị sợ bị lộ đâu nhá Tại vì phông dưới là em đã làm cho mình xòe để mà chết ly như thế này rồi thì nó sẽ không bị lộ khuyết điểm Với những cái mẫu mà kiểu như là nó basic như thế này này, Cái chị yêu nhà mình mà đi làm văn phòng công sở thì em nghĩ là nên sở hữu cho em luôn hai chiếc Tại vì 267 ngàn là cái giá quá rẻ với em đầm này Chất liệu em may là quá đẹp bên trong em còn lót cho mình một cái lớp lót lụa nữa Để cho mình mặc nó thấm hút mồ hôi nó mát nó không có bị khó chịu không có bị nóng quá cả nhà 267 ngàn em đầm này thì em như sẽ có size cho mình luôn Cho nên chị yêu nào mình ưng là mình lên đơn liền cho em như liền Mã kèm cho em màu kèm Điện thoại em hiện tại là em sẽ có đủ size S cho mình đó chị yêu nào mình ví dụ như là khi mà nhân viên báo hết sai cái chị mình linh động mình đổi size giúp em nha hoặc là mình đổi màu nha cả nhà uhm. bây giờ em thấy mọi người đang comment rất là nhiều nhưng mà một lát nữa em sẽ dành tặng các phần quà uh, để mà phần quà chơi mini game ở cuối like giúp em nha cả nhà nha rồi em thấy các chị uh, đặt này AT cái này là giúp em là Ok nha, một lát nữa em sẽ dành tặng mã áo là 77.000 cho các chị yêu nhà mình luôn. Áo đầm em nó mặc là DA3 nha cả nhà nha. Chị yêu nhà mình đặt mình lên cho em là DA3 nè. Mình kèm cho em màu và số điện thoại em sẽ để qua một bên nha. À. Rồi mọi người ơi không sao đâu các chị ơi tại vì hàng nhà bên em khi mà các chị mua là khi mà gửi hàng đi bên em có gọi là xử lý để mà xịt khuẩn đồ hết rồi cho nên là mọi người cứ yên tâm nha không thể nào mà uh, nó gọi là đến đến khi mà đến tay của cả nhà là nó nó cũng là tiêu tan mất rồi chứ không thể nào mà sống sót được đâu các chị yêu nhà mình ơi mọi người yên tâm giúp em rồi bây giờ chị yêu nào mình đặt cái đầm này thì mình lên cho em là da 3 kèm cho em xin làm màu và số điện thoại dùm em nha cả nhà ơi tại vì bên em còn ship là mọi người em còn đứng đây em like là vẫn còn mình nhận hàng được cho nên mọi người yên tâm nhá tại vì trong cái thời điểm này em biết là như vậy cho nên em mới lên cái giá ưu đãi t... chứ không là bình thường mọi người mua cái đầm này tới 545 trăm bốn lượt ngày hôm nay em lên cho mọi người hai trăm sáu bảy ngàn. À. bây giờ mọi người chơi comment cho em là săn hàng hiệu này tan ba người bạn vào chia sẻ ba lần hội nhóm một lần ở trang cá nhân chế độ công khai dùm em rồi vào đây comment cho em săn hàng hiệu tan ba người bạn để mình chơi game nhá bây giờ chị yêu nào mình lấy cái đồng này mình nhanh tay lên cho em là DA 3 nào cả nhà DA 3 kèm số điện thoại cái phone đồng này mình mặc rất là cưng đó cả nhà phone đồng này kiểu cái tông màu này kiểu màu vàng kem á nhé cả chị tông màu vàng kem nè và một tông màu xanh này các bạn bố có tông từng cái số vải của nó rất là đẹp luôn mọi người em sẽ đứng gần cho mọi người nhìn cái tông màu xanh này cái số vải của mình nè mọi người ơi nhìn rõ giùm em nhé cực kỳ mê luôn khi mọi người nhận cái đầm này về các chị sẽ trời ơi sao mà rẻ đó như vậy không nghĩ là hai trăm hai sáu mươi bảy có thể nhận được em đầm này luôn trong khi bây giờ các chị nhận những cái mẫu đầm này chất vải cầm rất là nặng tay mà nghĩ là một hai trăm sáu bảy các chị chỉ mua một cái váy kiểu bình thường hay là những cái áo hay là một cái quần jean bình thường thôi đúng không bây giờ em lên một cái đầm như thế này mà giá cực kỳ rẻ luôn các chị nhớ mình đặt hàng mà trên hóa đơn của mình mà trên ba trăm ngàn em như miễn phí ship luôn nha rồi em thấy đâu của chị khả ái hà lấy da ba màu vàng size s rồi nè chị yêu nào mà lấy màu này mình cho em xin màu màu xin mã là đúng luôn cái gì cứ đặt hàng đúng của pháp giống chị đỗ hàng nè mã, màu, size và số điện thoại dùm em là có đơn nha Đặt hàng nhanh tay chốt đơn dùm em nè Em thấy đơn của chị bánh cốm lấy mã DA3 nè Chị lấy màu nào nè chị em có hai tông màu Một tông màu xanh với tông màu vàng chị chăm xin màu luôn nha Hàng này là hàng giá gọi là em đã sale xả kho giá cực kỳ sốc rồi Mọi người cho em xin đúng cái thông tin để em canh em dễ chốt đơn cho mình nha DA3 giúp em nè Kèm cho em màu và số điện thoại 267 ngàn giúp em như nha nhiều khi cái những cái đơn hàng mà em không đọc được là nó bị ẩn comment mọi người thông cảm giúp em như nha. Rồi, bây giờ em xin dành ra 2 phút nữa để em chốt cái đầm này thôi mọi người ơi, em xin phép không đứng lâu đâu mọi người. Tại vì không có nhiều nha, 2 phút cuối cùng để mọi người chốt đơn cho em cái đầm này, em xin bỏ cái màu này lên treo trên này để mọi người nhìn cho dễ nha. Cái phần quà 77k em sẽ dành tặng cho để cuối like cho mọi người nữa. Tầm vài mẫu nữa là em sẽ dành tặng phần quà này cho mọi người luôn. Một chiếc áo thun gân rất là đẹp luôn nha cả nhà công màu này em nghĩ là không bị kén da luôn nè Rồi các chị mình nhớ chơi game nhiệt tình là giúp em nha Còn bây giờ chị yêu nào lấy cái mã DA3 của em thì nhanh tay chốt đơn cho em luôn 267 ngàn Em đã nói là chị nào mà dân văn phòng công sở đâu cho em xin cánh tay của mọi người nào Đi làm mà mặc như thế này là các anh là vào là ngắm nó trở thành là hoa khôi công sở ngay Em nói thật, các chị mặc cho em mẫu này nó không có bị kén tuổi Thậm chí là những cái form dáng mình bình thường mình khó mặc đầm mặc váy thì mình nên lấy cho em những cái mẫu này Nó bên nó chích ly như thế này này cả nhà ô nó lên phong quá trời tuyệt vời chị nào mình hơi có khuyết điểm ở vòng bụng một xíu hơi có khuyết điểm ở phòng hông một xíu cứ lái cho em cái đầm này âu tu là đẹp tại vì sao phần tay là quá xinh rồi khỏi phải nói nó sẽ thắt nơi này mà nhìn cưng lắm nha cả nhà những cái mẫu mà basic như thế này các chị mặc theo thời gian luôn không bao giờ trôi lạc luôn mọi người em nói thật sự càng mà gọi là càng tối giản càng đơn giản các chị mặc càng lâu chứ các chị thấy không những mấy họ tiết cầu kỳ quá hay là những cái điểm mà gọi là theo trend quá mọi người mặc tầm một hai tháng theo một cái thời gian nó qua trend là mọi người không bao giờ mặc được cô với chiếc đầm của em 267 ngàn này Các chị mặc 5 năm, 10 năm sau Các chị lấy ra các chị mặc vẫn đẹp Thậm chí mình mặc xong mình cho em Mình, mình bắt đầu là gọi là di chuyển đó mọi người Từ đời này qua đời khác không bao giờ bị lỗi thời Em như đảm bảo với các chị yêu nhà mình luôn Bây giờ em như xin phép chuẩn bị là 30 giây cuối cùng em như chuyển mã nha DA2 dùm em kèm dùm em số điện thoại Rồi mọi người ơi nhanh tay giúp em như nha Đây xin quá rồi Bây giờ là em sẽ chuẩn bị em chuyển mẫu nhé cả nhà Form đằng sau nha mọi người em sẽ quay vào form đằng sau cho cả nhà xem nha cái phông đồng này nó hơi rộng một xíu cho nên là em như có kẹp lại bây giờ em sẽ tháo cái kẹp ra cho mọi người đó tại vì em như là mặt size é đó người của em như hơi nhỏ cho nên nó hơi rộng một xíu các chị mặc vừa y là các chị sẽ đẹp bây giờ em sẽ quay cho mọi người một mẫu tiếp theo nha Ok, bây giờ thì Hoài và à, em Hoài sẽ tiếp tục lên một mẫu mới các chị mình nhá. Bây giờ Hoài sẽ lên một mẫu mới cho các chị em mình này. Một cái em sản phẩm rất là hot và cái sản phẩm này áo các chị mình thấy có quen không ạ? Cái áo này là cái sản phẩm à cái mẫu này đem ra luôn hả chị? Rồi ok, mẫu này thì Hoài sẽ để ra ngoài nha. Cái mẫu sản phẩm đầm của Hoài đang cái set của Hoài đang mặc này. Các chị mình có thấy cái mẫu áo này có quen không ạ? Áo này thì hồi nãy Hoài đã mặc lên một lần rồi nha. Và mẫu áo Hoài báo lại mã cho chị em mình em này sẽ là AT2 nhá. AT2 là mẫu áo hoài đang mặc và em này đang có hai màu để các chị săn luôn. Đó là hoài sẽ có cho mình là màu đen và màu trắng hoài đang mặc nha. Áo sẽ có hai màu đen và trắng mức giá chị em hoài chỉ có 157 000 thôi. 157 000 cho mẫu này nha. Chân váy chị em hoài sẽ là VA4 với mức giá sẽ là 455 000 Mức giá cho em là 227 000 đang được giảm trực tiếp đây ạ. À. Mẫu này thì hoài sẽ chỉ có chị em hoài là 5 phút để chốt nha. Em hoài chỉ có 5 phút cho các chị mình chốt mẫu này thôi. Nên là chị yêu nào mà thích mẫu này là nhanh tay chốt đơn này, lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại cho em Hoài trên cùng một dòng comment nha các chị em mình nhá. Thích mẫu này là phải chốt luôn chị em Hoài số lượng là siêu ít luôn đấy ạ à. Bây giờ để Hoài xem nào cái mẫu này chị em Hoài các chị nhà mình đã chốt đơn được nhiều chưa Ui các chị ơi lượt chia sẻ của mình là 675 rồi này Có thể cho em Hoài thêm 25 lượt chia sẻ nữa các chị yêu ơi Cho Hoài thêm 25 lượt chia sẻ nữa đúng không ạ Để Hoài có động lực Hoài chơi mini game này Tại vì là Hoài còn hai mẫu sản phẩm phía sau thôi nha Thì tầm 10 phút thôi các chị mình Tầm 10 phút nữa thôi là em Hoài đã bắt đầu chơi mini game rồi Tại vì em không có like quá lâu đâu nha 5 phút cho mỗi mẫu thôi ạ à. Là các chị yêu nào mà thích mẫu set của Hoài đang mở? mặc nhanh tay lên mã cho em Hoài nha AT2 157 VA4 227 Và em này sẽ có sai số đầy đủ luôn Áo này thì chắc là Hoài không cần phải giới thiệu nhiều Tại vì là các chị nhà mình đã xem livestream rồi Nhưng mà nếu như những chị nào mới vào sau Thì Hoài giới thiệu lại chất liệu nha Em này sẽ là chất cô tông kiểu dạng bó zip các chị mình Có độ co giãn và có mềm mỏng này Nhưng mà không có bị kiểu mỏng quá nha Vừa phải phù hợp để các chị nhà mình mặc mùa hè Em áo này lên form trễ vai cho em Hoài Tay dáng dài nha Áo form dáng từ đây các chị yêu ơi Kết hợp cho em Hoài đó là một chiếc chân váy xếp ly với chất liệu cho em hài là cô có quần bên trong nha chân váy có quần bên trong màu cho em hài là màu nâu tây siêu sang luôn đấy ạ mức giá chân váy cho em hài cũng chỉ có 227 k thôi Nên là chị yêu nào mà thích mẫu này là mình cứ chốt cho em va 4 kèm thoại à nha rồi at hai chị lưu trang này ok hoài chốt đơn cho chị lưu trang nhá áo đẹp các chị ơi có 157 bảy ngàn à lên ngay mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại chị em hài nha chân váy sẽ là va bốn hai trăm hai mươi bảy ngàn cái set này mặc đi chơi cũng được mặc đi làm cũng được đi dạo phố cũng được cà phê với bạn bè trên hoài cũng ok sai số thì đang có đủ rồi nên các chị mình tranh thủ mình chốt đơn nha à cái mẫu chân váy này vậy là mình có thêm một màu nữa các chị yêu ơi chân váy này vậy là hoài có hai màu nha chân váy em hoài có hai màu cho mình đó là màu be này và cái màu, màu nâu màu uh, nâu tây và cái màu tiếp <laughs> theo cho hoài đó là cái tông màu xanh đen ơi bây giờ là các chị mình thời gian rất là gấp rút rồi và hoài đang muốn like rất là nhanh cho chị mình mà like nhiều quá xong nói liệu tùm lum cái này các chị thông cảm với em hoài nha ui cái màu xanh này gọi là màu xanh kiểu dạng màu xanh coban các chị mình rất là sang rất là đẹp cho em hoài luôn nha cái màu xanh phối với màu đen này cũng cực kỳ hợp cho em hoài này Chị nào mà theo cả item kiểu như là hơi trẻ trung năng động một xíu mình lựa cho em hoài cái set này. Phối cho em hoài với giày ba ta là đẹp nha. Mẫu này thì hoài chốt nhanh cho mình thêm 2 phút nữa các chị yêu nhá. 2 phút nữa để mình chốt chị em hoài mẫu này và sau đó hoài sẽ lên mẫu mới á. Các chị chơi mini game vẫn tiếp tục comment và vẫn tiếp tục tương tác của nhà em thật nhiều nha. Em đang thấy các chị nhà mình comment rất là nhiệt tình luôn. Và em chúc là chị nào cũng sẽ may mắn. Hôm nay mình không may mắn, hôm sau mình may mắn nhận quà tiếp theo các chị ha. Rồi ok, hoài đọc lại mã một lần nữa và hoài qua mẫu nha. AT2 là mẫu áo của Hoài Đăng Mặc với mức giá sẽ là 157 ngàn Chân váy của Hoài Đăng Mặc sẽ là VA4 nhá Mẫu này mức giá là 227 ngàn các chị ơi Bây giờ các chị mình có hóng set mới không ạ Hoài và các bạn thì mình sẽ lên tiếp một cái set mới cho các chị mình nha Một cái set mới rất là dễ thương Và chân váy zin là cái mẫu sản phẩm Hoài đang rất là mong chờ Bây giờ các chị mình đồng hành cùng Như nha Rồi mọi người ơi cái set này của em là bây giờ là, là bắt đầu Siêu mắt Siêu cá tính nha Với cái set đồ như thế này Rồi lúc mà em mặc lên em nói là Đây chắc là có lẽ là Em mong là mọi người sẽ ưng ý nhé mọi người ơi Sẽ ưng ý và em xin phép chốt cái set này nhanh thôi mọi người Bây giờ là tốc độ cho em nha Cái tốc độ like của em sẽ bây giờ sẽ nhanh hơn so với bình thường Cho nên em sẽ nói nhanh để mọi người chốt đơn 5 phút cho cái set đồ của em Một chân váy riêng và một cái áo này của em mọi người 77k của em đây Sản phẩm này em vẫn lên sale cho mọi người bình thường luôn 77 ngàn Giá gốc của em là 255 ngàn cho em như nhá Còn với chân váy riêng phong chữ A như thế này Thì em nghĩ là chị yêu nào mình cũng phải cần một chiếc đúng không Phải có trong tủ đồ cho em như nhá Mình đặt hàng liền cho em nè Bây giờ lên cho em mã sản phẩm nè AT1 cho em là mã sản phẩm áo em đang mặc 77 ngàn Một tông màu áo duy nhất cho em Còn chân váy của em là VA1 cho em giá gốc 495 ngàn Bây giờ em sale cho mọi người luôn là còn bao nhiêu đây 247.000 với mẫu chân váy này em như sẽ có 3 tông màu cho các chị yêu nhà mình một tông màu xanh nhạt một tông màu xanh đậm và một tông màu đen giúp em như nhá chân váy riêng em nói thật sự các chị nha hàng zin thì lúc nào nó cũng sẽ mắc hơn nó sẽ giá nó cũng sẽ cao hơn so với bình thường nhưng mà ngày hôm nay em xem cho mọi người giá cực kỳ rẻ luôn chỉ có là 247.000 thôi đây ba tông màu này màu em đang mặc là kiểu màu xanh nhạt còn này là màu xanh đậm và cái tông màu đen giúp em như nhá. Mình đặt hàng nhanh chóng luôn giùm em, một cái chân váy này em sẽ có đủ size số cho mình hết cho nên các chị yêu nhà mình yên tâm. Đặt hàng mã kèm màu kèm size nhanh tay liền giúp em nè mọi người. Nhìn rất là cá tính là năng động luôn. Hiện tại ở đây nếu mà các các chị mang sneaker thì vẫn đẹp riêng về cái set đồ này em thấy mang tính cơ vẫn sang luôn em phối cho mọi người nè túi một chiếc túi thôi là đủ đẹp nha mọi người nha Đúng không cá tính nhẹ nhàng mình mặc lên em cảm thấy rất là trẻ trung và năng động luôn các chị yêu ơi cái form áo bảy bảy ngàn này em nói là co dạng này mọi người ơi nhìn cái form áo nè co dạng thoải mái cai bán cái áo bảy mươi bảy ngàn mà như em không mọi người chất lượng xịn sò mà rất là dày dặn nhưng mà không hề bị nóng nha mọi người chất liệu không hề bị nóng mà mọi người nhìn cho em từng cái gân vải của em nè rất là đẹp luôn và với cái tông màu nâu này kiểu như là không bao giờ bị kén da này dáng chốt đơn liền cho em cả set 247 000 với chiếc áo 77 000 thì không thể bỏ qua Nha mọi người Đã chốt cái chương phải là không thể cho em bỏ qua cái áo là AT1 giúp em AT1 liền giúp em nè 77 000 chị nào nhanh tay là có hàng Riêng về màu áo này em như sẽ chốt lẹ trong vòng 30 giây thôi nha mọi người Tại vì cái giá 77 000 là giá quá rẻ rồi Mà cái chị yêu mình không đặt nữa là thật sự rất là đáng tiếc luôn Chân váy chỉ có 247 000 mã sản phẩm là VA1 giúp em Mình đặt hàng mình cho em như xin mã kèm màu kèm số điện thoại liền giúp em đây, trời xinh đó mọi người Lên form đằng sau quá dễ thương luôn cưng thế mọi người ha Chị nào mà mình uh, đang xem live mình nhanh tay mình chốt đơn giùm em luôn Hoặc là mình đang muốn chơi game mình phải chốt đẻ nè Rồi mình còn chơi game nữa nha cả nhà nha Rồi AT1 nha mọi người Cái chị đặt hàng nhanh tay chốt đơn giùm em như với mọi người ơi Nhiều khi nó bị ẩn comment em không có đọc được thì mọi người thông cảm giùm em nha Để em xem thử lượt chia sẻ của mình là bao nhiêu 702 lượt chia sẻ rồi nè Rồi sau khi em like xong cái mẫu này em đợi một xíu em uh, Em tặng quà luôn cho mọi người Còn một cái sản phẩm nữa mọi người để em xíu nha Em qua tiếp một sản phẩm ra em tặng quà luôn nha mọi người nha AT1 giúp em nè Em thấy mọi người đặt AT1 rất là nhiều AT1 cho chị Như Quỳnh, chị Tú Đỗ này Chưa có số điện thoại này, bổ sung cho em số điện thoại luôn Tình yêu Hoàng Diễm Nguyễn AT1 có đơn luôn nè Các chị yêu AT1, chị Diễm NTN có đơn luôn nè Chị yêu nào đặt NTAT1 của em nhanh tay 77.000 số lượng không có nhiều đơn án các chị yêu ơi. Còn VA1 là cái mẫu chân váy của em nay mọi người ơi, phơn chân váy zin chữ A mà ngày hôm nay có 247.000 thôi. Em nói đây là một cái giá siêu hời một cái giá siêu sốc và chỉ có duy nhất trong tại cái livestream này. Ngoài livestream này mọi người không bao giờ săn được nhé mọi người. Sau khi em tắt live là xin phép không được giá nay mọi người. Và em cũng sợ là không còn hàng nữa đâu các chị yêu nhà mình ơi. 247.000 thôi. Cái chân váy này các chị có thể lấy cho em tông màu xanh đậm cũng rất là cưng nè. Hoặc cái tông màu đen cũng dễ mặc nha mọi người nha ba tông màu mặc lên là siêu xinh luôn rồi nhanh tay cho em mã va một là mã trong váy em có đầy đủ size s m và l form đằng sau lưng của em đây nha mọi người nhìn ngắm giùm cho em nhé rất là ưng ý luôn chị yêu nào mình mặc là em nói thật sự rất là trẻ trung rồi áo at một này chị yêu nào mình chốt nữa mình chốt lại giùm em như nè rồi 30 giây nữa em chuẩn bị qua mẫu luôn mọi người ơi chị trăm trần này có đơn nhá rồi các chị yêu em thấy đơn của mình hết rồi bây giờ em như xin phép là qua mẫu luôn em đã nói rồi em sẽ quay nhanh đó cả nhà em như qua mẫu nha rồi ok, mẫu này cũng là mẫu cuối cùng ở trong line nha Các chị mình có muốn chơi mini game cùng em như không ạ? Xíu nữa thì Hoài sẽ chơi luôn cái mini game cuối like cùng các chị nhà mình luôn Bây giờ Hoài sẽ dành 2 phút ra để giới thiệu sản phẩm nha Hoài sẽ dành ra 2 phút à, Mình có tặng cái mẫu của Như mặc không? Mình có tặng cái áo 77k Có về xíu nữa em vào tặng với chị luôn nhá Rồi ok, bây giờ mẫu này cho em Hoài Cái mã sản phẩm cho em này sẽ là DA4 các chị nha Đầm này mã sản phẩm cho em là DA4 Với mức giá chị em là 5 959, các chị. Mình nhá. Một cái mức giá rất là xuất sắc luôn, 959.000 và đang được giảm trực tiếp còn cho các chị em mình đó là 287.000. Trời ơi cái mức đầm này phải gọi là một cái mức giá hoài nghĩ là không bao giờ có luôn các chị mình ơi 959 000 có nghĩa là gần 1 triệu và giảm trực tiếp chỉ còn có tầm 200 mấy thôi Có nghĩa là giảm cho em hoài tới 75% nha Chị nào thích đầm này chốt ngay mã sản phẩm cho em sẽ là DA4 kèm ngoại Đầm có hai màu chất liệu cho mình là gấm hoa nổi nha Gấm hoa nổi và đầm này làm hai lớp cho các chị luôn Phía trước em lên thiết kế cho mình này phần tạo nơ để tạo điểm nhấn cho phía trước cho em hoài Đặc biệt là đầm hai dây có tăng đơ giúp em hoài hai màu cho mình đó là hồng và đen nha Chị nào mà quan tâm DA4 là phải chốt nhanh này Hoài chốt mẫu DA4 này cho các chị mình tầm chị em hoài Đó là bao nhiêu chị đấy ạ Tầm 5 chị thôi nha 5 chị cho em hoài mã sản phẩm DA4 Tại vì bây giờ là thời gian livestream của nhà em kết thúc rồi Và Hoài và Như sẽ dành thêm 2 phút để chơi game với các chị mình thôi Là mình cố gắng tương tác cùng em Hoài và các bạn nhà mình thật nhiều nha DA4 kèm với Hoài ạ à. Các chị em mình đã hỏng cho game chưa các chị ơi Bây giờ để Hoài kiểm tra lời chia sẻ một lần nữa và chắc mình sẽ chơi game luôn Các chị nhà mình vừa chơi game vừa chốt đơn để các chị sẽ có động lực xem livestream nha Rồi 715 lượt chia sẻ các chị yêu ơi 715 lượt chia sẻ là một cái lượt chia sẻ rất là ok rồi nha Bây giờ chắc là Hoài sẽ mời bạn Như vào cùng Hoài đi Kiểu chơi livestream cuối live cho các chị mình có thật là nhiều không khí nha Còn đầm <laughs> đầm này thì mình thích mình vẫn chốt đơn cho em DA4 kèm thoại chị yêu ha Dạ rồi các chị ơi phần quà tặng của em sẽ là tặng quần cho tình yêu nha Tình yêu nào comment bây giờ nè 30 giây để các chị yêu nhà mình comment nha Tặng quà nhanh chú em Ok Rồi mọi người lên cho em liền nha mọi người ơi Rồi ok Và phần quà là áo của em là 77 ngàn Em vẫn ừ, tặng luôn rồi. Em vẫn vừa dọn là dành thêm vài suất nữa cho các chị yêu nhà mình Chị yêu nào lấy cái áo của em lên lên cho em là mã AT1 giúp em Nha mọi người ơi AT1 giá 77 ngàn thôi Xuất sắc luôn Rồi bây giờ các chị yêu nào mình thấy được cái comment của em không nè Mình chia sẻ like mình tan thật là nhiều gọi là chia sẻ like mình comment thật là nhiều tan ba người bạn vào em sẽ đếm ngược thôi nhé số lượng gọi là rồi. thời lượng bây giờ không còn nữa đếm ngược nha cả nhà ơi em đếm 5 giây chị hỏi đếm 5 <laughs> giây nha rồi bây giờ nè bây giờ là mình tặng cái nào trước nào uhm. ừ. thì là tặng cái phần quà này ừ, thôi okay. còn áo của em thì chị nào mình đặt thì em vẫn sẽ giữ giá 77 mươi ngàn cho các chị yêu nhà mình nha em sẽ không lên đâu mọi người rồi bây giờ chắc là sẽ nhờ chị Hồi ai à, chị Nguyễn Nguyễn này chưa số điện thoại nha <laughs> em định tặng quà mà em thấy chị thiếu số điện thoại phải nhắc lại <laughs> rồi các chị ơi đồ đẹp quá em cảm ơn chị lê nguyễn rồi comment nhiệt tình lên giúp em một một cà hai ba, ba, ba bốn năm. năm rồi ok để hỏi xem nào rồi hiện ừ. tại là mình đang lướt chúng là chị uh, khoa dạ? huỳnh các chị mình nhắc. rồi em chúc mừng tình yêu khoa huỳnh nha em thấy khoa huỳnh là có chia sẻ like nè có tan bạn bè và có comment săn hòa hiệu là một tình yêu mà gọi là nãy giờ là <laughs> comment rất là nhiệt tình Không biết là khoa hình còn ở trong live hay không Hay là thấy comment nhiều quá mà không thấy được tàn quà cho nên đi ra mất tiêu rồi Khoa hình ơi <laughs> Khoa hình còn ở trong live không thì comment lên giúp em với nha Đúng rồi, chị Khoa Hình ơi, chị Khoa Hình lần một này Hoài đang gọi tên mình đây ạ. À. Các chị yêu có trong livestream không? Các chị ơi, hôm nay nếu như mà mình chưa có nhận được quà mình không có buồn nhà mát nha, tại vì ngày nào nhà em like cũng Đúng tặng rồi. quà hết tặng rất là nhiều. Hôm nay mình không nhận hôm sau mình nhận này. Với ừ. là sản phẩm thì nhà em đã tri ân đến giống như kiểu là mẫu áo của bạn như mặc á thì đã có mức giá 77 000 coi Đúng như hơn là cả quà tặng luôn rồi. luôn rồi em chúc mừng khoa Huỳnh nha khoa Huỳnh đang à, để nhận được tín hiệu rồi bây giờ thì à, phần quà đã đến tay của các chị và những món đồ thì chúng em đã like xong rồi thì à, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem like của nhà mát cũng như là ủng hộ cho em như và chị hoài nha à, hẹn mọi người vào một cái livestream tiếp theo và đặc biệt là mọi người hãy nhớ là giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ nha mọi người nha để mà có thể là có một cái tinh thần thoải mái sảng khoái nhất sau một cái uh, kỳ nghỉ <laughs> bây giờ là một cái kỳ nghỉ đúng đúng dài hạn rồi mọi người cố gắng là em mong là mọi thứ sẽ trở lại bình thường để mà hoạt động của mọi người cũng sẽ được uh, bình yên hơn nha. Bây giờ rồi, thì uh, em Mai và bạn như, như sẽ chúc tất cả các chị mình sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ. Và Đúng nhớ rồi. là bật follow, bật thông báo xem livestream của nhà em mỗi ngày nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị và mình vào những livestream tiếp theo của nhà Mác nha. Bye bye.